một trăm năm trước hắn cùng các đệ tử của mình giết hết nghịch tặc vì để các đệ tử không ỉ lại nên đã bế quang bóp phét vậy thôi chứ ad thấy hắn cũng tả tới lắm sau một trăm năm bỗng nhiên trở thành đại ma đầu vì đại đệ tử của hắn đã là nữ đế hiệu triệu trăm vạn ma tu nhị đệ tử là cổ hoàng trí tôn chỉ cần búng tay có thể điều động trăm vạn thay ma tam đệ tử là tu lá sát thủ giết người như ngoé nhận tiền không nhận người với cơ thể nhập thánh hắn từng bước thu phục các đồ đệ lạc lối của mình một lần nữa chấn hương tông môn vào chuyện thôi nào dưới ánh trăng mờ ảo bạch tiểu hà miếu máu nhìn sư tỷ bạch thanh nhi người đầy vết thương lo lắng hỏi sư tỷ không sao chứ bạch thanh nhi tuy rất thảm nhưng vẫn an ủi ta không sao chỉ là cô ngừng lại nhìn đám người bịt mặt gần tới nơi rồi nói tiếp lần này chúng ta không trốn được rồi thấy hai người không chịu xuất hiện một nữ tử bịt mặt lớn giọng đắc tội với nữ đế còn muốn chạy phạm phải tội tay trời như vậy vẫn nên ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi bạch tiểu hà trốn sau tảng đá nghe được thì liền đứng dậy tức giận hét lớn đáp lại đại tội tày trời đúng là ăn nói vớ vẩn chúng ta tham gia thịnh điển của vô cực tông các ngươi nhìn thấy các ngươi dùng lễ cúng bái thiên địa để cúng bái một người chỉ tò mò hỏi một câu lại bị các ngươi truy giết như này vô cực tông các ngươi chỉ coi mạng người như cỏ rác thế này thì rõ ràng là tà giáo ma môn tên sát thủ bịt mặt khoanh tay chừng mắt nhìn bạch tiểu hà chỉ là tò mò hỏi một câu ngươi có biết người mà ngươi bàn tán chính là sư phụ của nữ đế không nghe thấy thế bạch thanh nhi ngó đầu hốt hoảng nói sư phụ của nữ đế lẽ nào à bịt mặt kia đắc chí thả tay xuống rút kiếm ra đúng thế đó chính là ma đạo chí tôn trong truyền thuyết đó ngài ấy không chỉ là sư phụ của nữ đế mà vị cổ hoàng trí tôn ở phương nam vu tu la của sát thủ thành ủng tử đều chịu giáo huấn của ngài ấy các ngươi lại dám nói rằng ma đạo trí tôn sẽ bị trời đất trách phạt nữ đế không tiêu diệt tông môn của các ngươi đã là nhân từ lắm rồi nên kiếp sau quản lý cái miệng của mình cho cẩn thận à ta vừa dứt lời thì rút kiếm lao đến chỗ của hai người bạch thanh nhi thấy vậy bạch thanh nhi liền đẩy bạch tiểu hà đi để tự bản thân đối phó trên trời bỗng dưng nổi xét đánh thẳng vào chỗ hai người khiến bạch thanh nhi ngơ ngác chuyện gì thế địa long trở mình đám người ma đạo ngước nhìn bầu trời kinh hãi hét lên tình huống gì vậy trên đỉnh núi là diệp thần trưởng môn huyền cực tông hắn đứng trên thi triển vài chiêu thức rồi thầm nhủ không đột phá bế quan trăm năm cảnh giới vẫn vậy nhưng mà có vẻ cơ thể đã nhập thánh rồi mình bây giờ cũng coi là bất tử rồi nhỉ hắn chỉ tay về phía dưới nói có thể coi là xuất quan thành công phía bên dưới theo cử chỉ của diệp thần nước như tách ra làm đôi cuồn cuộn dậy sóng núi vỡ ra từng mảnh khiến đám người đeo mặt nạ từng tên rơi xuống hai tỷ muội thanh nhi đứng nhìn đến ngơ người cảnh tượng trước mắt đang diễn ra làm ả bịt mặt thẹn quá hóa giận đứng dậy bực tức đáng chết phía trước có cao nhân tương trợ mau báo lại cho tông chủ biết diệp thần đứng trên lấy tay xoa cằm cùng với gương mặt mãn nguyện thầm nghĩ khá lắm uy lực của cơ thể sau khi thành thánh quả nhiên không giống trước đột nhiên hắn để ý thấy hai tỷ muội thanh nhi ngồi dưới diệp thần hốt hoảng hả có người ngọn núi mình vừa đấm ban nãy có người hỏng bét mình hoàn toàn không chú ý đến mình sẽ không sợ ý làm bị thương ai chứ phải mau nhanh chóng xác nhận lại mới được nói rồi diệp thần nhanh chóng tiến đến gần hai tỷ muội thanh nhi thấy có người đang bay đến chỗ mình bạch tiểu hà chỉ tay hốt hoảng nói tỷ có người đi đến đây Diệp Thần từ từ đáp xuống chỗ hai tỷ muội vội vàng hỏi, các ngươi không sao chứ? Uy áp của cú đáp xuống khiến hai tỷ muội suýt thì bị thổi bay biệt tích giang hồ. Điều đặc biệt hơn là khi Diệp Thần đáp xuống thì lại khiến đỉnh của một ngọn núi bị gãy mất. Biết được uy lực của thánh nhân, hai tỷ muội nhanh chóng kể đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Thần nghe. Nghe xong câu chuyện của hai tỷ muội, Diệp Thần nhìn hai người nói, các ngươi nói là các ngươi chỉ lỡ lời nói sai một câu, đã bị vô cực tông đuổi giết đến đây sao? Hắn chống tay xoa cảm suy nghĩ, vô cực tông, cái tên khá là dễ nghe, còn cả danh hiệu nữ đế mà các ngươi nhắc đến cũng khá ngang ngược suy nghĩ một hồi hắn nói tiếp chỉ có điều là có ngang ngược hơn thì cũng không thể bởi vì lỡ lời mà tùy tiện giết người nếu như đồ đệ loan yên nhi của ta ở đây thì con bé chắc chắn sẽ không chấp nhận để chuyện như này xảy ra bạch tiểu hà nghe vậy thì phấn khích nói tiền bối là cao nhân đồ đệ của người chắc chắn cũng sẽ là người có phẩm hạnh cao thượng đúng không tỉ tỉ bạch thanh nhi đứng bên cạnh mặt tái mét ấp úng trả lời tiểu hà thấy hai người không sao diệp thần quay người lại nếu các ngươi không có gì thì ta cũng không ở lại thêm nữa các ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi ta còn có chuyện nên cáo tử Diệp Thần nói xong thì bay vút đi để cho hai người ngơ ngác đứng nhìn. Tiểu Hà nhìn Diệp Thần bay đi thì vui vẻ nói: "Cao nhân đúng là cao nhân, nháy mắt đã không thấy nữa rồi, liệu sau này chúng ta có lợi hại được như vậy không tỷ tỷ?" Bạch Thanh Nhi đã sợ hãi đến hai chân không đứng được nữa, cô ngồi phịch xuống đất run rẩy cất giọng: "Loan Yên Nhi, người đồ đệ mà hắn nói là Loan Yên Nhi, Tiểu Hà muội quên rồi sao? Nữ đế truy sát chúng ta chính là Loan Yên Nhi." Lời này vừa thốt ra đã khiến Tiểu Hà tái mét mặt, sợ hãi. Bên kia, Diệp Thần vừa bay vừa thầm nhủ: "Không biết các đồ đệ ngoan của mình bây giờ thế nào rồi." hắn nhớ lại lúc đấy chiến tranh còn liên miên xảy ra một giọng nói trong trẻo non nớt gọi sư phụ lên hồi khiến diệp thần bừng tỉnh người đồ đệ nhỏ bé nhìn hắn lo lắng hỏi sư phụ người thật sự muốn bỏ lại chúng con một mình bế quan sao diệp thần cười an ủi yên tâm vi sư đã giết hết nghịch tặc rồi trăm năm sau sẽ không có ai dám bắt nạt huyền cực tông ta mọi người đừng sợ đồ đệ bé nhỏ của hắn miếu máu đừng mà không muốn sư phụ đi đó chính là loan yên nhi khi nhỏ cô nghe tin diệp thần bế quan mà khóc lớn một trận diệp thần thấy cô mít ướt như vậy thì liền quát lớn hồn láo ta dùng hết công pháp vốn là vì ngày tháng sau này các ngươi có thể trải qua bình yên nhưng sư phụ không thể lúc nào cũng đứng ra bảo vệ các ngươi được hiểu chưa diệp thần ra lệnh cho toàn bộ tông môn trên dưới huyền cực tông nghe lệnh từ nay trở đi phàm là đệ tử trong tông môn đều phải biết khiêm tốn chăm chỉ rèn luyện trong khoảng thời gian ta bế quan chấn chỉnh tông môn hương thịnh thấm thoát thời gian trôi qua diệp thần bay trên trời quan sát nói trăm năm ngắn ngủi linh sơn tông môn lại khôi phục được linh mạch có chút thú vị xuống dưới xem xem thế nhưng khi xuống dưới ai nhìn thấy diệp thần thì cũng thất kinh bạt vía nhưng diệp thần nào có biết hắn vẫn vui vẻ quan sát xung quanh đến cả thành hoài thông môn cũng phồn hoa như này khá lắm để cho đồ đệ tự tôi luyện quả là đúng đắn đột nhiên hắn để ý thấy hai hình nộm nhỏ đang bày bán hắn không khỏi bất ngờ bây giờ còn thịnh hành bán thứ này sao hắn vui vẻ cầm một hình lên thẩm mỹ những thứ bán trước đây đều là mấy thứ kiểu như sát phù ngàn dặm bạo thể đan xem ra mọi thứ ngày càng tốt lên rồi bỗng dưng hắn nhìn người gỗ thì hoang mang tự nhủ khoan đã người gỗ này sao nhìn quen mắt thế nhỉ diệp thần tiến tới chỗ chủ quán hỏi cái đó phiền ông cho ta hỏi một chút người gỗ tiệm ông bán dựa theo hình dáng vị đại thần nào vậy câu hỏi vừa được đặt ra đã khiến ông chủ tái mét mặt vội thu xếp đồ tiệm ta chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ xin ngài dơ cao mà tha cho ta đi mà hơn nữa ngẩng đầu ba tấc có thần linh ngài hãy mau quay đầu lại là bờ câu nói này làm cho diệp thần khó hiểu hắn ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là một bức tượng giống mình y đúc trời đất ơi cái gì vậy này bức tượng này sao ăn mặc giống mình thế nhìn trên bức tượng viết ba chữ vô cực tông hắn không khỏi ngạc nhiên chẳng phải là huyền cực tông sao nhìn trên bức tượng viết là vô cực tông khiến hắn suy nghĩ đến chuyện khi nãy hai vị tiểu cô nương tự xưng là phái bách hoa nói rằng bị phái vô cực tông truy sát lẽ nào đột nhiên lúc này có tiếng nói vang lên chính là hắn hắn giật mình quay lại thì thấy có kẻ đang chỉ tay về phía mình hét lớn tên này cố ý ăn mặc giống với tượng thần cướp bóc sạp hàng giả danh lừa bịp khiến cho bách tính đều phải đóng cửa không ra ngoài nghe thế đám người đeo mặt nạ hùng hổ tiến tới chỗ hắn ba ngày ban mặt dám làm loạn như thế cẩu tặc còn không đền tội diệp thần tiến lên phản bác lại ta mặc trang phục của mình sao lại là làm loạn ta còn muốn hỏi các ngươi nữa đây hắn chỉ tay về phía bức tượng nói bức tượng lớn đó rốt cuộc là sao vậy còn huyền cực chưa đợi hắn nói xong đám người đó liền rút vũ khí lao đến bắt hắn khiến hắn sợ hãi nói ta còn chưa nói xong mà cả đám bay lên dùng những dây xích đỏ rực quấn lấy hắn từng người trong đó đều hét lên vạn sự loan lý bắt môn kim tỏa trận thế nhưng mấy cái dây nhỏ bé này sao có thể trói nhân vật thần thánh như hắn diệp thần nghiêm mặt dùng sức một chút đã làm mấy sợi xích tan biến hắn cảnh cáo nghe ta nói hết đã thấy trận pháp của mình bị phá trong nháy mắt đám người kia sợ hãi Kim tỏa trận do đích thân bệ hạ dạy cho chúng ta trong nháy mắt đã bị phá rồi, trận này rõ ràng chỉ có bệ hạ có thể phá giải. Nữ tướng trong đó cả kinh thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là? Đám người nhìn nhau gật đầu rồi liền xé áo ra, khiến Diệp Thần đỏ mặt lấy tay che lại e thẹn nói, tài năng thấp kém, thuật quyến rũ này không có tác dụng với ta đâu, cất lại đi. Đám người kia nhanh chóng xoay ngược trang phục lại, mặc vào ngay ngắn rồi kéo pháo chúc mừng, cúi đầu lễ phép đồng thanh, hoan nghênh Diệp Thần ghé đến vô cực tông. Đám người bịt mặt thay đổi thái độ, liền thi nhau lôi lôi kéo kéo Diệp Thần, Ngài chính là người sáng tạo ra kim tỏa trận, Diệp Thần tôn giả phải không? Diệp Thần chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp lại, "Phải, nhưng mà." Thấy hắn có vẻ ngại ngùng thì người kia nói tiếp, "Vậy thì phiền ngài đi cùng chúng tôi đến Quan Tinh lâu, Bệ hạ đang đợi người ở đó." Tình thế thay đổi khiến Diệp Thần chưa kịp thích ứng, hắn thắc mắc hỏi, "Bệ hạ ai đang đợi ta? Các ngươi rốt cuộc có ý gì vậy?" Người đeo mặt nạ vui vẻ đáp lại, "Ý trên mặt chữ, ngài yên tâm đi, đợi đến nơi rồi ngài sẽ hiểu rõ mọi chuyện thôi." Nói rồi bọn họ nhanh chóng đưa Diệp Thần đến trước đại điện Quan Tinh lâu, từ trong đó một giọng phát ra ngươi chính là người phá được kim tỏa trận diệp thần liền đáp đúng vậy ta là trưởng môn diệp thần của huyền cực tông lần này ta đến là muốn hỏi thăm tông môn của ta vì sao thế nhưng chưa dứt lời thì một nữ tử liền nhào ra bay tới chỗ diệp thần sứt mất nói trăm năm rồi con cuối cùng cũng đợi được người rồi sư phụ yên nhi nhớ người lắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt hắn có chút ngạc nhiên không tin vào mắt mình cái gì nha đầu vắt mũi chưa sạch chỉ biết khóc đó loan yên nhi hắn bối rối nhìn người con gái đang ôm mình cả kinh đợi đã ngươi thả ta ra trước đã loan yên nhi ôm hắn nói một cách đầy mê hoặc không được người ta khó khăn lắm mới đợi được đến lúc người xuất quan lần này dù có nói gì ta cũng sẽ không để người đi nữa đâu dù là chết thì chúng ta cũng phải ở bên nhau ngay sau đó diệp thần bị loan yên nhi đè xuống sàn hắn khó chịu nói cái gì mà chết với không chết đừng ăn nói linh tinh trước tiên rời khỏi người ta đã loan yên nhi vẫn không nghe lời sờ soạn khắp người diệp thần khẽ nói đã đến mức này rồi mà người vẫn còn muốn giả ngốc sao xấu bụng thật đấy cô cắn nhẹ vào tai diệp thần thích thú nhưng cũng tốt người càng như vậy yên nhi càng thích nói rồi cô thi triển huyền thiên yến vũ cử chuyển đoạn môn chói diệp thần lại nhìn cô gái thi triển chiêu thức quen thuộc diệp thần giật mình thầm nghĩ đây là cửu đoạn môn trận là chiêu thức cuối cùng mà mình dạy cho yên nhi trước khi bế quan cô ta thật sự là yên nhi loan yên nhi nhìn diệp thần với ánh mắt tà mị sư phụ bao nhiêu năm nay yên nhi cuối cùng đã tinh thông thuật pháp mà người dạy rồi đồ nhi nghiêm túc nghe theo lời dạy của người trước khi bế quan chăm chỉ luyện tập chính là vì ngày trùng phùng này của hai ta cô kéo chặt diệp thần về phía mình sau ngày hôm nay người và ta có thể ngủ cùng nhau chết cùng huyệt nhưng trước lúc đó Loan Yên Nhi rút con dao được buộc ở đùi ra, tà mị mê hoặc đưa lên miệng liếm vài cái khiến cho con dao phát ra vài tiếng sắt bén. Cô đưa con dao lại gần cổ Diệp Thần, sư phụ phải cho Yên Nhi một cái đảm bảo nho nhỏ, con biết chứ, sư phụ cái gì cũng rất giỏi, nhưng lại không có cơ thể kim can bất hoại. Cô từ từ đưa con dao lướt trên người Diệp Thần nói, chỉ cần cắt đi hai chân, thì người sẽ không thể đi đâu nữa. Nói rồi Loan Yên Nhi giơ con dao lên điên cuồng, đừng sợ, chỉ đau một lát thôi, sau đó sẽ là hạnh phúc vĩnh viễn. Thế nhưng khi con dao chém xuống lại không làm cho Diệp Thần bị thương chút nào cả. Loan Yên Nhi không tin vào mắt mình thầm nghĩ, chuyện gì vậy? Cắt không đứt, chuyện này sao có thể? Đây là chiếc đao sắc chế tạo từ thiên thạch, nhất định là mình dùng lực quá yếu nên mới. Nghĩ thế, Yên Nhi cười gượng dơ cao con dao hơn, bây giờ sẽ làm thật đấy. Diệp Thần bất lực nói, nhìn bộ dạng không đạt được mục đích không từ bỏ này quả đúng là phong thái của Yên Nhi. Rồi hắn nhìn cô bằng con mắt sắc lạnh, Đồ Nhi đã rèn luyện đến mức độ này thì sao vi sư lại chỉ dậm chân tại chỗ được. Nói rồi Diệp Thần liền xuất mãng phá, phá trận của Yên Nhi, hắn bình thản cất tiếng. Cho dù trăm năm đã trôi qua thì sư phụ vẫn là sư phụ của con, yên nhi trong lòng sư phụ vẫn mãi là đồ nhi mà ta yêu quý. Thế nhưng khi nhìn sang bên kia hắn ngơ ngác phát hiện, quần áo của cô đã rách từng mảnh nhỏ để lộ ra thân hình nuột nà quyến rũ. Hàn Hoa đá ngay tại chỗ, yên nhi nhìn hắn một cách đầy xấu hổ khẽ nói, "Sư phụ người nghĩ vậy thật sao?" Nhìn đồ đệ quyến rũ trước mắt, Diệp Thần bỗng xì máu mũi thành hai dòng thầm trách, điên mất, chiêu thức quá mạnh rồi. Hàn xua tay nói, "Thật đó, sư phụ không thay đổi, mau đi thay bộ đồ sạch sẽ đi." Loan Yên Nhi liền núp sau tấm rèm thò đầu ra buồn bã, đại bịp, sư phụ chỉ giỏi nói dối thôi, nói rằng trăm năm trôi qua sơ tâm không đổi, nhưng lại không hề nhắc đến ước định giữa hai ta, người rõ ràng là quên hết sạch rồi. Lúc này Diệp Thần bỗng khựng lại khi nghe thấy lời của Yên Nhi, hắn nhớ lại, đó là một buổi chiều tà tuyệt đẹp trong khu rừng nhỏ, một giọng nói non nớt khóc nấc lên, sư phụ nói dối, rõ ràng là trận pháp này kiên cố không thể phá vỡ, nhưng Yên Nhi vẫn bị thương. Cô bất ức nhào vào lòng Diệp Thần trách hắn, mặt của Yên Nhi bị hỏng rồi, con không thể gả cho ai được nữa. Diệp Thần khẽ an ủi cô, Ai nói vậy? Trên đời này lớn mạnh chính là vẻ đẹp. Yên Nhi tuổi còn nhỏ nhưng có thể đánh lại quái vật gấu đen. Sao có thể không đẹp chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ yêu sầu không gả được cho người khác, thì Vi sư sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Yên Nhi. Nghe thế, Tiểu Yên Nhi đỏ mặt đáp lại: Sư phụ muốn vĩnh viễn ở cùng Yên Nhi sao? Diệp Thần nhéo tay với cô chắc chắn nói: Sư phụ đã bao giờ lừa Yên Nhi chưa? Tiểu Yên Nhi liền nhắc: Hứa rồi nhé. Yên Nhi phải cùng sư phụ và mọi người trong sư môn vĩnh viễn ở bên nhau. Quay về thực tại, lúc này Loan Yên Nhi thay đồ xong, hắn liền đi đến ôm trầm lấy cô nói: Yên Nhi cũng chưa từng thay đổi, là sư phụ đến muộn rồi. Lời nói này khiến cô lần nữa cảm động, vui đầu vào ngực sư phụ đầy uất nghẹn, "Sư phụ, sao giờ người mới quay về?" Sau một lúc, Loan Yên Nhi kể sơ qua về tình hình mấy trăm năm qua cho Diệp Thần, hắn không khỏi cảm thán, trả trách, nên con mới thay đổi tên của tông môn. Thì ra là để tránh truy sát tàn dư, thật là vất vả cho con rồi. Loan Yên Nhi dựa vào Diệp Thần nói, chỉ cần sư phụ có thể quay về thì những thứ đó đều là chuyện nhỏ. Cô nhìn Diệp Thần đỏ mặt hỏi, đúng rồi, nếu người đã quay về rồi thì ước định với Yên Nhi vẫn tính chứ diệp thần ngây ngô suy nghĩ là ước định nói muốn ở bên sư môn vĩnh viễn sao yên nhi đúng là một đứa trẻ ngoan diệp thần thản nhiên đáp lại yên tâm sư phụ nói lời giữ lời nghe thế loan yên nhi đỏ mặt sư phụ người đồng ý rồi chuyện vĩnh viễn ở cạnh bên mình đây là chẳng phải chính là hôn ước sao diệp thần nhảy xuống nói đã tuân thủ lời ước hẹn thì điều quan trọng nhất lời còn chưa nói xong yên nhi bước theo sau vui vẻ xen vào đúng đúng sư phụ yên tâm con lập tức sẽ sai người chọn ngày lành thắng tốt nghe thế diệp thần đáp lại được rồi con làm đi thế nhưng không ngờ rằng thứ diệp thần nhắc đến là tụ họp tông môn chọn ngay cũng được sư môn đoàn tụ đúng là phải chọn thời gian thích hợp còn yên nhi vui thầm trong lòng hôn ước thành thân bỗng một thuộc hạ vào báo bệ hạ xích hầu của phương hoa đội báo về thiên thư đã tỉnh cả đại tông đã liên kết với nhau tiến về thành thiên thư diệp thần ngạc nhiên nhìn sang chỗ yên nhi tức giận thầm nhủ thiên thư lẽ nào sắc mặt hắn trở lên lo lắng nghĩ thầm trước lúc mình bế quan quên mất mang đi bên kia yên nhi bỗng thay đổi sắc mặt ra lệnh thiên thư là vật của tông môn ta hiện giờ tông chủ đã quay về thiên thư tất nhiên phải có phản ứng người đâu truyền thư đến đại lục thiên thư này ta sẽ đích thân đi lấy diệp thần nghe thế nói xen vào đợi đã hắn đổ mồ hôi cười ngượng để ta đi lúc bấy giờ ở thiên thư thành có một giọng nói vang vọng đặc biệt đặc biệt đó là giọng của một chú bé cầm những tờ báo tin tức nóng hổi chạy trên đường thời hạn 3 năm đã đến cuộc chiến thiên thư nhận chủ lại mở nghe tin triều tông tham chiến tuyên bố tất thắng thiên thư nhận chủ chi chiến kéo dài trăm năm hôm nay có thể đặt ra dấu chấm hết hay không cậu bé thấy người đi phía trước liền mời chào vị tu sĩ này ngài cần một bản sao của thiên thư không người đó quay đầu lại hóa ra đó là diệp thần hắn khách sáo đáp cảm ơn nhưng ta không cần hắn thở dài cảm thán thiên thư thành thì ra là lục lâm thành trăm năm trước nơi này thay đổi thật sự quá lớn rồi trước đây ngay cả một con quỷ cũng không có bây giờ người đông như kiến cỏ hoàn toàn không thể tìm thấy đường đi trước mặt hắn bây giờ có hàng tá người đang bàn tán ta cực triều tông năm nay sẽ đại thắng người thì hỏi thăm tin tức ngươi có phải là nghe được tin gì rồi không lúc này trong áo diệp thần có một con hạc giấy ló ra tiểu yên nhi trong tay ngài đi khắp đại lục không cần lo, xin hãy rẽ trái ở ngã tư. Thấy vậy, hắn không nhịn được thầm nghĩ, vẫn may Yên Nhi đặc biệt làm chỉ linh, dẫn đường cho mình. Rồi hắn nói chuyện với con hạc giấy, "Yên Nhi, cô nói nơi này có người tiếp ứng, ta lấy đồ của bản thân, không cần người đến đón chứ?" Nghe thế, Yên Nhi bên kia đáp lại, "Được, ta sẽ vì sư phụ giải đáp tiếp ứng." Sau đó Yên Nhi kể lại sự tình, thời gian người bế quan, thiên thư tạm thời được cất giữ ở trong thành này, dẫn tới các nhà tranh chấp không ngừng. Lúc đó Huyền Cực Tông suy tàn không cách nào thu hồi thiên thư, Yên Nhi tương kế tự kế quảng cáo khắp thiên hạ sự kỳ diệu của thiên thư, dẫn đến các tu sĩ thế gian tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Bằng cách này vừa có thể phân tán sự chú ý của các phái trong giang hồ đối với tông môn của chúng ta, vừa có thể ghi lại các tà đảng trong thiên thư. Hắn nghe thế sờ cầm hiểu ra thầm nghĩ, lấy đồ của ta đi câu cá đúng không? Tâm tư của Yên Nhi lại cần mật như vậy, Yên Nhi thật sự trưởng thành rồi. Tiếng từ trong hạc giấy cất lên, đã tới nơi, người tiếp ứng ở phía trước, nhưng con còn có một lời nhắn. Diệp thần nghe vậy cũng liền hỏi lại, Yên Nhi còn có gì cần dặn dò ta sao? tiếng của loan yên nhi nũng nịu từ trong truyền ra sư phụ không cần nghĩ nhiều người tiếp ứng này là trụ cột ngầm thời kỳ huyền cực tông mã liên lạc của tông môn chúng ta vẫn không thay đổi người cứ yên tâm nói chuyện nghe được những lời này diệp thần liền khen vẫn là con chú đáo vất vả cho con rồi lời vừa dứt thì cô nàng lại nói thêm ngoài ra sau khi sư phụ lấy lại thiên thư phải lập tức quay về biết chưa còn nữa ở bên ngoài không được nhìn nữ nhân khác nhìn cặp mắt con hạc đang bốc lửa như yên nhi đang hiện hữu diệp thần đổ mồ hôi hột tiếng nói của loan yên nhi lại truyền ra một khi nghĩ tới cái này mình liên không nhịn được tức sôi máu diệp thần cười khổ nói yên nhi thật là trẻ con nghĩ nhiều quá rồi sư phụ nào có rãnh rỗi mà ngắm nhìn nữ nhân khác đột nhiên diệp thần phát hiện trước hắn là một nữ thần côn treo bảng bói toán không chuẩn không lấy tiền còn đang hút sùm sụp bát mì ngon lành hắn liền có một suy tính thích nghĩ người này là người tiếp ứng của mình cô nàng cũng phát hiện ra hắn cô ngưỡng mắt nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của diệp thần hắn đi đến cảm phiền xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ người này quá đẹp trai rồi ngay sau đó cô đặt bát mì xuống lấy cái bảng hiệu phía sau tự tin giới thiệu tại hạ họ tiêu tên là xảo xảo người trong giang hồ gọi ta là tiểu diễn thiên kẻ hèn này bất tài nhưng biết sơ chút thiên địa thôi diễn chi thuật bất kể là si nhân duyên hay là bói toán tương lai chỉ cần có cầu thì sẽ có đáp án sau đó nàng ta ghé sát tai diệp thần thì thầm cũng có người tìm lại đồ thất lạc bỏ lỡ những thứ như kiểu nợ phong lưu diệp thần nghe thế mỉm cười hắn nghe được ẩn ý của cô nàng thầm nghĩ, tìm lại đồ thất lạc là đang nói chuyện thiên thư sao cô ta chính là người tiếp ứng yên nhi sắp xếp không chạy nữa nhưng để đảm bảo an toàn mình vẫn phải đối chiếu ám hiệu hắn liền nói nhỏ với nàng ta thiên vương cai địa hổ nghe được những lời này tiêu xảo xảo đổ mồ hôi hột mà ấp úng ngươi ngươi sau đó cô ta liền chửi con mợ nó ngươi bị ngu à bị nàng chửi một câu thế mà diệp thần chắc chắn thầm nghĩ đối chiếu đúng rồi sau đó tiêu xảo xảo liền ngồi xuống đuổi diệp thần đi đi đừng có ngáng đường nãi nãi làm ăn rồi cô thở dài thầm nghĩ vậy mà là một tên ngốc uổng phí lớn lên được một cái tướng mạo ngon trai như vậy thấy thái độ này của xảo xảo thì diệp thần cũng ngẫm nghĩ ám hiệu này quả thật quá chuyên nghiệp thế mà lại lấy lui làm tiến mà thăm dò ngược lại mình nghĩ thế hắn liền đáp lại không phải người một nhà không cùng vào gia môn các hạ không cần nghĩ nhiều vừa dứt câu tiêu xảo xảo tức giận đập bàn nói lớn hả ai cùng một nhà với ngươi ngươi mắng ai ngốc có bệnh thì đi y quán đừng ở đây chưa kịp nói thêm câu nào thì cô đã bị diệp thần giữ lại hắn liền đặt tay lên vai nàng một cách bất ngờ cùng với khuôn mặt đắc ý của mình ta ngả bài rồi ta quả thực là tới tìm thiên thư đột nhiên lúc này tiêu xào xào liền có cảm giác mãnh liệt chảy trong cơ thể quần áo cứ thế mà bị xé rách từng mảnh khiến cô nàng sững sờ trong lòng cái cảm giác này là cơ thể như mặt trời thiêu đốt vậy nội lực êm dịu tràn đầy mật ngọt khoảnh khắc bị hắn chạm vào thì nội đang ngủ say hàng chục năm của mình vậy mà thế mạnh như nước sống động như thật có thể khiến nội đan tiên thiên trí âm của mình có phản ứng như vậy sẽ không sai người này là song tu mà đời này mình chú định thấy cô nàng bất thường quá diệp thần lo lắng hỏi sắc mặt cô sao vậy hay là do mình dùng sức quá mức sao hắn thầm nghĩ trong lòng người của yên nhi mình nên dùng lễ đối đãi thấy diệp thần định buông ra tiêu xảo xảo nhanh tay hơn chụp lại cô nàng ngượng ngùng vội nói đúng đúng thiên vương cái địa hổ ta là tên ngốc ta đợi ngài rất lâu rồi ngài mất đồ có đúng không ta đưa ngài đi tiêu xảo xảo thầm nghĩ tuyệt đối không thể để hắn chạy sau đó nàng ta liền kéo diệp thần chuyện không thể chậm trễ mời đi bên này còn diệp thần lúc này thì vẫn tưởng là mình tìm đúng người nên cũng đi theo làm phiền rồi cùng lúc đó ở bên vách tường có một tên người đang đứng ngó đông ngó tây không khỏi thắc mắc nữ đế mật lệnh không phải bảo mình ở nơi này tiếp ứng người bên cô ấy hay sao người đâu chuyển cảnh đến thiên thư đại hội đám đông bên dưới liên tục bàn tán xôn xao vãi trưởng tông chủ triều tông ngụy thiên hoành kìa thực lực không thể coi thường được lẽ nào thiên thư sắp bị hắn cướp sao lúc nào diệp thần cũng đi sau lưng xảo xảo đến đại hội thiên thư hắn đổ mồ hôi hột sao nhiều người như vậy tiêu xảo xảo hào hứng đáp lại đó là đương nhiên nhìn đi đồ ngày cần tìm có phải ở trên sân không theo lời của tiêu xảo xảo diệp thần ngước mắt lên nhìn lúc này ở trên lôi đài có hai người đang đánh nhau kịch liệt vị tu sĩ này ta thấy ngươi thực lực không tồi, thích nghĩ cũng vì thiên thư mà tới. Tương truyền người có được thiên thư sẽ có được đại lục. Thiếu niên anh hào ai không muốn làm anh hùng một phương chứ? Nhưng muốn thức tỉnh sách này ngoại trừ có đại cơ duyên trong vận mệnh ra, còn phải lấy được sự chấp thuận của thành chủ thiên thư thành. Đây là lý do mà dẫn tới những trận đấu không ngừng trên sân. Tiêu xảo xảo nhìn theo cao hứng nói, nhưng theo ta thấy ngài không kém gì tông chủ thính triều tông. Cô quay lại mà thả thính. Nếu như ngài muốn lấy được thiên thư ta có thể giúp ngài một phen, chỉ cần ngài song tu với ta. Thế nhưng lời chưa nói xong diệp thần đã không còn bóng dáng ở đây nữa đúng lúc này đám nhân vật quần chúng cũng hò hét nói ê ê có thứ gì đó vừa bay ra rồi phía trước mau nhìn phía trước đi có người đi lên rồi kìa không sai người đó không ai khác là diệp thần tiêu xảo xảo lo lắng hét lên ngươi đây là muốn làm gì trên đấu đài hai tên kia vẫn đang đánh nhau hang say người bây giờ bất kể là Ngụy thiên hoành hay là thành chủ trương tự thành người nào cũng không chọc nổi hai người đang đánh nhau sinh tử thì thấy có người đi lại chỗ thiên thư thì giật mình dừng lại hai người không hẹn mà cùng lao về phía diệp thần còn diệp thần nhà ta thì đắc ý thầm nghĩ nhân lúc vẫn chưa làm loạn ta lên mang sách rời đi đột nhiên có tiếng hét lớn tiểu nhân vô sĩ lúc này làm diệp thần cũng chú ý đến một tên trên sàn đấu đang hướng về hắn khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí muốn nhân lúc loạn lấy đi đồ của lão tử người tìm chết tiêu xảo xảo ở bên dưới thấy được cảnh này sợ hãi che mắt lại hoảng hốt thốt lên xong rồi trăm năm trước sau khi huyền cực tông bị chiếm thương nguyên đại lục nội chiến nổi lên bốn phía tính triều môn vốn nhỏ yếu lại có một thiên tài xuất thế hắn đem công pháp cùng thể thuật thông hiểu đạo lý đánh địch khắp thiên hạ trở thành vô địch thủ mà vị thiên tài này chính là ngụy thiên hoành lúc này hắn đang lao tới với vận tốc cực nhanh mà không ngừng hét lớn còn không mau cút tức thì một vụ nổ cực lớn xảy ra khói bụi bay ngập trời ở bên dưới quần chúng vẫn đang hóng hớt mà xì sầm đậu xanh băng nguyên ngũ thức ngụy thiên hoành nổi điên thật rồi tên tiểu tử này cũng thật không biết lượng sức mình một tên khác cũng nhanh trí mà phản bác giết gà dọa khỉ đó ngươi có hiểu không tên ngụy thiên hoành mạnh như thế mà còn dám lên tranh thiên thư với hắn đúng là tìm chết chứng kiến cảnh này tiêu xảo xảo cũng đổ mồ hôi hột thầm nghĩ phiền thật đấy tên ngụy thiên hoành lòng dạ hẹp hòi tiểu tử này đụng phải hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông ta, mình phải nhanh chóng đi tìm cách để cứu hắn ra đột nhiên lúc này từ trong đám khói bụi kia có tiếng nói vang lên làm cho tên ngụy thiên hoành vô cùng kinh ngạc à. lúc khói bụi dần tan diệp thần cũng dần hiện ra điềm đạm nói cách chào hỏi này đang rất lưu hành vào thời nay sao ngụy thiên hoành thấy diệp thần vẫn không một chút tổn thương sợ hãi nghĩ tên này hắn có thể chặn đứng một quyền của lão phu tên tiểu tử này từ đâu chui ra thế ở phía sau hắn cũng có một tên khác đang đứng đó châm chọc ngụy thiên hoành đừng trách ta không nhắc nhở ngươi các tu sĩ tới tranh luận thiên tư thì sao lại không có tí công phu nào chứ ta khuyên ngươi vẫn là toàn lực ứng phó thì hơn bằng không tuổi già ngươi khó mà giữ được nghe được lời này lão già ngụy thiên hoàng liền cười nham hiểm muốn ta ra tay toàn lực sao vừa dứt câu ông ta gồng cơ đít hít cơ mông mà hét lớn cho dù có gặp tà linh cũng không dám thu hồn phách của hắn sau đó hắn tung chiêu băng quyền nhị tức tinh đại liên loạn thế nhưng tất cả chỉ là mũi với diệp thần hắn không hề e ngại chút nào liên tục né đòn khiến tên ngụy thiên hoành rất khoái chí không tệ có thể tiếp chiêu băng quyền thức thứ hai của ta cậu thanh niên rất có tiền đồ để lão phu nói cho ngươi nghe băng quyền do lão phu sáng tạo ra không chỉ là quyền pháp nói rồi ông ta tăng thêm sức công phá cho chiêu thức đám đông hốt hoảng cái gì thế mà ngụy thiên hoành lại thăng cấp cho băng quyền từ trước chỉ là quyền pháp thôi mà tục ngữ nói xong quyền khó địch tứ thủ cũng không ngờ tới còn có thể dùng chân như nắm đấm suy nghĩ này từ trước tới nay vẫn chưa hề có trong lúc đó diệp thần vẫn có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác đúng vậy nhỉ thiên thư đại hội này vốn là một nơi giống như võ đấu hội ta có nên nhập ra tùy tục theo quy trình đấu võ không nếu như thế thì lấy thiên thư có tốt hơn không nâng cao hình tượng của hạ huyền muôn cũng không tệ trong lúc diệp thần còn đang mãi mê suy nghĩ thì tên ngụy thiên hoành lại lao đến với tư thế như một con ếch đang nhảy nhưng uy lực đánh ra lại rất mạnh hắn đã thành công đánh bay diệp thần ra xa diệp thần bị đánh tặc lưỡi một cái việc này có vẻ căng đây dày chắc chưa có hỏng đâu nhỉ thế nhưng tên ngụy thiên hoành vẫn chưa chịu dừng lại hắn tiếp tục lao đến tung chiêu băng quyền nhị tức phách cổ cách đỉnh khi đến gần diệp thần ông ta dừng lại đôi chút vì ngươi có can đảm bước lên sàn đấu này lão phu sẽ tưởng cho ngươi một chiêu nữa để đưa ngươi về tây thiên nói xong hắn dậm chân mình xuống tạo thành băng quyền nhất thức xuyên lưu bất tức cú đánh này làm cho khu vực sàn đấu chấn động lớn đất đá đều tan nát ông ta đánh thắng đắc ý đi về phía tên kia tự thành lần này sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa đâu chúng ta tiếp tục chuyện thiên thư đi chỉ cần ngươi gật đầu ta sẽ nghe theo chiều tông thế nhưng không ngờ lão tự thành lại bày ra khuôn mặt sợ hãi lão ngụy cẩn thận đằng sau nghe vậy ngụy thiên hoành liền ngẩng đầu ra thì bắt gặp thân ảnh của diệp thần hắn nhẹ nhàng búng tay vào mặt của ngụy thiên hoành lập tức hắn bị cái bún tay đó đánh lùi về sau mấy chục mét. Diệp Thần cười vui vẻ, xin nhận chỉ giáo, thiên thư tôi đã lấy được chưa? Chứng kiến sự thay đổi kịch liệt trên sàn đấu, đám người bên dưới hô hoán lên, tình huống gì đây? Búng cái bốt thì tên Ngụy Thiên Hoành liền đi bán muối luôn. Người này rốt cuộc họ gì tên như nào? Có ai biết không? Hắn lấy được thiên thư quả là danh bất hư truyền. Lúc này, tên Ngụy Thiên Hoành cũng đã mơ hồ có lại được ý thức, hắn hét lên, Trương Tự Thành, ngươi còn muốn xem kịch tới bao giờ nữa? Đừng quên chuyện ngươi yêu cầu, chỉ có nghe theo Triều tông mới có thể lời chưa dứt thì tên trương tự thành đã cướp lời hắn cười nhàn nhạt nói lão ngụy à ngươi chấp nhận ngươi đã thua người ta đi như vậy khó làm sao nghe được câu này trong đầu ngụy thiên hoành như có người nói thua người ta thua người ta ngụy thiên hoành ngươi có hiểu không vì ngươi đã thua nên người thân của ngươi mới bị giết hết ngụy thiên hoành bị kích động như phát điên mà bộc phát hỗn nguyên châu ông ta điên loạn hét lên người thua ở đây là ngươi lập tức bầu trời tối lạ thường lúc này trên đó đang có một vòm sáng chiếu xuống chứng kiến cảnh này thì mấy tên hóng hớt cũng được phen bàn tán trời sắp mưa rồi sao thật mất hứng quá ta muốn nhìn thử thiên thư chứng kiến cảnh tượng này thì tên trương tự thành hốt hoảng hét lên ngụy thiên hoành ngươi bị điên rồi sao dứt lời ông ta liền thi triển nội khí hộ thể xung quanh hắn lúc này được bao bọc bởi khí trường của chính mình tạo ra mấy tên nhân vật quần chúng đứng xem kịch thấy cảnh này cũng bàn tán không thôi này nhìn kìa trương tự thành cũng đang phát công rồi chẳng lẽ ngài ấy cũng muốn tham chiến được rồi đại hội thiên thư lần này thật đáng xem thế nhưng chỉ có trương tự thành là hiểu ông thầm nghĩ xem ra không kịp rồi đám đần độn này phía dưới lúc này có rất nhiều những viên ngọc sáng từ từ rơi xuống đám người kia vẫn không biết gì còn giơ tay lên để hứng cái gì đây đẹp thật đấy chui vào trong rồi đột nhiên lúc này viên châu kia phát sáng sau đó là những trận nổ tung lớn không ngừng khiến nhóm người kia chạy tán loạn vãi chúa chuyện gì thế nổ cả lũ rồi ở phía xa tiêu xảo xảo cũng vì chuyện này mà hốt hoảng cô nàng ôm đầu mà chạy như bay lão già ngụy thiên hoành này sử dụng hỗn nguyên châu để tạo thiên lôi hả cô nàng mếu máu mà nói nhiều nhất sau một nén hương phạm vi trăm dặm sẽ bị đốt tới chỉ còn đất khô tiểu tử này chắc chắn là tiêu rồi quay lại chỗ của diệp thần lúc này hắn cũng cảm nhận được xung quanh uy lực thiên lôi sao cũng phiền đấy hắn bắt lấy được một viên châu nhưng ngay sau đó hắn liền vứt nó sang một bên quay lại nói với trương tự thành ngài thấy có đúng không trương tự thành không hiểu gì sợ hãi thầm nghĩ cái gì mà đúng không đây chính là thiên lôi chỉ cần chạm nhẹ một cái thì sẽ bị lột ra nhưng tiểu tử này chỉ nhẹ nhàng vung tay thì đã làm cho những thiên châu kia lệch hướng diệp thần không để ý đến nó nhìn cái áo bị hỏng nhàn nhạt, nhạt nói góc áo bị cháy rồi kệ đi chuyện cũng không lớn lắm bầu trời lúc này trắng xóa những tia lôi điện nó đang đánh xuống phía dưới diệp thần nhìn lên cảm thán loại bỏ nó trước cái đã nói rồi hắn đã thủ thế sẵn chuẩn tung trưởng thầm nghĩ cũng tốt thử xem thân xác này vừa định xuất đại chiêu thì diệp thần bị tập kích bởi cặp bưởi năm roi căng đét của cô nàng xảo xảo không được ngươi không được chết như thế này diệp thần không hiểu chuyện gì còn bị tiêu xảo xảo ôm cứng ngắt ngươi không sao là được rồi còn làm anh hùng cái khỉ gió gì ở đây vậy hả cuối cùng vẫn phải bắt ta tới cứu ngươi mới được sao diệp thần bị đè đến nghẹt thở khó nhọc nói không không phải nhìn lôi điện đang từ từ tiến đến đây diệp thần thở dài nghĩ thế này là cứu kiểu gì hả tiêu xào xào sợ hãi nhắm chặt mắt thầm nhủ hết thời gian rồi sau đó cô nàng rút ra từ khe hở thần thánh một tấm phù chú bỏ qua cơ hội lần này nói không chừng sẽ không còn cơ hội để xoay chuyển nữa với ánh mắt kiên định tiêu xào xào nhanh chóng tung lá phù chú đó lên trán của diệp thần cùng lời cảnh cáo đứng yên đó truyền tống phù chỉ có thể dùng một lần mà thôi ta cũng chỉ còn lại có ba tấm nữa thôi tiêu xào xảo cũng dán một tấm lên trán của mình không nhịn được quay lại của trách Tiên thư có tốt bao nhiêu thì sao quý bằng tính mạng của ngươi hả? Ngươi có bị ngốc hay không vậy? Vừa nói dứt câu thì tia lôi điện đánh xuống khiến lá phủ cháy mất. Cũng chính vì vậy khiến cho xảo xảo hoảng sợ mà đứng ngây người. Cơ hội sống sót duy nhất của mình thế mà không còn nữa. Cô đành nhắm mắt mà chấp nhận số phận. Tiêu rồi, phủ bị đốt rồi, không thoát khỏi đây được rồi sao? Đột nhiên lúc đó Diệp Thần xé tấm phủ trên chắn mình xuống tiến đến ôm Tiêu xảo xảo vào lòng trách. Ngươi mới là đồ ngốc. Nghe được lời phản biện của Diệp Thần thì cô nàng ngại đỏ mặt. Rồi sau đó cái gì tới nó cũng tới phía trên có hàng tá lôi điện đánh xuống một mảnh trắng xóa một vụ nổ giáng xuống nơi này khiến cho rất nhiều người phải bị thương phía dưới khói bụi bay mờ mịt trong làn khói đó cũng vang vọng những tiếng kêu đau đớn của những tu sĩ khác tên ngụy thiên hoành đứng ở trên nhìn xuống hắn như điên loạn cười lớn xong rồi lão phu đã làm được rồi ta giờ có thể khống chế thiên đạo tiên thư tất sẽ thuộc về ta đám người các ngươi mới là một lũ kém cỏi đang cười đắc ý thì đột nhiên có cục đá trọi vào đầu hắn điều này khiến cho tên ngụy thiên hoành cay cú vô cùng hắn liếc mắt nhìn xuống xem coi thằng cờ hó nào dám chơi cái trò này thì nghe được tiếng nói Diệp Thần, danh tiếng của Triều tông đúng là một uy thế lớn mạnh, có thể dẫn động thiên lôi quả thực không phải chuyện mà người thường có thể làm được. Nhưng đây là thứ mà ngươi muốn sao? Lúc này xảo xảo cũng bị dư chấn làm cho ngất đi và được Diệp Thần đặt dưới đất, anh nhìn lên tên Ngụy Tiên Hoành đang đứng ở trên không trung mà nói: "Chắc ngươi cũng đã từng nghe nói tới những tiếng khóc than trong trận lôi đình chứ? Chỉ vì một quyển thiên thư liền coi mạng người như cỏ rác, có đáng không?" Nghe được lời chất vấn của Diệp Thần, tên Ngụy Tiên Hoành chẳng những không nghe mà hắn còn kết ấn lại để triệu hồi thêm thiên lôi đánh xuống. Hắn gằn giọng: "Thắng làm vua thua làm giặc!" ta không hề hối tiếc băng quyền lệnh thức ngự lôi thế nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã bị diệp thần đấm cho phát méo mỏ diệp thần lạnh lùng nhìn hắn rồi cho thêm một đấm nữa vậy để ta nói luôn vậy quyển thiên thư này chính là đồ của ta tức thì diệp thần cầm lấy quyển thiên thư một ánh sáng kim quang chiếu rọi khắp nơi bạn cũ đã lâu không gặp ngươi đến giúp ta một tay trước đi từ trong quyển thiên thư tràn ra những khí tức màu lục nó quấn lấy diệp thần nịnh nọt đủ kiểu diệp thần tung quyển thiên thư ra xung quanh họa thiên ngụy mại cáo tức trạc từng luồng ánh sáng rơi xuống khắp nơi ở bên dưới mấy tu sĩ cũng phát hiện ra sấm chớp đã dừng lại trong khi đó còn có những thứ gì đang rơi xuống sau khi chạm vào thì liền có biến hóa nó như trị liệu cho tất cả các người có mặt ở đây tiếng nói vui mừng hét lên nàng ta tỉnh lại rồi chân của ta hồi phục rồi đây là phướng lành của thiên thư giáng xuống sao ngụy thiên hoành thua thật rồi hắn rốt cuộc là ai diệp thần cũng từ trên không mà đáp xuống hắn nhìn xuống thì thấy xảo xảo đang nằm một đồng phía dưới diệp thần nhìn bộ dáng nằm sụi lơ khoe hàng nóng thì cũng cảm thán cô nương này lại còn chưa tỉnh sao lại thế chẳng lẽ tim ngừng đập đập vào mắt hắn lúc này là hai quả bưởi núng nính diệp thần nhìn thấy mà sụ mặt xuống thầm nghĩ suy cho cùng thì nó to dã man thật đấy ôi trời bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy thứ vớ vẩn đấy cứu người trước cái đã đây là người của mẫu thân sau một lúc thì hắn lại nói nhớ ra rồi tim nó nằm ở bên phải diệp thần lấy tay đặt lên mà cảm nhận thì phát hiện tim ngừng đập cũng chính vì hành động này của anh khiến cho xảo xảo tức giận cô nàng hóa ra là giả vờ cô thầm nghĩ tim lão nương ở bên trái trời ơi mất mặt quá vừa rồi còn to mồm bảo đi cứu người ta Bây giờ người được cứu lại là chính bản thân mình, sao ta cứ thế mà mặt dày tỉnh dậy được. Diệp Thần bế cô nàng lên mà cảm thán, không được rồi, tìm một nơi yên tĩnh để xem lại cho kỹ mới được. Nghe được những lời này của hắn thì xảo xảo liền chảy cả nước dãi, cô nàng thầm nghĩ, cố chấp vậy, lại còn chọn nơi yên tĩnh sao, vậy không phải thuận nước đẩy thuyền tiện thể song tu luôn sao? Cái này lời quá rồi. Trong lúc Diệp Thần chuẩn bị rời đi, thì tên thành chủ ở phía sau thấy cảnh đó, cũng đứng hình mất mấy giây vì hắn nghĩ, thật không ngờ rằng cuối cùng thì thanh niên kia cũng lấy đi thiên thư lão định cất lời gọi diệp thần nhưng đột nhiên có tiếng gọi lão một tên nào đó chạy tới mà báo thành chủ lão cũng nhận ra chính là người của mình nên liền hỏi không phải ta để ngươi thay ta tiếp đón nữ đế sao sao bây giờ mới tới tên kia vội lột lớp ra ngụy trang trên mặt ra tiểu nhân cũng đang muốn nói việc này sau đó hắn ghé sát vào tai của lão mà xì sầm sau khi nghe xong thì lão liền hét lớn gọi diệp thần lại nghĩa sĩ xin dừng bước trương tự thành chạy tới thở hồn hển nhìn chằm chằm vào diệp thần sau đó lão ghé sát vào diệp thần nói nhỏ ngài chính là cửu thiên thập địa phích lịch vô địch tung hoành tứ hải quét ngang bát hoang vô cực ma tôn nghe được những lời này diệp thần như hóa đá ngay tại chỗ hắn liên tục phản biện nói ngươi nhận nhầm rồi nhưng trương tự thành lại không nghĩ như thế mà chém gió tôi hiểu mà ngài cứ yên tâm đi tôi là một người kín mùng kín miệng lắm diệp thần lại phủ định không phải ngươi thế nhưng sau đó đột nhiên lão quỳ xuống khiến diệp thần ngơ ngác ngẩn người ra lão liền cất lời rất ngưỡng mộ đại danh của tiền bối hậu bối là trương tự thành là hai tử của trương không nghe đến cái tên này diệp thần giữ người nhận ra còn tiêu xảo xảo lúc này cũng mở một mắt ra để mà hóng hớt xem coi đây là chuyện gì chuyển cảnh đến đại viện của trương phủ giọng nói của nữ tử vang lên hồi xuân tiên sinh đến rồi mười ngày đi lối này hồi xuân tiên sinh vừa đi vừa hỏi nha hoàn bệnh nhân sao rồi cô bé liền đáp lại thật xấu hổ quá phủ y đã tận lực nhưng người vẫn mãi hôn mê bất tĩnh ông nghe cô bé nói thế vút vút tròm râu mà nghĩ trước ta có nghe nói vị nữ tu này là người đồng hành với chủ nhân của thiên thư nha hoàn cũng đáp lời đúng vậy cô ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho chủ nhân của thiên thư bởi vậy mới bị thính triều tông đánh trọng thương lão gia chúng ta lòng nóng như lửa đốt hiện giờ đang ở phòng khách chờ tin tức tốt của ngài vừa nói hai người đã đi đến tiểu viện mà xảo xảo nằm cô bé đẩy cửa phòng ngài mau vào xem đi thế nhưng sau khi cửa được mở ra thì chẳng có ai ở trong đấy hồi xuân tiên sinh thắc mắc hỏi người đâu ở một bên khác tiêu xảo xảo thở gấp núp sau cánh cửa sợ hãi đang tránh đám người trương phủ tới thấp tìm mình khắp nơi cô ngạc nhiên lại còn mời cả hồi xuân tiên sinh tới nữa trương tự thành này hào phóng thật đấy may mà mình chạy kịp không thôi đã bị lộ rồi lúc này bên ngoài hồi xuân tiên sinh tức giận bỏ đi làm bé nha hoàn hớt ha hớt hãy đuổi theo tiên sinh đợi một chút để ta chạy đi tìm người ngay đây tiêu xào xào thất vọng thầm nghĩ vốn tưởng giả ngất thì tiểu tử kia sẽ chăm sóc cho ta thế thì quá tốt rồi có thể lấy được thêm chút thông tin nhưng hắn lại quay đầu đi theo tên trương tự thành kia mới ác thật đúng là cái đầu gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc vẻ mặt âm u khó coi thầm lên kế hoạch được lắm dám trốn ta âm mưu làm trò gì đúng không lão nương đây không dễ để ngươi như ý vậy đâu nói rồi cô dùng phù văn chỉ đường lấy nó làm chỉ dẫn dẫn mình đến chỗ diệp thần. qua một lúc phù chú dừng lại ở một gian phòng đóng cửa kín mít. tiêu xảo xảo đốt lá phù chú đắc ý nói tìm được rồi nha. phù trình của bổn tiên từ đây là nhất thông bách thông, chỉ cần dán vào ngươi, thì ngươi có chạy đi đâu ta cũng có thể tìm thấy. sau khi xác định được vị trí thì xảo xảo cũng không tốn thêm thời gian nữa. cô nàng ghé sát người vào cánh cửa để ta nghe xem mấy người đang nói cái gì. nhưng đứng một lúc mà vẫn không có nghe được gì, nên cô nàng có chút không vui. sao mà một chút động tĩnh cũng không thấy? quân tử mà cũng phải cần đề phòng sao? tiêu xảo xảo tức giận quyết định liếm ngón tay một cái sau đó liền trọt vào cửa xem bên trong cô áp người vào cánh cửa không cho nghe đúng không vậy chỉ còn cách xem tận mắt mấy người đang làm gì nhưng sau khi thấy được cảnh tượng bên trong tiêu xảo xảo liền mở to mắt kinh ngạc không thể tin được mà hét lên cái gì ở bên trong lúc này tên trương tự thành đang cởi áo ra còn diệp thần thì đứng sát vào sờ lên ngực của hắn nhưng đó là anh đang sờ lên cái ấn ký trên người của trương tự thành sau khi xác nhận thì diệp thần cũng cảm nhận được khí tức của ấn ký này không thể sai được hắn ta chính là hài tử của trương không trương tự thành cũng nói thêm ấn ký này chính là phụ thân truyền lại cũng chính là biểu tượng truyền thừa của trương gia tiền bối lần này người đã tin tôi rồi chứ diệp thần thở dài cảm thán ta vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng phụ thân ngươi cùng ta ra trận chớp mắt cái mà ngươi đã lớn như vậy rồi nói đi ngươi gặp chuyện gì khó sao trương tự thành nghe vậy nghiêm túc nói hậu bối xin phép người có lẽ không biết 40 năm trước gia phụ suy yếu người gọi tôi đến trước giường muốn truyền ngôi thành chủ cho tôi lúc đó trong phòng ngoài phụ thân và tôi còn có một người khác hắn nói với cha con trương tự thành ngươi là người kế thừa của thành chủ rất có tướng trường thọ trương tự thành quỳ một chân cung kính nói không dám thiên thư thành do ngài xây dựng nên tiểu nhân chỉ thay phụ thân làm thành chủ mà thôi cổ hoàng lại nói ngươi là một đứa trẻ ngoan không ủng công tư ngươi một đời vậy ta cũng không nói nhiều nữa ngoại trừ trong coi thiên thư ta còn có một tin cần nói với ngươi khi thiên thư nhận chủ thì ngươi hãy nói với chủ nhân của thiên thư cầm được thiên thư thì mau đi một chuyến tới phúc địa động thiên nhà đằng sau lớp áo choàng đó lại là cổ hoàng trong bộ dáng của tiểu lô ly với hai con côn trùng trên vai trông rất dị cô bé kích động gọi tên sư phụ trương tự thành diễn tả lại hành động của cổ hoàng một cách sống động hắn uốn éo mà hôn gió chụt chụt diệp thần đứng nhìn mà đổ mồ hôi chán thầm nghĩ kinh tởm diệp thần cũng nhận ra người đó sợ hãi hỏi lại vị cổ hoàng đó chẳng lẽ là chưa nói xong thì trương tự thành liền nói chính xác vị cổ hoàng đó chính là đệ tử thứ ba của người tên lạc yên cổ hoàng chiếm cứ phía nam của đại lục sớm đã là bá chủ thiên hạ rồi nghe câu này thì diệp thần cũng khẳng định suy đoán của mình mình biết ngay mà nhóm đồ đệ của ta thực sự là có một đám có triển vọng ngay cả lão tam tư chất kém cỏi nhất lăn lộn một hồi cũng đã thành đại nhân vật luôn nhưng nói tới đây phúc thiền động địa không phải là núi hoang mà ta đem lão tam đi trồng linh dược sao lại còn muốn ta giấu yên nhi mà đi sao bộ có thứ gì mờ ám đang đăm chiêu suy nghĩ thì trương tự thành liền gọi tiền bối hắn quỳ xuống khấu đầu với diệp thần làm anh không khỏi ngạc nhiên tiểu trương ngươi đang làm gì vậy trương tự thành dập đầu vốn dĩ chức vị thành chủ cũng sẽ không được truyền lại cho ta sớm như vậy dù sao tâm nguyện cả đời của phụ thân là được bích thân nghênh đón chủ nhân của thiên thư người ngày ngày khổ cực tu luyện lại không ngờ một ngày bị tẩu hỏa nhập ma hắn vừa nói vừa khóc lóc rứt mướt tôi biết không nên dùng chuyện nhỏ nhặt này quấy nhiễu tiền bối nhưng xin tiền bối giúp tôi nghe được những lời này diệp thần cũng không từ chối thay vào đó hắn có chút cảm động khi thấy tình phụ tử này hắn đưa tay ra xoa nhẹ đầu trương tự thành tiểu trương phụ thân ngươi cùng ta giao tình rất sâu sao ta có thể không quan tâm tới được cơ chứ người đâu sau khi được sự đồng ý giúp đỡ của diệp thần thành chủ đã cảm động nước mắt rưng rưng mà không ngừng gọi tiền bối ngươi thật sự nhưng đúng lúc này ở ngoài cửa xảo xảo chỉ nhìn vào một chút mà tam quan như sụp đổ cô ôm đầu không tin vào mắt mình thầm nghĩ biến thái ta hiểu rồi ta hiểu tất cả rồi trương tự thành hẹn hắn mật đàm là giả làm chuyện ấy với hắn mới là thật thế nên bọn họ mới cho ta sang một bên để được làm chuyện ấy ở đây cảnh tượng mà xảo xảo nhìn thấy cực kỳ dễ gây hiểu lầm ở bên ngoài cô nàng tức giận nói cơ duyên ta mãi mới có được sao lại thành ra như này đùa cái mẹ gì vậy hả tiêu xảo xảo nắm chặt váy của mình điên cuồng lao vào bên trong làm cho hai người kia giật mình cô hùng hổ xông đến hai con mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống diệp thần ai cho ngươi làm chuyện ấy với nam nhân nghĩ cũng không được nghĩ tới nói rồi xảo xảo dùng thuốc mê đánh ngất hai người cô đắc ý nhìn diệp thần ngủ yên dưới sàn mặc kệ ngươi có đại năng gì chỉ cần hít thuốc mê do ta đặc chế cũng chỉ có ngã xuống đất chịu chém thôi cô thèm khát như con quỷ hút máu nhìn diệp thần cực phẩm trí dương ta đương nhiên muốn độc hưởng đang định dở một số trò với diệp thần đột nhiên thiên thư lan ra rồi tự động mở từ trong đó phát sáng ánh sáng làm xảo xảo bất ngờ từ nguồn ánh sáng đó hàng trăm cô gái quyến rũ mê hoặc bay ra ôm lấy xảo xảo vuốt ve cơ thể cô. Xảo xảo bị bất ngờ thầm nghĩ, đây, đây, trong thiên thư lại có thứ này sao? Đột nhiên những hư ảnh thiếu nữ này lại biến mất, thay vào đó là những tấm vải lụa quấn lấy người của xảo xảo, cô khó nhọc bị quấn lại rồi, ta không thở được. Nhưng sau đó nó lại tỏa ra màu sắc tím mê hoặc, xảo xảo nhìn thấy cảnh này thì dường như đã bị câu dẫn ánh mắt vô thần, đây lại là cái gì vậy? Một lúc sau những tấm vải lụa quấn quanh thân nàng cũng rơi xuống, xảo xảo lúc này như bị hút mất linh hồn cô lảo đảo lẩy bảy tiến đến ngồi lên trên người của diệp thần cô như biến thành một người khác nhìn diệp thần bằng ánh mắt mê đắm rồi từ từ kéo quần áo của mình lên đúng lúc này diệp thần từ từ tỉnh lại hoa mắt quá mùi vị này là túy linh hoàn sao có chút trơn trượt mềm mại thế này diệp thần mở to mắt ta thì đập vào mắt hắn chính là bộ ngực khổng lồ và chủ nhân của nó tiêu xào xào diệp thần cả kinh thầm nghĩ làm cái mẹ gì vậy đây chuyện gì vậy tiêu xào xào cứ như chúng thứ gì đó dần dần dí sát vào người diệp thần làm hắn tức giận đẩy ra đừng có dí sát vào người ta nữa hắn kết nối lại những sự kiện vừa xảy ra nhưng ngay sau khi đẩy ra tiêu xảo xảo như gắn động cơ cứ dí sát lại gần diệp thần hắn không khỏi thắc mắc sao lại dính lại rồi tiêu xảo xảo thuận thế luồn tay vào trong ngực diệp thần đặt nụ hôn lên cổ hắn diệp thần nhận ra thầm nghĩ cái này cô ấy đang ngửi mình à tiếp sau đó tiêu xảo xảo lại trượt người dần dần đi xuống phía dưới diệp thần sợ hãi vội nhấc cổ cô lên dừng lại ngay nhưng khi cầm được đôi bàn tay của diệp thần tiêu xảo xảo lại lè lưỡi ra liếm lấy đầu ngón tay thon dài đó diệp thần cả kinh đây là muốn mình chạm vào cô ấy sao trong lòng diệp thần này ra nghi hoặc nhìn xung quanh chẳng lẽ đúng như suy nghĩ bên cạnh đó cuốn thiên thư đã bị mở ra diệp thần thở dài quả nhiên là vậy biết được nguyên nhân hắn nhanh chóng lấy tay giữ chán cô lại hét lên ngoan hành động này như kích thích trực tiếp khiến tiêu xảo xảo trở lên hưng phấn hơn cô ta nhào đến liếm người diệp thần hắn chán nản tình huống khó khăn nhất xuất hiện rồi thực ra diệp thần tự gọi thiên thư là tiểu hoàng thư bên trong chứa báu vật nhiều năm của hắn để không bị người ta phát hiện hắn đã thêm vào cấm chế biệt tình đại na di cho thiên thư ngoại trừ hắn ra người khác khi nhìn vật thiên thư sẽ bị tẩy não diệp thần nhìn xảo xảo ngồi trên người mình thầm nghĩ sao lại bị cô ấy nhìn thấy vậy nhưng cô ấy vẫn là người của yên nhi không thể ngồi yên mặc kệ được phiền thật đấy ngay sau đó diệp thần thẳng tay tán cho xảo xảo một cái tỉnh lại đi bị đánh cô vô thức phát ra tiếng gâu rồi ngã xuống đất diệp thần nhìn xảo xảo bằng con mắt âm trầm coi như cô may mắn là tôi đụng phải nguyên tắc của phương pháp biệt tình đại na di này là khiến linh hồn của con chó dung hợp linh hồn của người sống nếu dùng phương pháp thông thường cưỡng ép thì sẽ làm thương hồn bay phép biến thành sĩ nhi. vừa nói diệp thần vừa đưa tay vuốt dọc theo sống lưng của cô, chỉ có thể rút hồn chó ra thôi thì mới có thể hạ cánh an toàn. dứt lời, diệp thần liền rút từ trong người xảo xảo hồn của chú chó. giải quyết xong diệp thần nhìn cô nằm ngủ giữa quyền thiên thư, thở dài, coi như thành công rồi. tướng ngủ này cũng không nhầm rồi. xem ra cô chịu tội cũng không ít, để cho thiên thư tạo cho cô một giấc mộng đẹp. sau khi tỉnh dậy thuật tức coi như hoàn toàn được giải. diệp thần nhanh chóng thu lại quấn thiên thư nghĩ thầm, để xem sau khi được tôi giúp cô ấy tỉnh lại, thì có giữ bí mật thay tôi được không? nội dung trong thiên thư hắn nhớ lại nhị đệ tử của mình mà nổi ra gà bí mật sao là một chuyến tới phúc thiên động địa vậy cũng tốt diệp thần nhìn hai người vẫn còn nằm ngủ ly bì dưới sàn thầm nghĩ trong lúc hai người chưa tỉnh mình mau di chuyển một chút mới được khỏi phải giải thích cho đỡ phiền phức thế nhưng khi định rời đi bàn tay của xảo xảo vươn ra bấu víu lại tà áo của diệp thần hắn ngạc nhiên thầm nghĩ cô ấy tỉnh rồi không biết xảo xảo mơ thấy cái gì mà thốt lên sư phụ sư phụ đợi chút xảo xảo sẽ ngoan mà con nhất định có thể bảo vệ người người cùng con đi ngắm hoa đăng được không hai con mắt nhắm nghiền của cô chảy ra hai dòng lệ nước nở nói sư phụ xào xảo không muốn ở một mình nghe thế hắn mềm lòng lau đi nước mắt của cô đợi cô ấy tỉnh lại rồi hẳn đi vậy chuyển cảnh đến vô cực tông tai mắt của loan yên nhi báo lại tình hình ở thiên tư thành chỉ vậy thôi sao cô nhìn nữ thuộc hạ nói đây là lý do không mời tôn giả nữ tử ấp úng lúc lúc thuộc hạ tới tôn giả đã không còn trong thành nữa nghe thế thì nữ thân cận của loan yên nhi lên tiếng rằng bậy bệ hạ là đại đệ tử tôn giả cực kỳ xem trọng người sẽ không đi mà không lời từ biệt trừ khi ngươi cấu kết với tự thành, lừa dối tôn giả đi nơi khác. Nữ tử nghe thấy vậy sợ hãi dập đầu thề thốt, lời tiểu nhân nói điều là sự thật. Tiểu nhân nghe nói có nữ tu liều mình cứu tôn giả, sau đó hôn mê không tỉnh, là do Trương tự thành hắn nói. Nói đến đây cô à không dám nói nữa, ấp úng hồi lâu, thấy Loan Yên Nhi hơi động, tin nữ bên cô hơi giật mình, rồi Yên Nhi vươn vai, miễn chết, nói đi. Nhận được sự cho phép, nữ tử dập đầu, tôn giả vì nữ tu mà đi tìm thuốc, nên mới đưa cô ta đi rồi. Nghe thế, Loan Yên Nhi cười nhẹ, vậy sao? sư phụ vẫn như cũ vẫn thích thương yếu giúp nhỏ như thế nhìn thấy nụ cười chết chóc của loan yên nhi toàn bộ người trong phòng đều căng thẳng đến cả tỷ nữ thân cận cũng sợ hãi quỳ hắn xuống thầm nghĩ bệ hạ cười rồi cô bước xuống giường thay quần áo chấm sẽ đích thân đi mời sư tôn về thành tỷ nữ vội khuyên ngăn bệ hạ không thể đáp lại là ánh mắt sắc như dao của yên nhi có gì không thể bây giờ ái khanh muốn làm chủ thay chấm sao vi thần không dám thần tuyệt đối không có ý đó chỉ là chỉ là câu này cứ mãi ấp úng không chịu nói ra Loan Yên Nhi nghe cũng biết là chuyện gì, cô thở dài an ủi, chẩm biết lão tổ huyết hà đã thành toàn năng sinh tử cảnh, hắn ở phía Bắc công khai chưa binh mãi mã, e đã có tà tâm với tông môn chúng ta, vậy nên chẳng không thể rời thành. Nghĩ một lúc Loan Yên Nhi thở dài nói, "Truyền, Thiết Hà tướng quân." Dứt lời một nữ tử đi vào, trên người mặc bộ giáp đầy uy phong, người đó quỳ xuống khấu đầu với bệ hạ, mặt tướng nghe lệnh. Người cần đến cũng đã đến, Loan Yên Nhi giao nhiệm vụ, "Hạ Ái Khanh, ngươi thay chấm đi mời tôn giả về đây, còn nữa muốn ngươi tung tin ra ngoài." nói đến đây thiết hà tướng quân đã hiểu ý cuối người nói bệ hạ cứ yên tâm đại lục thương nguyên nhỏ bé như vậy tôn giả có thể chạy đi đâu được ở một nơi nào đó của thương nguyên tiêu xảo xảo đang tìm kiếm ở đâu rồi chuyện gì thế diệp thần hết cách dùng thuật phân thân trốn tránh chán nản thầm nghĩ cô nhóc này sao lại khó chịu như vậy chứ vì thoát khỏi cô ta sao cô ta vẫn còn theo tới đây bên kia tiêu xảo xảo khịch khịch cái mũi nhỏ của mình chật không đúng mùi vẫn còn ở đây nghe thế diệp thần trố mắt lên nhìn chẳng phải nguyên nhân khác đều hóa giải rồi sao sao lại vẫn còn không tìm được diệp thần tiêu xảo xảo thở dài hết cách rồi cô tìm kiếm giữa hai quả bưởi rồi lấy ra bùa tìm đường thứ này rất quý giá nhưng dùng trên người người ta cũng không tính là lãng phí hôm nay ta phải tìm được người diệp thần đứng một bên nghe mà tức giận trong lòng vẫn chưa xong đúng không hắn liền làm phép đốt cháy hai lá bùa tìm đường của tiêu xảo xảo nhưng cũng chính hành động này đã để lộ hành tung của hắn tiêu xảo xảo con mắt sáng rực lên hết lớn tu sĩ quả nhiên là ngài ở đây thế nhưng trước mắt vẫn trống không không có lấy một bóng người nhìn tiêu xảo xảo cứ đứng bên dưới diệp thần chắc chắn như này cô sẽ không thể tìm thấy ta được chắc là yên nhi muốn cô ta đi theo mình cho dù có nguyên nhân gì ta cũng không thể đưa cô ấy đến hang động phúc thiên xin lỗi nhé diệp thần cứ như vậy rời đi thế như lời nói của tiêu xảo xảo làm hắn chột dạ ghét ta như vậy sao xin lỗi đại hội thiên tư ta tùy tiện lên này ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho ngài rồi nhưng ta thực sự muốn cứu ngài dù ta có chết cũng phải làm cho ngài được sống tiếp nghe mấy câu này diệp thần trong lòng có chút rung động tiêu xảo xảo ngập ngừng ra ta trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh tượng Phật thần bí tiêu xảo xảo cắn chặt răng ta không còn nhiều thời gian nữa nhưng trước khi chết ta có một ý nguyện ta đã thử rất nhiều lần bây giờ chỉ có ngài mới giúp được ta ngài cười ta hèn hạ cũng được không có tự trọng cũng được lấy lại một ít cái gì cũng được cô nắm chặt lấy áo mình ánh mắt đầy kiên định cầu xin trước khi ngài gật đầu đồng ý giúp ta ta quyết không bỏ cuộc cầu xin ngài tiêu xảo xảo nắm chặt tay lại ánh mắt đã sớm đẫm lệ cầu xin xin hãy đưa theo ta giúp ta với hãy cứ xem như ta là một con chó đáng thương cái gì ta cũng làm được nghe mấy lời này diệp thần mềm lòng hắn cởi bỏ thuật ẩn thân xuất hiện trước mắt tiêu xảo xảo nhìn thấy người cô vui vẻ hai con mắt phát sáng hắn xuất hiện rồi thật tốt quá đa tạ ta thể sẽ không gây thêm phiền phức nữa đâu đúng rồi ngài thích chó đúng không không cần dùng thiên thư ta cũng có thể hóa thành nói rồi cô gâu một tiếng nịnh nọt diệp thần với ý nghĩ như này cũng được hắn vui rồi đồng ý giúp ta là được như vậy sư phụ được cứu rồi đang vui vẻ đột ngột uy áp từ đâu xông đến đâm một nhát vào ngực tiêu xảo xảo tiêu xảo xảo không tin vào mắt mình tiếc nuối nhìn hy vọng trước mắt vụt tắt cô cứ nhìn theo hình bóng của diệp thần từ từ ngã xuống tại sao lại như vậy tiêu xào xào ngã xuống làm cho diệp thần cảnh giác có chuyện gì thầm nghĩ tại sao nha đầu này chỉ nói một nửa mà đã ngất đi rồi dường như diệp thần cũng cảm nhận được uy áp đó ở gần mắt hắn trở lên sắc lạnh có thứ gì đó đang tiến tới từ trong làn khói một thân ảnh quen thuộc xuất hiện cô cất tiếng gọi sư phụ nhìn thấy cô diệp thần khá bất ngờ yên nhi bước đến chỗ diệp thần sư phụ người tại sao không thực hiện ước định không phải là nói lấy được thiên thư sẽ trở về sao chẳng lẽ định nuốt lời với ta lần nữa cô áp sát người vào lòng diệp thần đầy ủy khuất diệp thần hơi bị bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi sao có thể không phải ta không muốn mà là lời còn chưa nói hết đã bị yên nhi cắt ngang cô ngước ánh mắt ủy khuất lên nhìn diệp thần để lại cho ta một lá thư cũng được mà chẳng lẽ trong mắt sư phụ ta không là gì cả diệp thần nắm lấy bàn tay đang sờ má mình đáp lại đúng thật không là gì cả ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh bất thình lình chém đôi cơ thể đang đứng trước mắt lạnh giọng nói chỉ vì ngươi không phải yên nhi quả nhiên là tinh mị chú thích tinh mị là yêu quái trung cấp trong đại lục thương nguyên lấy sự kích động trong lòng tu sĩ làm thức ăn thường xuyên dùng tà thuật để cải trang thành người thân cận nhất chờ cơ hội chui vào trong tâm thức không ngừng tạo ra ảo cảnh trực tiếp hút khô máu mục tiêu cô gái kia chắc là đã trúng chiêu của tinh mị nhưng mà sở trường của tinh mị là tà thuật đêm xuống là thời cơ ra tay tốt nhất sao bọn chúng lại xuất hiện vào ban ngày hơn nữa thứ biến hóa không lường bình thường không có thực thể nhưng vừa rồi nó lại sờ được ta nghĩ thế diệp thần nhìn phát sang phía tiêu xảo xảo thấy cô đã bị một đám tinh mị vây quanh chúng như muốn sâu xé nuốt chừng lấy thầm nghĩ không hay rồi nghĩ rồi hắn xuất kim khắc cấp bảo vệ tiêu xảo xảo lúc này tiêu xảo xảo ngấn lệ hắn thầm nghĩ không đúng rõ ràng là ta đã kết ấn trận tinh mị cho cô ta rồi nhưng trong cô ta lại càng đau khổ hơn lẽ nào cô ta sắp bị ăn mòn hoàn toàn rồi sao chuyển cảnh về quá khứ của tiêu xảo xảo lúc này trong góc tường cô ngồi xếp gạch thành kẹo hồ lô ngân nga câu hát chú cừu nhỏ kêu be be kẹo hồ lô nhảy lên một hàng dài một xiên lớn nếm thử xem cười vui vẻ đại ca ca đại tỷ tỷ có muốn một sâu kẹo hồ lô không thế nhưng không ngờ trước mặt cô lại có mấy cái xác nằm bất động cô bước chân ra khỏi căn miếu chẳng vui bỏ đi dù sao thì ta vẫn luôn chỉ có một mình cô nhớ lại những lúc bị đám người bắt nạn thầm nghĩ sẽ không có ai để ý tới ta chi bằng nói người trong thiên hạ chỉ mong ta chết đi bị đuổi giết đòi mạng cứ như vậy ngày qua ngày những ngày như thế bao giờ mới kết thúc đây thế nhưng không ngờ bên ngoài đã có người đợi cô thấy tiêu xảo xảo bước ra cô gái đó cất tiếng đến rồi sao đồ nhi ngoan của ta thấy còn người sống tiêu xảo xảo tức giận chết tiệt lại để sót mất một người cô đáp lại nữ tử lạ mặt đó nói nhảm nhí gì thế không hiểu cô gái kia phủi quần áo đứng dậy nói ngươi đứng đó đừng động đậy mà nghe vi sư giảng đạo cho ngươi cô gái đó tự tin giới thiệu ta là thần toán tử xuất thân huyền cực tông người truyền đạo hiệu quỷ thần quái nửa tháng trước thiên đạo triệu ta đến phía tây trăm dặm sẽ có thể gặp được đồ đệ của ta cũng chính là ngươi nghe thấy thế tiêu xảo xảo cười trừ thì ra là vậy vậy ta gọi ngươi một tiếng sư phụ thì cái gì ngươi cũng đồng ý cho ta đúng không ví dụ như mạng của ngươi vừa dứt lời tiêu xảo xảo liền cầm con dao đâm vào người thần toán tử tiêu xảo xảo ánh mắt căm thù gần giọng nói sư phụ ta khinh loại người như ngươi ta gặp nhiều rồi lại còn muốn đặt biệt danh đồ đệ kéo ta vào đan dược phòng đi muốn mổ bụng khoét tin ta luyện chế thọ nguyên đan vô tận chỉ vì ta là trí âm nội đan trời sinh là một cái lưu vô cùng tốt đám tu sĩ các ngươi vừa nghe thấy ta có thể luyện thành đan rồi sẽ có thể bất tử không chết không quan tâm nó công bằng chính trực cái gì thiên đạo nhân luân mặc kệ tất cả ta đã cầu xin các ngươi rồi lúc này bầu trời đã đổ mưa lớn tiêu xảo xảo khuôn mặt đầy máu ủ rũ tự hỏi nhưng tại sao không thể bỏ qua cho ta được sao đột nhiên lúc này cơ thể cô xảy ra chuyển biến lớn tiêu rồi tu vi của ta tiêu hao nội đan đang phản lại ta chẳng lẽ mệnh của ta phải tuyệt ở đây cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tượng phật và đám người chết bên dưới thương cho số phận của bản thân không có người thân không có bạn bè thậm chí tới cả mùi vị của kẹo hồ lô như nào ta cũng chưa biết đời mình phải kết thúc rồi sao thiên đạo trên cao đời này của tiểu nữ giết hại vô số thực sự buộc phải làm vậy nếu có kiếp sau xin hãy cho ta một cuộc sống bình thường đột nhiên lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô nói sao phải đợi đến kiếp sau đó chính là thần toán tử vừa bị cô đâm chết vậy mà cô ả à vẫn không sao còn an ủi xào xào kiếp này là được rồi sư phụ độ khí bảo mệnh cho ngươi không phải là được sao đừng động đậy nhìn nụ cười nhẹ nhàng của thần toán tử tiêu xào xào bất giác khóc nức lên làm cho thần toán tử sợ hãi sao lại khóc đau vậy sao tiêu xào xào nức nở khóc hỏi lại ta có thể tiếp tục sống sao thần toán tử cười dịu dàng bảo đảm nói linh tinh không chỉ có thể sống còn phải sống rất tốt ngươi cứ yên tâm đi sau này sư phụ bảo vệ ngươi cả đời thế nhưng một chuyện không hay đã xảy ra khi tiêu xảo xảo lớn sư phụ cô đã bị người ta giết cô nhìn cái xác của sư phụ khóc lóc người đừng sợ lần này để ta cứu người chỉ cần tìm được thánh thể trí dương song tu với hắn ta sẽ có thể phục hồi lại thọ nguyên còn thiếu của người trở về với thực tại nhìn tiêu xảo xảo khổ sở vì bị tinh mị chém lấy ánh mắt diệp thần trở lên sắc bén quyết đoán tinh mị khuyết tim cô ta không trụ được bao lâu nữa rồi tốc chiến tốc thắng lúc này đám tinh mị mang hình dáng của loan yên nhi dần dần đi đến bên cạnh hắn bọn chúng nở nụ cười mê hoặc đầy quyến rũ rồi đồng loạt nhào đến tiểu công tử đến đây vui vẻ với nô ra nào ngươi thích đằng trước hay là thích đằng sau hơn ta đều có thể thuận theo ngươi tất cả những tinh lực mà bọn chúng hút được đều được chuyển về tinh mị sau lưng à ta để lộ ánh mắt sắc lạnh tốt lắm cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chết chìm trong ôn nhu hương của ta thế nhưng không ngờ diệp thần vẫn giữ được bình tĩnh hắn ta lạnh lùng quát cút rồi thẳng tay chém bay toàn bộ tinh mị tan biến vào hư vô Tinh Mị chủ bị phản bệnh ngã nhào xuống, thế nhưng ả ta vẫn không sợ hãi còn cười thách thức, sư phụ tốt của ta. Diệp Thần lúc này cũng tiến gần đến bên cạnh Tinh Mị, hắn nắm chắc lấy cổ chân của ả, thấy thế Tinh Mị không khỏi trêu chọc, lực mạnh lắm, tốc độ đó cũng khá đấy, đã gấp gáp vậy rồi sao hay là thích chơi kiểu này? Yên Nhi càng ngày càng vừa ý người rồi đó, nhưng mà, nói đến đây ả ta dừng lại rồi đột ngột dùng lực đá mạnh vào người Diệp Thần, lộ ra con mắt sắc bén liếm môi đầy thách thức, để ta dạy ngươi thêm chút nữa đi, nữ nhân thích nhất là nắm quyền lãnh đạo đó, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn mà nằm xuống đi hóa hình thực thể của ta không thể bị giết cũng không thể bị chém thế nhưng vừa dứt lời một cơn đau quần quại đã dồn đến làm cho tinh mị khổ sở thầm nghĩ bụng dưới bỗng dưng nóng quá rõ ràng vẫn chưa bước vào chủ đề chính mà sao lại như vậy à ta nhìn diệp thần sửng sốt hỏi ngươi ngươi làm gì rồi diệp thần bình tĩnh nở nụ cười quỷ dị sau đó ấn mạnh vào lòng bàn chân của tinh mị ngươi không biết sao huyệt hoan hỉ đúng như tên gọi huyệt đạo có thể đem lại cảm giác khoái cảm rõ ràng là đã tu được thực thể nhưng lại không nghiên cứu cụ thể là sao theo từng câu nói của diệp thần toàn thân tinh mị dâng lên từng cơn khoái cảm ả à ta ung chặt lấy bản thân hét lên không người buông tay thế nhưng đời không như mơ càng nói diệp thần càng ấn mạnh hơn sắp ra rồi đúng không bản thể của ngươi. tinh mị bị khoái cảm làm cho mụ mị hét lên sư phụ tốt thả ta ra đi diệp thần nắm chắc lấy bản thể của tinh mị hư lạnh thả ngươi ngươi là một yêu ma được sinh ra từ ham muốn của con người muốn đối phó ngươi phải tránh xa dục vọng đảo khách thành chủ cho ngươi khoái cảm càng mãnh liệt ngươi mới làm lộ bản thể diệp thần nhìn tinh mị bằng con mắt sắc lạnh lôi bản thể của ả à ra hôm nay nếu ta thả ngươi đi không biết sẽ còn có bao nhiêu người bị tổn hại nữa tinh mị bị đe dọa đến tính mạng bắt đầu khóc lóc cầu xin sư phụ nhìn cho kỹ xem ta là yên nhi mà tại sao ngươi lại nhẫn tâm bắt ta chịu khổ như này nghe câu này cơn giận của diệp thần càng lớn hơn hắn quát cầm miệng hai từ yên nhi ngươi cũng có thể gọi sao ấn ký trên trán cô ấy là năm đó vì bảo vệ tông môn lưu lại khi luyện chỉ tẩy tủy quái cốt thế kinh đằng đằng cả một tháng tới ta cũng không chịu nổi nhưng yên nhi lại không rơi một giọt nước mắt nào ngược lại vì thương sư muội nên đã nén nút trốn ở ám giác nộ tự mình thất vọng cô ấy lương thiện như vậy sao có thể vì ham muốn cá nhân lấy sắc hầu người diệp thần càng nói càng nhìn tinh mị bằng con mắt sắc lạnh làm cho ả sợ hãi mà ngươi chỉ là ở một kẻ bị điều khiển bởi dục vọng mà thôi yêu quái đáng thương cướp đi ký ức của bọn họ trà đạp cười nhạo bọn họ là ngươi đã thấy mình thành cao nhân rồi sao ngu ngốc chết đi sau đó diệp thần dùng hết sức bóp nát bản thể của tinh mị làm cho ả lộ rõ nguyên hình là con quỷ xấu xí cô ta cất tiếng nói ồm, ồm tức giận không dễ gì ta mới tu luyện được thân xác con người tên điên ôm lấy sự kiên định của ngươi cô đơn cả đời đi nói rồi tinh mị phi nhanh đến bên cạnh tiêu xảo xảo hòng ăn mòn ký ức của cô lấy lại bản thể thầm nghĩ ta vẫn còn một cơ hội con nhóc này vẫn còn đang chìm sâu trong ảo cảnh chỉ cần chiếm đoạt được cô ta ta vẫn có thể sống được ta không muốn biến mất thế nhưng khi bàn tay của tinh mị sắp chạm đến tiêu xảo xảo lại bị một đường kiếm sắc lẹm chém đôi người diệp thần ngay lập tức cảnh giác nhìn theo đường kiếm đó hình bóng quen thuộc xuất hiện cô dùng đôi tay cáo của mình nghe ngóng xung quanh rồi tháo mặt nạ xuống tôn giả thật là khiến người ta dễ tìm tương truyền cực tây đại lục thương nguyên có một bí thuật trích tiên độc tác hai tu sĩ nuốt huyền thạch xuống thì có thể tế linh thai ra bên ngoài cơ thể dưới sự hỗ trợ của sáp huyết trận hai linh thai bổ sung nhau không chỉ có thể cộng hưởng cảnh giới tu luyện còn có thể trao được tầm nhìn trích tiên gọi bí kỹ này là tế linh thông vậy nên thuộc hạ đứng trước mặt diệp thần bây giờ thực chất đang mang trong mình linh hồn của loan yên nhi hiểu được lẽ đó diệp thần không khỏi ngạc nhiên ngươi là yên nhi loan yên nhi đứng khoanh tay nhìn diệp thần nhẹ nhàng nói sư phụ người còn nhớ yên nhi sao diệp thần luống cuống lùi về sau mấy bước linh thai ngươi là xích hồng phẩm ngàn năm có một sư phụ hóa thành cho thì cũng nhận ra được thấy diệp thần cứ từng bước lùi về sau loan yên nhi cười khẩy hỏi lại sư phụ người lùi sau làm gì chơi với tinh mị có vui không quên về thành cũng là chuyện có thể tha thứ diệp thần đổ mồ hôi ngươi đều nhìn thấy rồi loan yên nhi cười thật tươi nhẹ nhàng đáp lại từ đầu đến cuối rất rõ ràng yên nhi cái gì cũng biết dù là chuyện sư phụ khen ta hay là tìm được cho nữ tu nên mới chậm chạp không về thành diệp thần bị hỏi dồn dập sợ hãi vội giải thích không đúng không phải như vậy nghe thế loan yên nhi tức giận quát đừng hòng lừa gạt cho qua diệp thần hết cách đành phải kể toàn bộ nội dung sự việc cho cô qua một lúc hai người cũng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau loan yên nhi nghe hết cũng dần hiểu ra cũng có nghĩa là sư phụ mang theo nữ tu này vì nhận nhầm nàng ta là gian tế ta sắp đặt ở thành thiên thư nghe thế diệp thần vội nói đúng vậy hắn thở dài trong lòng thầm nghĩ bảo sao ngươi để lại bức thư bảo ta đừng nhìn nữ nhân rồi lại phái một nữ nhân tiếp ứng ta thì ra là nhận nhầm loan yên nhi hiểu ra liền quay sang nói với diệp thần cho nên lại giả ngốc cho dù sư phụ hiểu lầm nhưng trong lòng nàng ta biết rất rõ vì sao nàng ta lại đi theo người diệp thần bị hỏi ấp úng trả lời quả thực là có chút ẩn tình tiểu nha đầu này đi theo ta là muốn ta giúp đỡ nghe diệp thần gọi tiêu xảo xảo là tiểu nha đầu loan yên nhi có phần ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng thầm nghĩ tiểu nha đầu sư phụ không coi nàng ta là nữ nhân cô cất giọng hỏi vậy nàng ta có kẻ thù diệp thần đăm chiêu không chắc chắn nói cụ thể là giúp đỡ việc gì ta không rõ nhưng khi nàng ta bị tinh mị ăn mòn từng gọi sư phụ ta đoán chắc là có liên quan đến tông môn của nàng ta nghe thế loan yên nhi không khỏi thở dài đúng đúng sư phụ hào hiệp chữ nghĩa thích lo chuyện bao đồng nghe câu này từ cô diệp thần cười mỉm không nhịn được trêu chọc một phen lời này nói chẳng lẽ yên nhi sẽ không lo chuyện bao đồng loan yên nhi bị hỏi có chút không biết trả lời sao cô nhớ lại ngày xưa còn bé từng ra tay cứu hạ thuần bị bắt nạt không ngại nguy nan cô liền trầm giọng xuống ta lười không thèm quản nói rồi loan yên nhi đứng dậy sư phụ không biết sao Loan Yên Nhi nhìn lại phía Diệp Thần bày ra mộ mặt gian tà, "Ta, bây giờ là đại ma đầu mà người đòi đánh giết, giải quyết chuyện, làm gì nhanh bằng giải quyết người." Nghe thế, Diệp Thần trầm giọng lại, nói bậy, Loan Yên Nhi có chút ngạc nhiên, "Hả?" À. Diệp Thần đứng dậy cất giọng nói, "Nếu như thật sự giống như ngươi nói, thì nha đầu này, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi." Nghe thế, Loan Yên Nhi có chút không vui. Diệp Thần đi đến bên cạnh cô nói tiếp, "Sư phụ biết, Yên Nhi là cô nương tốt, rất lương thiện, những năm này ngươi nhất định là đã chịu rất nhiều khổ cực rồi đúng không? Bây giờ ta đã trở về rồi." ngươi có thể yên tâm làm chính mình rồi cho dù trời có sập xuống thì vẫn có sư phụ chống đỡ nghe mấy câu này loan yên nhi giữ người xúc động cô như nhìn thấy được cảm giác của ngày xưa làm một đệ tử nhỏ bé của diệp thần thế nhưng rất nhanh loan yên nhi che giấu đi cảm xúc của mình cô cúi mặt xuống nhẹ giọng nói ngốc tiếng nói nhỏ bé khiến cho diệp thần nghe nửa được nửa không nhưng rất nhanh đã bị loan yên nhi xóa đi cô quay đầu lại hòa sảng ta nói là được có sư phụ ở đây những chuyện bao đồng trên thế giới này ta không cần phải lo lắng nữa làm xong chuyện bao đồng rồi thì sư phụ mau chóng về thành đi không được phép có lần sau đâu nếu không thì ta thực sự sẽ chặt đứt chân của người đó dứt lời loan yên nhi liền rời khỏi cơ thể của hạ thuần linh hồn vừa bay đi lập tức thái độ của cơ thể này liền thay đổi hạ thuần nhìn diệp thần ánh mắt sắc lạnh đầy tức giận bệ hạ tha thứ cho ngươi rồi hạ thuần ta thì không thấy thái độ đó diệp thần thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ biến trở lại rồi hạ thuần vẫn tiếp tục bất mãn nhìn diệp thần bệ hạ dặn ta đi theo ngươi trước khi về thành ta sẽ trông chừng ngươi thật chặt diệp thần cũng không để ý cô nữa chỉ nhẹ đáp lại như vậy sao đã vất vả rồi hắn thầm nghĩ sao lại càng ngày càng nhiều người vậy diệp thần chỉ về phía tiêu xảo xảo nói tiểu nha đầu vẫn chưa tỉnh để ta xem nàng thế nhưng vừa dứt câu một thân ảnh rất nhanh đã xoẹt qua người hắn bay đến chỗ tiêu xảo xảo hạ thuần tiến đến ôm lấy xảo xảo lạnh lùng nói không phiền đại giá để ta hóa ra cô làm theo lời của bệ hạ không cho diệp thần động vào nữ nhân khác vừa ôm vào người tiêu xảo xảo hạ thuần đã đánh hơi được mùi kỳ lạ trên người cô áp sát tay vào nội đan hạ thuần càng cảm thấy kỳ lạ hơn cô bèn dùng móng vuốt của mình xé rách mảnh áo trước ngực thấy thế diệp thần liền kinh sợ hét lên đợi đợi đã nào hạ thần không vui quay lại càn nhằn lại sao nữa diệp thần vội quay mặt đi rốt rít nói các ngươi kiểm tra vết thương ta không tiện nhìn ta vào rừng tránh một chút nói xong diệp thần nhanh chân chạy ngay vào rừng với ý nghĩ có cô ấy chăm sóc tiểu nha đầu cũng sẽ không cần ta quan tâm đến nữa lần này rốt cục cũng có thể đi phúc địa động thiên thế nhưng chỉ mới chạy được ba bước diệp thần đã bị thanh thương của hạ thuần chắn ngay trước mắt cô nhìn diệp thần lạnh lùng nói tôn giả nếu cảm thấy vô lễ thì chớ nhìn quay lưng nhắm mắt là được nhưng đừng hòng rời khỏi mắt ta đây là lệnh của bệ hạ diệp thần bị lộ tẩy trong lòng khinh sợ thầm nghĩ khó chơi vậy sao thấy hắn vẫn chưa trả lời lại mình ánh mắt hạ thần trở lên sắc lạnh tôn giả lúc này diệp thần mới đáp lại ta hiểu rồi vậy nha đầu đó giờ sao rồi nghe được câu hỏi hạ thần không khỏi bực mình thầm chửi nam nhân chó má nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại tinh mị nhập nội đan xâm thực linh thai khó chữa nổi trước hết phải dùng phương thức bảo thủ trước cho cô ấy tỉnh lại nghe đến đây diệp thần không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ bình thường trong tình huống này phải giữ linh thai xuất thể dùng thuật pháp tu bổ Điều này thường gây hại cho cơ thể. Hàn liếc nhìn về đằng sau trong lòng đầy ngổn ngang, phương thức bảo thủ là thuật pháp do hậu thế mới khai sáng sao? Thế nhưng khi liếc nhìn hắn lại bắt gặp bóng lưng chằng chịt vết thương của Hạ Thuần, cô đang từ từ cởi y phục của xảo xảo làm cho Diệp Thần thất kinh, cởi, cởi ra rồi. Hạ Thuần cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn nén của Diệp Thần, cô quay lại liếc hắn một cái làm cho Diệp Thần sợ hãi vừa quay lại ngay lập tức. Hắn quay đi rồi, cô mới bắt tay vào làm việc, không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe thấy tiếng xảo xảo kêu lên. Hạ Thuần nhẹ giọng nói, có phản ứng rồi sao? Ở đây sao? chặt thế từng lời cô nói càng làm cho diệp thần phải đổ mồ hôi hột đầu óc quay mòng mòng tưởng tượng ra bao nhiêu thứ trong đầu hắn thầm cảm thán cũng không còn tò mò lắm nữa qua một lúc cuối cùng cũng xong hạ thuần mệt nhọc xoa xoa đầu mình cũng tạm được rồi có vẻ như sẽ tỉnh lại sau chút nữa lúc này cô liếc mắt về phía diệp thần lần này tôn giả có thể yên tâm thế nhưng khi nhìn sang chỉ thấy diệp thần ngồi vất vưởng trên phiến đá hắn ngẩng khuôn mặt hốc hác lên nhìn hạ thuần cười nói vất vả rồi hạ thuần đi đến hỏi trông ngài có vẻ mệt sao thế Diệp Thần bị hỏi chỉ có thể cười gượng, thầm chửi, cô còn hỏi, ta làm sao hả? Ta mệt tới nhường này, còn không phải vì ngươi, không để cho ta thoát thân sao? Nhớ lại lúc nãy khi Hạ Thuần chữa thương cho xào xảo, Diệp Thần năm lần bảy lượt kiếm cớ chuồn khỏi đây, đang bình yên hắn liền lên tiếng, tinh mị hại người không ít, ta sẽ phá hang ổ của chúng. Thế nhưng lại bị Hạ Thuần túm lấy vạt áo, tôn giả yên tâm, bệ hạ phái đội khắc phục hậu quả. Một lần khác, Diệp Thần đang yên lành lại nói, ngươi cứu người vất vả, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Hạ Thuần chỉ nhẹ nhàng đáp lại, đa tạ, vi thần đã tích cốc hơn 3 năm rồi. Thêm lần nữa, Diệp thần lại kiếm lý do, nơi này non xanh nước biếc, chắc chắn sẽ có linh dược sinh trưởng, hay để ta hái ít về cho người bổ khí. Hết lần này đến lần khác không khỏi làm cho hạ thuần tức giận, cô gần giọng đầy kìm nén, vi thần không sợ, không đói, không mệt, tôn giả, ngay ngồi đợi là được rồi. Hết cách, Diệp thần đành phải ra tuyệt chiêu, thực ra, ta muốn xuất. Thế nhưng đáp lại hắn, hạ thuần ném ra một cuốn sách cũ lạnh lùng đáp, mời ngài. Chiêu này chỉ để làm cho Diệp thần câm nín, trong lòng hắn gào thét dữ dội, ta còn đã dùng tới lý do muốn xuất rồi đấy còn chẳng cho ta đi ra ngoài nữa hả ta mặc dù rất thích chó nhưng vấn đề này chẳng đáng yêu gì cả diệp thần hết cách chỉ có thể cười gượng không có gì hắn cứ như thế làm cho hạ thuần khó hiểu cũng chẳng có hơi sức quan tâm cô nói qua tình hình của xảo xảo nữ tu này nguyên khí trọng thương việc thức tỉnh chỉ là nhất thời sau đó phải tìm linh dược cho cô ấy bổ sung bây giờ trời đã tối không tiện tìm đồ hạ thuần vươn vai một cái lăn qua lăn lại đến bây giờ vi thần đích thật là có chút mệt mỏi không thì chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây Trời sáng rồi mới tìm thuốc, ý ngài thế nào? Nghe thế, trong lòng Diệp Thần không khỏi hiện lên ý nghĩ xấu xa, cơ hội đây rồi, hắn đáp lại, được. Rồi đưa tay ra vỗ vai Hạ Thuần, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta canh chừng cho hai người. Thế nhưng có điều gì đó sai sai, Hạ Thuần quay lại nhìn Diệp Thần, Tôn giả, ngươi, ngay sau đó cô liền ngất lịm đi. Diệp Thần nhìn cô ánh mắt hối lỗi, thứ lỗi cho ta, ta ấn huyệt ngủ của ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói rồi hắn quay người rời đi, thế nhưng không ngờ Hạ Thuần vậy mà lại không ngất, chỉ là thuận thế diễn theo Diệp Thần cô liếc ánh mắt sắc lạnh của mình âm thầm nhìn theo hắn không ngờ đến bên kia tiêu xảo xảo cũng đã tỉnh dậy cô hé ánh mắt nhìn hạ thuần chuyển cảnh về thời điểm trước khi hạ thuần đi tìm diệp thần loan yên nhi đã gọi cô vào tẩm điện của mình dặn dò tiểu thuần sư phụ mềm lòng ta tin ở hắn sẽ thương xót giúp đỡ kẻ yếu như lần này ta cứ cảm thấy hắn có cái gì đó đang giấu ta đừng trông gắt gao quá sẽ để lại sơ hở thăm dò xem hắn có phải thực sự chỉ là bận rộn không cho nên chính vì lẽ đó khi diệp thần dở trò với hạ thuần cô đã thuận thế ngất đi để âm thầm theo dõi quay trở lại hiện tại diệp thần đã rời đi hạ thuần cũng không che giấu nữa mà đứng dậy đi theo hắn thế nhưng tiêu xảo xảo vẫn còn giả vờ nằm dưới đất cô chứng kiến tất cả không khỏi gào thét trong lòng trời đất tóc bạc tai thú sẽ không sai nàng ta là hạ thuần võ tướng dưới trướng của nữ đế khi thế này nàng muốn đuổi theo tiểu tử kia nhìn dáng vẻ hùng hổ của hạ thuần xảo xảo bật thốt lên gọi ừ nhưng khi để ý lại cô liền ngại ngùng kéo lấy tấm vải đang sắp tụt xuống trên cơ thể mình xảo xảo đỏ bừng mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra y phục của ta vì sao lại rách chỗ nội đan còn hơi có cảm giác đau nhức chẳng lẽ trong lúc mất ý thức hàng loạt viễn cảnh đã xảy ra trong đầu của xào xào bên kia hạ thuần cũng cảm nhận được xào xào đã tỉnh cô quay người nói với xào xào này ngươi đã bị tinh mị mê hoặc bây giờ nội đan không ổn định đừng cử động lung tung nghe đến đó xào xào thất kinh hét lên tinh tinh mị xào xào liền nhớ đến cảm giác lúc nãy đợi đã trong đầu quả thực là đã xuất hiện hình ảnh rất nữ liếm cầu này là ai ngàn tính và tính vậy mà lại không tính đến sẽ bị tinh bị khống chế lão nương chưa từng thất thố như vậy trước mặt người khác bao giờ qua một hồi gào thét đột nhiên xảo xảo sực nhớ ra đợi đã bây giờ ta phải ổn định lại là tu sĩ kia đã giúp ta sau khi thế này thế kia thì ta mới cảm thấy ê ẩm xem ra là lão nương vẫn có mị lực nhất định là như vậy không sai cô cứ như thế gào thét sau lưng hạ thuần làm cô không khỏi khó chịu thế nhưng hạ thuần vẫn bỏ qua vẫy tay ngoan ngoãn đợi ở đây đi thấy hạ thuần đi xảo xảo không nhịn được gọi theo tướng quân muốn đi tìm hắn ta đi cùng ngươi ta phải cảm ơn hắn vì đã xả thân cứu ta ân tình này ta chỉ đành lấy thân báo đáp câu này trực tiếp đã chọc tức hạ thuần cô biến thoát lại chỗ xào xào nắm lấy cái cằm bé nhỏ của cô ánh mắt sắc lạnh cười nói không nhìn ra cô nương lại là người trọng tình nghĩa như vậy xào xào hất tay hạ thuần ra trịnh trọng nói tướng quân nói gì vậy có ơn không báo thì chẳng phải là tiểu nhân sao nghe thế hạ thuần cười nói lời này rất đúng vậy mau lấy thân báo đáp ta đi dù sao thì ta mới là ân công của ngươi lời này như xét đánh ngang tai xào xào trong đầu không biết đã tưởng tượng ra cảnh tượng gì nữa cô đờ người hét lên cái cái gì chẳng lẽ ma kính bí thuật sao lại như vậy không còn nhiều thời gian để đùa dẫn với xào xào hạ thuần nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra vẽ một kết giới bảo vệ xào xào bên trong được rồi tôn giả chi tử không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được Ngươi muốn có hắn là nữ đế bệ hạ ngươi chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ bé lấy gì để so với mặt trăng tỏ sáng chứ nói rồi hạ thuần nhảy lên cao rời đi ngoan ngoãn đợi ở đó đi trận pháp này có thể bảo vệ ngươi an toàn đừng chi tâm vọng tưởng nữa nghe mấy lời này của cô xào xào không khỏi buồn rầu trong lòng cô cắn chặt môi đầy ủy khuất bên kia hạ thuần cũng không tốt hơn là bao cô đuổi theo diệp thần nhưng trong lòng lại nghĩ về loan yên nhi bệ hạ vì sao phải là hắn chứ nhớ lại lúc vui vẻ giữa hai người hạ thuần cắn chặt răng gọi tên yên nhi vì sao chứ trong tim cô dường như dỉ máu đột nhiên lúc này giọng xảo xảo vang lên tướng quân hạ thuần nhìn cô bất ngờ không phải ta bảo ngươi đợi ở đó sao cô thầm nghĩ địa chấn của ta vậy mà lại không thể giữ chân nàng ta được xảo xảo cười gian xảo ta có cách của ta tướng quân không cần lo lắng nhìn bùa chú trên tay xảo xảo hạ thuần căng thẳng coi thường nàng ta rồi, phải đổi chiêu mạnh hơn mới được. Thế nhưng lúc này Sảo Sảo vui vẻ nói, "Tướng quân hiểu lầm rồi, ta không phải là thích hắn." Hạ Thuần khá ngạc nhiên khi cô nói vậy, nhưng câu tiếp theo của Sảo Sảo làm cho Hạ Thuần tức giận. Sảo Sảo cười lớn nói, "Ta chỉ là đói khát cơ thể hắn." Hạ Thuần không khỏi bất lực, không biết xấu hổ. Chuyển cảnh đến chỗ Diệp Thần, cuối cùng cũng đến rồi, Phúc Địa Động Thiên. Tâm trí Diệp Thần không khỏi nhớ lại giọng nói non nớt của đệ tử Lạc Lạc, "Sư phụ." Lạc, lạc Lạc lúc đó vẫn còn là cô bé cầm trên tay một con trùng to gần bằng người mình mang đến cho hắn xem người xem con vừa đào được gì từ trong đất này diệp thần quay lại sờ vào mũi cô khen ngợi bách túc linh trùng vật này chỉ sống ở nơi linh khí dồi dào lạc lạc xem ra chúng ta tới đúng rồi được khen lạc lạc rất vui nhưng trong lòng cô bé không khỏi thắc mắc nhưng sư phụ tại sao chúng ta phải tìm nơi có thể trồng linh dược vậy ạ à? tu sĩ không phải nên thần hồn định tỉnh ngồi thiền tu luyện sao diệp thần nhẹ nhàng giải thích như vậy không sai chỉ là lạc lạc còn nhớ tại sao sư phụ muốn thành lập huyền cực tông không trong lòng lạc lạc càng dối rắm hơn cất tiếng loạn thế tìm đào nguyên Hàn Sĩ nụ cười. Nghe thế Diệp Thần cười đáp lại, "Đúng, đây là con đường mà ta một lòng sở cầu, nhưng yêu cầu thiện quả này, chỉ có đại thần không thì không đủ. Cường đại chân chính, ứng kiêm tế thiên hạ, hôm nay Lạc Lạc và ta tìm được đất tốt để trồng linh dược, tương lai nói không chừng có thể giúp được nhiều người hơn." Nghe thế cô bé Lạc Lạc vui vẻ nói, "Vâng, Lạc Lạc thích sư phụ, cũng thích việc mà sư phụ muốn làm, sư phụ đừng lo, Lạc Lạc sẽ biến nơi này thành đào nguyên mà sư phụ muốn." Diệp Thần nghe thế bật cười, "Được, vậy mượn phúc khí của Lạc Lạc đặt tên nơi này là Phúc Địa Động Thiên đi quay trở lại hiện thực nhìn phúc địa động thiên trước mắt diệp thần trong lòng vui mừng đúng là hoài niệm lạc lạc bây giờ cũng đã trở thành cô nương đảm đương một phía rồi có câu xưa là gì ý nhỉ con gái lớn không giữ được nữa lúc này bên tay diệp thần phát hiện tiếng động hắn liền nhớ đến hai cô gái kia không khỏi hối lỗi hai nha đầu giả vờ ngủ bây giờ chắc đang đuổi theo thế thân của mình nhỉ phải đa tạ tiểu cầu tướng quân cô ta cố ý lộ ra manh mối nhưng vậy mình mới có thể thuận nước đẩy thuyền điệu hồ ly sơn chẳng qua lừa bịp cuối cùng vẫn không đúng giải quyết chính sự trước rồi bồi tội với họ vậy Chắc họ không đuổi kịp thế thân của mình nhanh như vậy đâu. Chuyển cảnh đến chỗ của Hạ Thuần và Sảo Sảo, lúc này Sảo Sảo đang úp mặt vào ngực của Hạ Thuần làm cô ngại ngùng đầy hoang mang, "Muội làm gì thế?" Sảo Sảo vội lấy tay bịt miệng Hạ Thuần lại nhỏ giọng nói, "Tướng quân lúc này không được phát ra tiếng, nếu để lại bóng tối tâm lý, cả đời huynh ấy sẽ không thể ngẩng đầu lên." Hạ Thuần tức tối chỉ tay về phía Diệp Thần giả quát, chẳng lẽ để mặc hắn như vậy, uổng công bệ hạ coi hắn là quân tử mà đối đãi. Sảo Sảo tự ôm lấy cơ thể mình đỏ mặt, "Muội có thể hiểu tâm trạng của tỷ, bạch nguyệt quang của nữ đế bệ hạ." huynh ấy vậy mà vì tiếp dục, mà ngay cả cây cũng không tha thế nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thực chất thế thân của diệp thần vì đụng phải cây mà không thể đi tiếp được nhưng trong mắt bọn họ lại thành ra dáng vẻ đáng xấu hổ như vậy xào xào lần nữa nhìn về phía diệp thần nhưng nhìn kỹ hơn huynh ấy thành thạo các tư thế và thực hiện với tần suất khác nhau là cao thủ hạ thần càng ngày càng tức giận bây giờ là lúc nói chuyện này sao cô tức tối thay cho yên nhi chẳng trách hắn trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi hóa ra là dục hỏa thiêu đốt chuyện này không thể bẩm báo với bệ hạ với bẩn tay của ngài đột nhiên cô nhìn sang xảo xảo thấy cô bé có gì đó không đúng hạ thuần giật mình kéo ngay xảo xảo đang muốn đi về phía diệp thần lại xảo xảo bị giữ lại bất mãn như người ta thường nói nếu ta không xuống địa ngục thì ai sẽ vào cứ để muội dập tắt ngọn lửa tà ác mạnh mẽ của địa ngục không cần phải cảm ơn muội hạ thuần tức đến điên người gần giọng xuống im miệng đồ vô sỉ dứt lời bên kia diệp thần hát xì một cái rõ to hắn dây dây mũi tự nói ai đang nhớ mình vậy chẳng quan tâm đến chuyện đó diệp thần nhanh chóng tiến vào phúc địa động thiên vừa bước vào hắn đã bị bất ngờ mà thốt lên phong linh hắn thầm cười đầy tự hào khen ngợi không tệ phong linh chỉ mọc ở nơi linh khí dồi dào lạc lạc xử lý chuyện này rất tốt nha đầu này thích tranh công con bé muốn mình đến nơi này nhất định con bé cho rằng đào nguyên đã thành cố ý không nói cho yên nhi đợi mình khen riêng con bé nghĩ thế diệp thần không khỏi bật cười được rồi để mình tới xem xem thế ngoại đào nguyên này thế nhưng khi bước sâu vào phúc địa động thiên chào đón diệp thần lại là một con quái vật to lớn con quái vật hình rết khi thấy có người lạ liền thức tỉnh diệp thần cũng nhận ra hắn không khỏi thắc mắc thế ngoại đào nguyên đã nói đâu vừa dứt lời con rết to lớn đã nhanh chóng lao đến tấn công diệp thần nhưng rất nhanh diệp thần đã chém nó ra làm hai mảnh kèm theo lời nói con thắng rồi hắn giơ tay lên đấm xuống một đấm làm vỡ nát ảo ảnh bên dưới mở ra đào nguyên tuyệt đẹp nghịch đủ chưa lạc lạc dứt lời một bóng ảnh to lớn hiện lên đó chính là lạc lạc cô nở nụ cười thật tươi nhìn diệp thần tinh nghịch nói sư phụ đã lâu không gặp thế nào bị lạc lạc dọa rồi chứ Diệp Thần đứng trên tay của Lạc Lạc đáp lại, yêu vật trong động này đều là ảo ảnh mà con dùng nguyên ảnh tạo ra đúng không? Lạc Lạc, có tiến bộ rồi. Lạc Lạc cười nói, vẫn bị sư phụ nhìn ra, người cũng không phải ngày đầu tiên quen biết con, đã lâu không gặp, còn không cho con đùa chút sao? Diệp Thần cười lớn cương chiều đáp lại, được được, sư phụ bị con dọa rồi, ta suýt nữa quên Lạc Lạc thích tranh công cũng thích đồ ác. Lạc Lạc bị nói xấu hổ, không hổ là sư phụ, đúng là người hiểu Lạc Lạc nhất thiên hạ. Diệp Thần đáp lại, nha đầu con, được rồi, nói đi. Đột nhiên sắc mặt Diệp Thần căng thẳng trở lại, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến con không tiếc giấu đại sư tỷ thậm chí dùng nguyên anh xuất hiếu cũng phải nói cho ta bị hỏi ánh mắt lạc lạc liền lảng tránh sang chỗ khác ấp úng trả lời thực ra con không phải là nguyên anh xuất hiếu, mà chỉ là nguyên anh thừa thôi lạc lạc con chết rồi lạc lạc nói ra hai chữ đó thật vô tư nhưng diệp thần lòng lại nặng trĩu hắn cúi mặt gần giọng kẻ nào là kẻ nào biến đồ đệ ta thành như thế này thấy sư phụ tức giận lạc lạc liền khuyên nhủ cô bình thản nói sư phụ người bình tĩnh đi thật ra cục diện này là lạc lạc lựa chọn đó câu này vừa thốt ra diệp thần có chút hoài nghi lạc lạc liền chỉ tay vào chán diệp thần đưa ảo cảnh được ghi lại cho diệp thần xem nói nữa cũng vô dụng sư phụ người hãy nhìn thử xem chẳng mấy chốc trong đầu hắn đã hiện ra hình ảnh những năm đầu bế quan sư phụ bế quan hàng trăm năm có không ít kẻ tặc nhân dòng ngó huyền trí tông của chúng ta tông môn bị gài bẫy lúc đó có ta với đại sư tỷ lời giáo huấn của sư phụ chúng đệ tử chống đỡ ngày đêm không ngừng nghỉ để có thể vượt qua nguy cơ sau khi tiêu diệt hết đám phản loạn đại sư tỷ đổi tên vô cực tông tông môn chúng ta mới có thể yên bình Tuy nhiên 10 năm sau, lúc đó Loan Yên Nhi đã lên làm nữ vương, thế nhưng Lạc Lạc lại rời khỏi Vô Cực Tông. Loan Yên Nhi đuổi theo cô gọi, "Lạc Lạc, ngươi đối với tông môn có lòng bất kính, đáng phải chết. Nếu như hôm nay sư tỷ đăng cơ, chúng ta chỉ cần đợi sư phụ quay về là được mà, vì sao lại phải đi?" Nghe câu hỏi của đại sư tỷ, Lạc Lạc im lặng một hồi không biết trả lời sao. Lạc Lạc cố kìm nén quay lại vui vẻ nói, "Không phải vì sư tỷ quản lý quá mức sao, không thức đêm, không ăn đường, lại còn không được làm nhiều thứ nữa, ai cũng nói sư tỷ như sư mẫu vậy, theo ta thấy" sư tỷ có thể thành thân nương của ta đó bị chọc loan yên nhi tức giận muội lạc, lạc lạc lúc này nắm lấy tay loan yên nhi không khí liền trầm xuống hẳn lạc lạc nói sư tỷ tỉ, đừng tiễn nữa nhìn tông môn của chúng ta xem không phải là chỉ còn mỗi tỷ sao muội không muốn tỷ đa đoàn nghe thế loan yên nhi trong lòng đầy lo âu gọi lạc lạc thấy thế lạc lạc lại chơi đùa nếu ngươi trở thành bà lão mặt vàng khi sư phụ trở về người thích nhất chính là muội tỷ không có cửa đâu loan yên nhi lại bị cho tức giận đuổi theo nói cái gì đó rõ ràng chỉ ăn cơm với uống nước thôi mà đừng có đi thế nhưng lạc lạc lại cười lớn chạy đi tỷ không bắt nổi đâu thế nhưng khi khuất bóng rồi tâm trạng lạc lạc liền trầm xuống cô vừa đi vừa nghĩ sư tỷ xin lỗi nhé thần toán tử bói ra một quẻ từ lúc các phái vây câu chúng ta sư phụ thì vẫn bế quan là có người cố ý sắp xếp nếu để tỷ biết tỷ nhất định sẽ tha cho hắn sao muội không muốn lại phải nhìn sư tỷ bị những kẻ kia hại sư phụ à người chắc chắn sẽ hiểu ta mà chúng ta đang ở trong loạn thế là người thân duy nhất lần ra đi này ngoài mặt chỉ là lạc lạc ham vui thế nhưng thực chất là cô tìm đến tên chủ mưu phía sau giải quyết thay cho loan yên nhi thế nhưng sức lực nhỏ bé của cô không thể so với tên đó quay trở lại hiện thực con mắt lạc lạc đẫm buồn nhớ lại sau trận chiến đó lạc lạc đã dùng phượng hoàng cổ để bảo hộ nguyên anh trốn đi sau đó tạo thành một thân thể giả xây dựng thiên thư thành để rồi đợi sư phụ xuất thế sư phụ nghĩ rằng con vẫn còn sống sao dừng một lúc cô lại cười tươi nói thật lại tiếp tục đợi thêm 35 năm nữa chắc nguyên anh của con không chịu nổi nữa may mà sư phụ người đến rồi nghe những điều đó diệp thần trong cả quá trình vẫn luôn trầm mặc lúc này hắn mới lên tiếng lạc lạc sư phụ hiểu rồi ngươi yên tâm sư phụ sẽ giúp ngươi nặn lại thân thể chính là dùng nguyên đan hắc thủ khuôn mặt lạc lạc đỏ lên sư phụ thật tốt nhưng mà e rằng sẽ khó làm đó cô chọc chọc lên đầu diệp thần nói chưa có tưởng con chỉ là nguyên anh thật ra con đã sớm là một tu sĩ sinh tử cảnh nhất trọng rồi diệp thần thoáng có chút ngạc nhiên sinh tử cảnh nhất trọng sao thầm nghĩ tu vi của lạc lạc còn cao hơn cả ta phải biết rằng ở thư nguyên đại lục cảnh giới tu hành có lục cảnh cửu trọng tụ khí cảnh nương chân cảnh trúc nguyên cảnh nguyên thần cảnh, phản thần cảnh, sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh phân thành cửu trọng, mỗi trọng khi đột phá sẽ giống như tu hành từ tụ khí cảnh cho tới sinh tử cảnh. Lần trước Yên Nhi đã tới phản thuần cảnh, cũng đã là quân lâm thiên hạ rồi. Mặc dù mình có nhục thân thành thánh nhưng mà chỉ luận về cảnh giới, mình vẫn chỉ là phản thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Lạc Lạc đã sinh tự cảnh nhất trọng, vậy mà địch không lại kẻ thù. Vậy thì kẻ địch mạnh cỡ nào? Lạc Lạc nói tiếp, nhớ năm đó, khi ta quyết đấu cảnh giới của hắn e rằng đã là tam không sinh tử cảnh tứ trọng. Nguyên anh của con xuất khiếu vốn có thể trùng nặn nhục thân, nhưng dù đã thử nhìn vạn cách nhưng đều không thành. Cô nhìn về phía Diệp Thần hỏi: "Sư phụ xuất quan, cảnh giới bây giờ như thế nào?" Diệp Thần không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi sợ sư phụ thua sao?" Trong lòng hắn thầm tính toán, mặc dù mình không đột phá cảnh giới nhưng bản thể là nhục thân thành thánh, sinh tử cảnh tứ trọng cũng không phải là không đoạn được. Lạc Lạc nhận câu hỏi cười lớn: "Con biết người muốn lấy cứng đấu cứng, nhưng mà, nếu chị hơn một chút thì đó gọi là thua. Muốn thắng tức là áp chế hoàn toàn, đúng không ạ?" À? Nghe thế Diệp Thần bất lực, hiểu ta, chỉ có Lạc Lạc đột nhiên lúc này lạc lạc nhả xuống từ miệng một viên đan dược diệp thần thắc mắc đây là lạc lạc xấu hổ giải thích đây là đồ tốt con nuôi loại thiên tằm băng ti cổ hơn mấy chục năm dùng linh dược của động thiên phúc địa luyện chế thành càn đan sau khi người dùng thì sẽ gia tăng thêm được năm phần công lực đó nghe xong diệp thần yên lặng hồi lâu không đáp lại đột nhiên hắn cúi mặt xuống giọng có phần trách móc lạc lạc lại lừa ta rồi nghe thế trong lòng lạc lạc giật mình sao diệp thần nói tiếp nếu như đã có loại linh đơn rượu dược này thì con phải dùng trước chứ dù chỉ là nguyên anh sau khi đột phá cảnh giới có thể trùng nặn lại nhục thân. Hơn nữa linh dược phúc thiên động địa vốn là chúng ta trồng từ hơn 100 năm trước, vô dĩ không có loại công hiệu đó. Lạc lạc à, loại thiên tầm băng ti cổ là ngươi dùng nguyên anh để chế thành đúng không? Bị vạch trần lạc lạc cười lớn đầy vui vẻ. Quả nhiên sư phụ vẫn là sư phụ. Lạc lạc nhận thua rồi. Hắn quay người rời đi. Việc phá cảnh, ngươi chính là lo lắng mà thôi. Hãy cứ chờ thêm đi. Vi sư đi rồi sẽ về. Thế nhưng ngay lúc này, lạc lạc ở đằng sau lại cưỡng chế đưa đan dược vào trong cơ thể diệp thần. Cô còn vui vẻ nói, túm được sơ hở của người rồi nhé diệp thần cả kinh hét lên lạc lạc đây là nguyên anh của con đó mau thu hồi lại đi thế nhưng lạc lạc không nghe cô vẫn cưỡng chế đưa vào ánh mắt lạc lạc lúc này ánh lên đầy tiếc nuối xen lẫn mãn nguyện dặn dò sư phụ thay con hỏi dùng sư tỷ lạc lạc yêu mọi người nhiều lắm sau khi lạc lạc cưỡng chế đưa nguyên anh cho diệp thần phúc địa động thiên dần dần, dần sụp đổ cầm nguyên anh của lạc lạc trong tay con mắt diệp thần thấm đẫm nỗi buồn phúc thiên động địa này cũng chỉ dựa vào một mình con cũng chống đỡ được sao ta nói mượn phúc khí của con không phải có ý ép con ở lại lạc lạc ngốc nói rồi hắn quỳ xuống nắm chắc nguyên anh trong lòng ngay sau đó hắn bay về phía cây sinh mệnh lạc lạc xin lỗi sư phụ phải thất hứa chuyện vấn an này con vẫn nên tự đi nói với sư tỷ của con đi hắn dùng thiên thư bao lấy nguyên anh của lạc lạc thiên thư có thể đủ nuôi dưỡng hồn phách lạc lạc không đến nỗi hồn tiêu phách tán tạm sắp xếp trước vậy lạc lạc không phải thích du sơn ngoạn thủy nhất sao vậy tản bộ cùng sư phụ điểm du lịch khác thủ nghe có vẻ không tệ phúc địa động thiên không còn lạc lạc chống đỡ liền bị sụp đổ dư chấn của nó vang khắp cả một vùng đến cả hạ thuần và xảo xảo cũng cảm nhận được động tĩnh gì vậy hạ thuần cảnh giác nhìn về phía diệp thần thế thân của hắn nổ tang thành nhiều mảnh trong lòng hạ thuần cả kinh thế thân như mùi rõ ràng là đúng mà rốt cuộc từ lúc nào linh khí đang hội tụ ở hướng đó có người đang phá cảnh không thấp đột nhiên lúc này tiếng kêu xào xào vang lên hạ thuần quay lại lo lắng hỏi sao thế xào xào chịu sự đau đớn của nội đan thầm nghĩ sẽ không nhầm chỉ có lúc trí dương thánh thể phá cảnh nội đan của mình mới chấn động như này nếu tu luyện với trí dương thánh thể vừa phá cảnh thọ nguyên đan có thể bước nhảy vọt trước mắt là thời điểm hợp hoan tốt nhất cô đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng nói của hạ thuần đánh thức này xào xào ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của hạ thuần muội có vẻ rất khó chịu là ta dẫn độ tinh mị không đủ triệt để sao trong lòng xào xào dấy lên sự ấm áp tỷ ấy đang lo cho mình đúng rồi tỷ ấy là người của nữ đế nếu mình độc hành đi hợp hoan với tu sĩ đó vậy tỷ ấy sẽ ăn nói thế nào với nữ đế đây cô nhớ đến sư phụ của mình liền hạ quyết tâm vạn tưởng sinh linh thiên la địa võng không trốn ẩn trốn lập tức có hàng vạn lá bùa quấn quanh người hạ thuần trong lòng hạ thuần xứng sở, kỳ môn độ thúc trận xào xào nhìn hạ thuần cương quyết nói hôm nay muội phải hợp hoan với người trong lòng nữ đế hắn là trí dương thánh thể vạn năm hiếm gặp giao hợp với muội có thể luyện chế được thọ nguyên đan cứu tính mạng sư phụ muội phi lễ chớ nhìn mong tướng quân rời đi đi nếu không thế nhưng lời còn chưa kịp nói hết trận pháp của xảo xảo đã bị một kiếm của hạ thuần phá giải hạ thuần nhìn xảo xảo có phần tức giận nói muội tưởng muội có thể thắng ta sao nói rồi cô chĩa cây kiếm về phía xảo xảo nếu muội an phận đợi tôn giả giải quyết rắc rối hộ muội nói không chừng bệ hạ sẽ tha thứ cho suy niệm của muội nhưng nếu muội có ý độc hành vậy thì đừng hỏng dứt lời hạ thuần kề sát cây kiếm vào cổ xào xào gần giọng nói nói đi nói lại sư phụ muội dậy muộn như vậy sao miệng nói đại nghĩa cuối cùng còn phải dựa vào người khác giúp muội thành sự sao đúng là rắn chuột một ổ lời này đã động đến tôn nghiêm của xảo xảo cô tức giận nắm chặt lấy lưỡi kiếm của hạ thuần quát thu lại thu lại lời này hạ thuần cũng không chịu những bộ công kích tiếp muội phế vật vô dụng lúc này xảo xảo đã phát cáo quát lên không liên quan đến sư phụ muội nói rồi tạo ra trận pháp nhốt hạ thuần bên trong hạ thuần ngạc nhiên muội vô dụng thôi thế nhưng ánh mắt xảo xảo không giống lần trước tướng quân vẫn là nghỉ ngơi trong địa la trận này đi dứt lời hạ thuần mới chú ý đến ấn ký trên ngực mình cô nhớ lại trận ấn là lúc đó xảo xảo quay người địa la trận lấy máu sát minh chỉ có do người thi thuật giải khai trừ sinh tử cảnh cưỡng phá ra thì không còn cách khác võ lực của tướng quân cao hơn muội gấp trăm lần muội đương nhiên không thể chống lại Độn thúc trận chẳng qua là chướng nhãn pháp muội cực chính là tỷ không quen phong cách của muội hạ thuần trúng kế của cô tức giận quát muội tính toán hay thật đồ lừa đảo xào xào đi được vài bước quay lại nhìn hạ thuần bằng ánh mắt tuổi thân nói muội không lừa tỉ chính vì muội vô dụng muội chỉ có thể dùng chiêu hạ lưu này đây gọi là vô sự tự thông không liên quan đến sư phụ muội nói rồi cô rời đi thầm nghĩ tại sao mình không muốn mạo hiểm mạng sống của mình một cách vui vẻ để tỷ ấy được an toàn chứ nhưng mình cũng hết cách rồi chỉ có thể dùng phương thức hạ lưu này trục mạng một chút cho sư phụ sư phụ yên tâm cho dù cách hạ tiện thế nào con cũng sẽ bảo vệ người đột nhiên lúc này một bóng ảnh xuất hiện nghĩ như vậy là đúng rồi xào xào sợ hãi đại đại nhân sao ngày ấy lại chủ động xuất hiện tên đó mang hình dáng của phật nhưng lại tỏa ra sắc khí ngút trời hắn cất giọng nói ồm ồm thọ nguyên đan mà ngươi dâng lên những năm này đều là hàng hạ phẩm luyện chế từ thảo linh thú hiện giờ ngươi nguyện ý lấy thân luyện đan ta rất vui mừng đúng lúc ta cảm ứng được gần ngươi có một dược dẫn đan là sinh tử cảnh vừa đột phá lấy về cho ta xào xào nghe xong trầm lắng không nói gì đột nhiên lúc này diệp thần cất tiếng không cần tìm nữa ta đang ở đây xào xào ngơ ngác ngươi sao ngươi lại diệp thần hai con mắt tràn đầy sắc khí không nói chuyện với người hắn nhìn đại phật đằng sau thầm nghĩ khi tức giống mới trong hồi ức của lạc lạc xem ra nó chính là nguyên hùng đại phật cũng chú ý đến diệp thần hắn cười lớn đắc ý không tệ sinh tử cảnh trọng một nhỏ nhoi vậy mà có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta rất tốt là một thuốc dẫn thượng thừa diệp thần lầm bẩm thuốc dẫn ngay sau đó hắn tấn công về phía đại phật ta thấy ngươi sắp tàn đời bị đánh nhưng hắn không hề hấn gì tính cách ác liệt vậy càng tốt nói rồi hắn ta tấn công xào xảo bị uy áp của hai người đàn áp thầm nghĩ, sao, sao có thể, hắn vậy mà đã thương được hình chiếu của người đó. Diệp Thần con mắt tràn đầy sắc khí gằn giọng, "Ta Phật, chính là ngươi hại lạc lạc." Câu này vừa thốt ra đã động đến điểm yếu của ông ta, đại Phật đó liền tức giật quát lớn, "To gan, ta tên là Bỉ Hỉ Diêm Phật, là tồn tại trí cao, gặp ta phải quỳ bái." Nói rồi hắn dùng hai tay kẹp chặt Diệp Thần, cho dù cảnh giới của ngươi tăng đến sinh tử cảnh nhất trọng thì vẫn là cơ thể phàm tục, chẳng qua có thể để ta hiện hình hai phần cũng coi là có bản lĩnh. Thế nhưng lúc này phía bên dưới bàn tay hắn có động tĩnh. Diệp Thần vậy mà dùng lực đánh cho hai bàn tay của lão nát vụ, khinh bỉ nói, hiện hình. Bồ Tát bùn không dám gọi chân thân ra ngoài sao? Ta mặc kệ ngươi là Phật gì, dám động đến đồ đệ ta, trực tiếp tiễn ngươi đi chết. Nói rồi Diệp Thần trực tiếp tấn công vào ấn nhãn trên trán của hắn, làm cho hình chiếu của đại Phật vỡ tan, chỉ còn lại mỗi ấn nhãn nhỏ bé. Hắn cầm nó trong lòng bàn tay, đại Phật liền lên tiếng cười nói, đồ đệ, à nhớ ra rồi, mấy chục năm trước hình như ta độ một con bọ, khí thế này của ngươi rất giống với nó, nó cũng là sinh tử cảnh, ta phá lục đạo của nó, cho dù nó liều chết cũng dùng nguyên anh chạy ra cũng không thể đúc lại cơ thể trước khi nó chết vẫn còn lẩm bẩm sư phụ gì đấy kết cục của ngươi giống với con bọ đó vậy diệp thần bị lời này của hắn chọc tức dùng tay bóp nát phần còn lại nói ra lời độc ác rồi chạy ngươi cũng chẳng ra gì nhưng cũng không cần vội như thế lúc này xảo xảo đằng xa cũng hớt hải chạy đến nhìn diệp thần đầy ái ngại một lúc sau xảo xảo đưa diệp thần về chỗ hạ thuần giải trừ phong ấn cho cô hạ thuần nghe qua tình hình vừa nãy không khỏi tức giận chỉ vào xảo xảo tôn giả rốt cuộc có ý gì nói nhiều như vậy Chuyện nghiêm trọng như vậy, ngài lại định bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy sao? Xảo xảo bị hạ thuần trói lại còn nghe những lời không hay từ cô, nữ tử này là gián điệp của kẻ địch, cô ta căn bản là có lòng bất chính, theo ta thấy, ngài nên áp giải cô ta về tông môn, thẩm vấn kỹ mới đúng." Diệp Thần nhìn Xảo xảo không biết nói sao, qua một lúc hắn lên tiếng, "Tiểu nha đầu, ngươi và thần toán tử có quan hệ gì? Sau khi ta tiêu diệt Tà Phật, khi hắn bao phủ trên người ngươi cũng biến mất, ta mới quan sát được trên người ngươi có khí tức của A toán." Xảo xào nghe vậy thì ngạc nhiên, "Tại sao ngươi lại biết tên của gia sư?" Hạ Thuần cũng bị câu hỏi của cô làm cho ngạc nhiên, cái gì? Quỷ thần quẻ điện hạ, là sư phụ ngươi, ngươi là sư chất của điện hạ. Hạ thần nhìn Sảo Sảo giải thích, Diệp thần tôn giả là sư phụ của nữ đế bệ hạ. Sảo Sảo nghe thế thì ngơ ngác không tin nổi vào tai mình, thầm nghĩ, hắn là sư tổ của mình, chí tôn ma đạo trong truyền thuyết, mình còn tưởng là lão già thối tóc trắng nào đó. Diệp thần nhìn Sảo Sảo nói, a toán độ hộ tâm mạch khí cho ngươi, con bé e đã như phàm nhân rồi, cũng là do tà Phật đó sao? Sảo Sảo nghe hỏi tâm trạng liền trùng xuống đầy hối lỗi, đó là do ta, cũng chính là do ta sau đó mới cho xúc sinh có cơ hội thừa cơ nhảy vào nếu sư phụ không độ khí cho ta thì với bản lĩnh của người muốn chạy đi còn không phải dễ sao nhưng linh lực lúc đó của người còn ít bị ta phật bắt rồi xúc sinh đó không biết từ đâu biết được danh hiệu của sư phụ ta nó muốn sư phụ vấn quẻ thiên địa thay nó hỏi xem đích thân đến đại lục thế nào sư phụ ta không giúp nó nó vậy mà dùng tà thuật trói cơ thể sư phụ quất luyện thần thức thay hắn bói toán sau khi có kết quả quẻ bói hắn ra lệnh cho ta phải thu thập thọ nguyên đang có mệnh căn ngàn năm cho hắn lúc đó hắn mới có thể bước đi trên mặt đất bằng cơ thể của mình sư phụ đáng thương ở trong tay hắn mấy chục năm sống không được chết cũng không xong càng nghĩ xào xào càng đau khổ cô bật khóc rồi nói tiếp sau đó ta dâng thọ nguyên đan cho hắn theo năm tháng nhưng hắn là cái giếng không thể lấp đầy ở trước mặt ta không ngừng giày vò sư phụ muốn ép ta bằng cách này hiện giờ hắn muốn năm viên thọ nguyên đan ta chỉ có thể tìm một trí dương thánh thể âm hợp mới có thể gom đủ ta tưởng còn một bước nữa thôi nhưng tà phật đó là vật nằm ngoài ngũ hành sức quỷ nhập thần hiện giờ hình chiếu bị nổ cắt đứt liên lạc giữa ta và hắn ta không tìm được hắn cũng không tìm được sư phụ cô càng nói lại càng khóc to hơn diệp thần nhìn cũng không nỡ lòng nào liền nói đừng khóc nữa ta có cách sau khi biết tất cả hạ thuần không còn cách nào đành phải làm trái ý yên nhi cô nhanh chóng thông truyền về nghe xong yên nhi có phần không vui cái gì các ngươi còn muốn đi đường vòng tiểu thuần ta bảo ngươi đi cùng ý muốn tốc chiến tốc thắng sao còn phải đến phía nam mất thêm ba ngày mới có thể về hạ thuần đáp lại hồi bẩm bệ hạ nữ tu này quả thực muốn cứu sư môn ta có thể làm chứng chỉ là đường xá xa xôi giọng điệu của ngài mệt mỏi hãy nghỉ ngơi trước đã yên nhi quả thực là có phần mệt mỏi hạ thuần bên kia nói tiếp bệ hạ vi thần vì cứu nữ tu tiêu hao hơn nữa tu vi bây giờ khởi trận sợ tổn thương long thể yên nhi càng ngày càng nghi ngờ tiểu thuần các ngươi có phải gặp rắc rối rồi không lại là tiêu cản tu vi lại là tự mình đi đường huống hồ bờ nam dù có xa đến mấy dùng trận dùng buộc cũng không mất đến nửa ngày ngươi nói thật cho ta hạ thuần bên kia ngập ngừng tôn giả nói bờ nam có một loài hoa quý hiếm tên là bỉ ngạn màu đỏ rất đẹp loài hoa này mọc ở dưới lòng đất long uyên rất khó có được nhưng thực sự xứng với yên nhi dùng để tô điểm đại hôn vừa đúng lúc loan yên nhi nghe mấy lời này trong lòng dậy sóng hắn thật sự nói vậy sao hạ thuần nghe thế trầm xuống ửng một tiếng rồi kết thúc thông truyền vừa ngắt tâm trạng cô liền không vui thầm nghĩ rõ ràng thể không nói dối ngài ấy nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt lời nhưng hiện giờ ngoài thành vô cực tông có lão tổ khuyết hà nhìn chằm chằm không thể để chuyện khác làm ngài ấy phân tâm được chuyện quỷ thần quẻ điện hạ vẫn nên giao cho tôn giả xử lý vậy ngài ấy không phải là có cách sao vừa dứt lời phía bên kia diệp thần thốt lên có rồi trận chiến vừa nãy ta đã đưa khí của ta vào hình chiếu của nó nó không có chỗ nào để trốn hạ thuần thắc mắc hỏi lại nhưng thứ đó là vật ngoài ngũ hành tiêu xào xào đáp lời cũng phải cho dù có thể định vị được vị trí của nó nhưng muốn đi vào ngũ hành thì cái gọi là ngoài ngũ hành là khu vực hồn độn vô tâm vô ngã vô dục vô truy vô hình tại đại lục thương nguyên cho dù là tu sĩ cảnh giới siêu nhiên ít nhất cũng phải bỏ cơ thể mới có thể bước vào trước kia ta vào ngoài ngũ hành là vì ta vật dùng khí che lấp ngũ hành của ta ta đã âm thầm tính toán rằng che khí là một thần thức chỉ có đại năng trên sinh tử cảnh tầng 3 mới có thể điểm hóa được hạ thuần nghe thế thầm nghĩ sau khi tôn giả đột phá vẫn là sinh tử cảnh tầng 1, chẳng lẽ muốn đột nhiên lúc này diệp thần lên tiếng không cần phiền phức như vậy một luồng sáng bất ngờ bao quanh người hạ thuần và tiêu xảo xảo hạ thuần vừa nhìn đã nhận ra kim tuyến này không phải là khí mạch của mình sao tiêu xảo xảo cũng nhận ra cô nhắm mắt thầm nghĩ khí mạnh nghịch hành chu thiên của mình cũng hỗn loạn theo sư tỷ tại sao chỉ trong chớp mắt kim tuyến biến mất diệp thần nhàn nhạt, nhạt nói đã xong khí mạch của tu sĩ liên kết với ngũ hành ta đổi hướng đi của khí mạch cho các ngươi để chúng tương xứng với nhau ngũ hành sau khi nghịch loạn sẽ được gọi là vô hạ thuần nghe xong mà thẳng thốt trong lòng cái gì lúc người còn sống đổi hướng đi của khí mạch tiêu xảo xảo cũng bị mấy câu này làm cho bàng hoàng có khác gì tiên nhân nghịch thiên cải mệnh chứ thế nhưng như vậy cũng tốt cô thầm nghĩ không còn thời gian chấn kinh nữa cô nắm chặt tay lại ngẩng đầu nói không thể chậm trễ chúng ta mau chóng đến đó đi chậm một khắc thì sư phụ càng nguy hiểm hơn một chút ta tới làm trinh sát diệp thần liền ngăn cô lại đừng vội có chuyện quan trọng hơn chuyển cảnh đến một không gian vô định ở đây đầu lâu xếp thành hàng ở giữa hồ là một đài sen trên đó là tà vật hắn ôm đầu kêu nóng quá tiểu tặc xảo trá vậy mà dám được một tấc tiến một thước hạ cấm chế trong hình chiếu của ta tưởng như vậy có thể thắng ta sao nực cười lưu đỉnh đó vì cứu sư phụ cô ta chắc sẽ nghĩ cách hợp hoan với tiểu tặc cho dù chỉ có thể kéo dài ba hơi cũng đủ hắn đang đắc ý thì một giọng nói vang lên đủ ngươi mua quan tài rồi tà vật quay sang thì thấy diệp thần đang bịt mũi nhìn hắn đầy khinh bỉ chẳng trách chạy nhanh như vậy hóa ra ngươi thích bốc mùi trong đống bùn tà vật nhìn hắn tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm có chút bất ngờ động tác nhanh như vậy hắn không phải mới là sinh tử cảnh tần một sao tà vật bình thản đáp lời ta tưởng là ai cơ đây chẳng phải là đan dẫn hiếm có của ta sao dứt lời hắn tiến đến nhìn chằm chằm vào diệp thần nghĩ thông rồi sao hóa là một bộ phận của cơ thể ta vinh quang hơn làm tu sĩ nhiều diệp thần nhàn nhạt nhạt đáp lại quả thực nghĩ thông rồi người xưa vẫn nói oan gia nên giải không liên kết ta còn thiếu một đệ tử quan môn nếu ngươi dập đầu 800 lần cũng không phải là không thể thu ngươi tà vật nghe thế nổi cơn tức giận đệ tử quan môn chỉ để trong cửa dứt lời hắn liền tiến lên tấn công diệp thần diệp thần cũng rất nhanh ngăn chặn đòn đánh của hắn lúc này tà vật tức giận hắn cất giọng ùm ùm ta đổi ý rồi ta phải ăn sống ngươi ngay sau đó cái miệng rộng như quái vật của hắn há to ra nhằm nuốt chửng diệp thần thế nhưng diệp thần vẫn bình thản nhìn tà vật trong lòng thầm suy tính hai nha đầu đó vẫn ổn đấy chứ quay trở lại thời điểm trước khi ba người tiến vào ngoài ngũ hành của tà vật khi ba người chuẩn bị rời đi diệp thần cất giọng đừng vội có chuyện quan trọng hơn tiêu xào xào gấp gáp sư tổ đừng mập mờ nữa chuyện gì còn quan trọng hơn cứu sư phụ vậy diệp thần liền nói chính là như vậy mới không thể quá vội rồi hắn giải thích ta phật là muốn thọ nguyên đan mà tới nó đã dự liệu được ngươi sẽ quấn lấy ta nếu ngươi đắc thủ nó có thể làm như ông đắc lợi ngược lại nó cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để dưỡng sinh tức rồi quay trở lại nhưng a toán ở trong tay hắn ta vẫn luôn có chút cố kỵ hạ thần nghe như hiểu ra ý tứ của diệp thần hỏi tôn giả cứ nói cần bọn ta làm gì diệp thần nhàn nhạt, dương đông kích tây đợi chúng ta đột nhập vào ngoài ngũ hành lập tức chia binh hai đường các ngươi đi cứu a toán ta đi kiềm chế chính diện tà phật kéo dài thời gian chỉ là hoàn cảnh của các ngươi nguy hiểm hơn ta nhiều rồi hắn quay lại dặn dò để tiêu trừ ngũ hành ta đánh loạn khí mạch của các ngươi cũng có nghĩa là các ngươi không thể sử dụng thuật pháp độ dài thời gian giải cứu là biến số duy nhất trong kế hoạch này tiêu xảo xảo nghe thế cúi mặt xuống biến số hy vọng sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng cũng là biến số nói rồi cô ngẩng mặt lên ánh mắt đầy kiên định sư tổ ta nguyện ý tử bất luận sinh tử nghe được lời này hạ thuần có chút bất ngờ còn diệp thần thì nhanh chóng dùng thuật pháp bao quanh hai người tiêu xảo xảo và hạ thuần sau khi hai người đắc thủ thì thổi kèn ta lập tức kết thúc chiến cục hội họp với các ngươi đi thôi nên chiến chuyển cảnh đến hiện tại lúc này hạ thuần và tiêu xảo xảo đang vật lộn trong vũng bùn đi tìm thần toán tử trong đây rất tối hai người chỉ có thể nhờ vào ánh sáng lay lắt của bùa chú để đi xảo xảo đi trước dẫn đường cho hạ thuần cô nhìn ánh sáng nhỏ bé than thở không có phù chú công pháp giúp đỡ, chỉ có thể cháy đến mức này sao? Hạ Thuần đi sau lên tiếng hỏi, ngươi có chắc là không đi nhầm không? Khi khởi trận tiến vào ngoài ngũ hành, ta chớp mắt nhìn thấy tà Phật đang ở trong một cõi tịnh thổ trắng xóa. Tiêu xảo xảo liền giải thích, ta đã đi con đường này hàng ngàn lần sẽ không sai, tịnh thổ trắng xóa đó là huyễn hình mà súc sinh đó tự tạo ra, về cơ bản nó không khác gì cục bù này. Đột nhiên lúc này Tiêu xảo xảo dừng lại ra vẻ cẩn trọng, "Đừng, chúng ta đến rồi." Phía trước bọn họ lúc này là một con mắt to lớn đỏ lòng Hạ Thuần nhìn mà sợ hãi, yêu vật này là tiêu xảo xảo nhỏ giọng giải thích vật này tên là thông thiên đạo là canh giữ mà tà phật để ở đây trong người thước bị nó bắt được thì thi cốt vô tồn sư phụ bị nhốt ở đằng sau hạ thuần nhìn con mắt phía trước thầm nghĩ trong bộ dáng của thứ này chắc có tầm nhìn cực rộng cho dù không có thật pháp giúp đỡ với tốc độ của mình mà giết nó cũng không hề khó nhưng có thể sẽ kinh động đến tà phật cản trở tôn giả đột nhiên lúc này tiêu xảo xảo nhầm tính trong miệng ba hai hạ thuần tưởng cô định cứ thế xông lên lo lắng ngăn cản ngươi đợi đã trước tiên nhưng khi xảo xảo đếm đến một con mắt kia đột nhiên nhắm lại Sảo Sảo nhanh chóng kéo Hạ Thuần chạy nhanh về phía trước, chính là bây giờ. Hạ Thuần ngạc nhiên hét lên: "Ngươi làm gì vậy?" Sảo Sảo liền giải thích: "Chẳng làm gì cả, Thông Thiên Đạo có tầm nhìn tốt và tính cách hung dữ, nhưng nó cũng có một nhược điểm chí mạng, cứ sau 30 hơi thở thì sẽ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc, đây là cơ hội của chúng ta." Sảo Sảo vừa tục mạng chạy vừa nói tiếp: "Phía trước có một cánh cửa nhỏ, chúng ta hãy đi qua đó, hãy nhớ phải nhắm mắt khi đi qua cửa, nếu không nó sẽ bị cơ quan làm mù mắt, có một u đành cách cánh cửa nhỏ 15 thước, hãy mang nó đi." nếu không sẽ bị những linh hồn lang thang cuốn lấy còn nữa hạ thuần càng nghe những lời xảo xảo nói càng kinh động cô ấy luôn qua đây như vậy sao bước qua các bẫy nhiều lần ghi nhớ các thủ thuật của từng cơ quan ngày qua ngày chỉ để cứu sư phụ của mình nếu đổi lại là mình có thể giống với cô ấy ẩn nhẫn lâu như vậy sau một loạt các cửa ải gian nan cuối cùng hai người cũng đã đến được nơi thần toán tử bị nhốt xảo xảo nhìn thấy sư phụ không kìm được gọi sư phụ đồ nhi tới rồi thần toán tử phía trước đã ngất lịm đi cô bị dây xích và những sợi dây đảo quấn quanh người còn xào xào thì vui mừng đến phát khóc kể lại cho hạ thuần nghe tà phật cuồng ngạo cho rằng không ai có thể vượt qua mê trận và giải cứu được sư phụ vì vậy không còn hệ thống phòng thủ nào được thiết lập ở đây nữa tướng quân chỉ cần lấy đi chiếc đinh mê hồn trên người sư phụ cắt đứt sợi xích sắt thì có thể giải cứu được người hạ thuần nhìn thần toán tử trước mắt trầm mặc mùi không đúng xào xào ngạc nhiên nhìn cô hạ thuần nói tiếp trên người quỷ thần quẻ điện hạ có mùi của đoạn hồn ti vật này quấn quanh khí mạch rất khó bị phát hiện nó có thể kết nối người thi thuật và người bị dính thuật nếu sợi dây bị đứt không chỉ người bị dính thuật sẽ chết mà người thi thuật sẽ ngay lập tức nhận ra điều đó xào xào nghe xong cả người như sụp đổ cái cái gì cô nhớ lại những ký ức với sư phụ khóc nức nở ta vẫn không thể cứu được người sao hạ thuần liền phản bác đừng nói lời ngốc nghếch tôn giả không phải để chúng ta cùng tới sao hạ thuần lúc này lấy ra một thanh ngọc xanh đưa cho xào xào ngọc tuyền lệnh của bệ hạ ta tên là hồi sinh phủ gặp phải kiếp phải chết nó có thể coi là một mạng chắc là lúc đó tôn giả đã quan sát được ta có ngọc tuyền lệnh dù sao bên trên có khí tức của bệ hạ hạ thuần nhìn thần toán tử nói tiếp đoạn hồn ti này chỉ nhận người thi thuật không nhận người bị dính thuật chỉ cần dùng tóc làm mối buộc vào hồi sinh phủ để nó thay thế quỷ thần quẻ là được nghe thế xảo xảo vui mừng trở lại ôm lấy ngọc tuyền lệnh như cọng dơm cứu mạng chuyển cảnh đến phía diệp thần tà phật lúc này cũng cảm nhận được điều bất thường bên phía thần toán tử đoạn hồn ti ấy là ảo giác sao diệp thần biết hắn nói bên hạ thuần liền vung nắm đấm này nói xong liền đấm cho tà phật một cái nhìn đi đâu đấy đánh nhau phải tập trung ta bây giờ dạy ngươi hiểu chưa tà phật bị đánh tan nát chỉ còn lại cái đầu Ông ta cất giọng nói ồm ồm của mình: "Tiểu Trùng, ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình huống sao? Vào nơi này ngươi là vật trong túi ta." Hắn để lộ ra hình dáng quỷ dị cười lớn: "Lựa chọn của ngươi chỉ có thể bị ta ngắt đầu bỏ đuôi thôi." Đột nhiên lúc này phía xa phát lên tiếng sáo, Tà Phật bất ngờ: "Tiếng gì vậy? Ngươi làm gì rồi?" Diệp Thần liền đáp lại: "Không phải làm gì mà là muốn làm gì." Vừa dứt lời hắn liền dùng hết sức mạnh, lão tử cuối cùng cũng có thể không đố kỵ gì, mà đánh ngươi một trận rồi. Sau cú đánh của Diệp Thần, Tà Phật lập tức hiện ra nguyên thể của hắn là một con quái vật xấu xí với cái miệng lớn nó cất tiếng nói ồm ồm đầy tự mãn dương khí dương khí đơn thuần ngươi vậy mà còn có nhiều như vậy thanh thể trí dương sinh tự cạnh trọng một có thể thấy bản thể của ta thân hình vẫn còn đó thiên tư này thực sự xuất chúng nói rồi ta phật tiến đến dùng hai tay giữ chặt diệp thần lại ta nhất định phải ăn ngươi nó dùng hàm răng sắc nhọn cấu xé lấy cơ thể diệp thần ta phật còn vô cùng đắc ý chúng xỉ phệ của ta cho dù ngươi là đại năng sinh tử cảnh trọng sáu cũng chỉ có thể bị ta xé nát thế nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy có gì đó không đúng vậy mà cơ thể của diệp thần lại không hề hấn gì hắn thất kinh nghĩ thầm không cắn được diệp thần đang ở giữa hàm răng của hắn cười khinh bỉ ngươi cạ lưỡi đủ chưa sau đó diệp thần dùng sức tách mở hai hàm răng tà phật mũi đốt còn đau hơn ngươi cắn hắn bị đánh đến chảy máu không tin vào mắt mình ngươi cơ thể nhập thánh diệp thần ngay lập tức tiến đến đấm tà phật một cái nhàn nhạt hỏi lại sao vậy ngươi rất ghen tị sao còn có bất ngờ cho ngươi đấy nói rồi diệp thần dùng thuật pháp của mình ngay lập tức ánh sáng vàng bao phủ khắp cơ thể hắn mắt mũi miệng bắt đầu hiện ra tà phật sờ vào cơ thể mình kinh hãi đây là diệp thần cười nhạt cơ thể không phải ngươi muốn cái này sao diệp thần vậy mà lại tái tạo cho tà phật một cơ thể mới thế nhưng cơ thể này thật xấu xí mắt mũi miệng mỗi thứ mọc một chỗ khác nhau đột nhiên cơ thể hắn tan biến làm hắn sợ hãi chạy đi tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy mà có thể dùng tay không tạo ra một bộ cơ thể cho ta nhưng ngoài ngũ hành có cơ thể sẽ bị tiêu biến mình phải nhanh chóng ra ngoài thế nhưng khi gần ra đến lại bị trận pháp của diệp thần giữ lại vội vàng như vậy sao diệp thần tạo ra thiên huyền môn trận khuôn mặt lộ vẻ tà ác duyên phận giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc rồi từ từ tiến lại tà phật làm hắn sợ hãi thầm nghĩ đây lại là pháp thuật gì vậy vậy mà có thể nhốt ta hắn hét lên ngươi chưa nói hết câu ngay lập tức hắn đã bị chém mất cánh tay diệp thần mặt đầy đắc ý cảm xúc này mới tích hợp diệp thần vừa chém từng bộ phận cơ thể mới của tà phật vừa nói có cơ thể mới cũng rất vui đúng không làm gì với khuôn mặt xấu đó vậy diệp thần dùng dây thuật pháp của mình không miệng tà phật lại không cho hắn trả lời ngươi không cần mở miệng ta cũng hiểu là vì cơ thể này quá xấu rồi không sao Ta giúp ngươi sửa lại. Dứt lời, tà phật sợ hãi muốn nói gì đó, còn diệp thần cứ từng bước chém hết các bộ phận trên cơ thể tà phật xuống. Còn có tốt hơn chút, không vội, chân này, trở ngươi gây hại tứ phương, không tốt. Đầu này, khiến ngươi nảy ra suy nghĩ xấu xa, không tốt. Những thứ này, còn cả những thứ này, ngươi đều không cần dùng. Chỉ trong chớp mắt, tà phật chỉ còn lại một cơ thể không đầu không chân tay. Diệp thần lúc này mới hài lòng. Tà phật bị hành hạ tức giận quát lên, tiểu trùng, ngươi tưởng như vậy có thể giết chết ta sao? Ta còn có cơ thể khác đấy nói rồi hắn lấy ra sát chiêu của mình đoạn hồn ti khởi tới đây đi thần toán tử lập tức một sợi dây đỏ kết nối với thần toán tử được thu hồi về hắn còn đang hí hửng cười lớn đầy đắc ý thì nụ cười đó chợt tắt khi thứ thu về lại là một mảnh ngọc bội nhỏ bé ta phật nhìn mảnh ngọc đây là diệp thần thấy thế bật cười đây chính là cơ thể mà ngươi nói sao tiểu xảo độc đáo nhưng ngươi to như vậy có thể nhét vừa sao ta phật tức giận hét lên là ngươi là ngươi làm ta muốn giết ngươi ta nhất định phải giết ngươi đột nhiên lúc này cơ thể của hắn xảy ra biến chuyển hắn hốt hoảng cơ thể vốn nên tiêu tán của ta đang khép lại. diệp thần bên kia lấy ra một bảo vật cười nhạt. cơ thể tiêu tán, ta biết ngươi rất vội nhưng ngươi đừng vội. không phải còn có ta đang ở đây sao? nói sửa cho ngươi mà, sửa đến khi ta cảm thấy hoàn toàn hài lòng. chuyển cảnh đến chỗ tiêu xảo xảo, hai người sau khi cứu được thần toán tử, lập tức đi theo chiếc lá dẫn đường của diệp thần từ trước. đi một hồi cuối cùng cả ba đã tụ họp, thấy diệp thần xảo xảo vui mừng thốt lên, sư tổ, chiếc lá dẫn đường, chúng ta đến rồi. thế nhưng lời chưa nói hết cô bàng hoàng nhận ra. Tà Phật phía trước đã bị Diệp Thần đánh đến không nhận ra hình dạng. Sảo Sảo đầy hoảng hốt, "Đây, đây là, Diệp Thần thấy hai người an toàn đến được đây liền nói, "Đến rồi, a à, toán thế nào?" Sảo Sảo vui mừng đáp lại, "May mà có tướng quân giúp đỡ, tính mạng sư phụ đã không cần lo lắng, chỉ đợi tỉnh lại." Hạ Thuần nhìn tình hình trước mắt lên tiếng hỏi, "Tôn giả, tên súc sinh đó chết rồi sao?" Nghe thế Sảo Sảo ngạc nhiên hét lên, "Cái gì? Chết rồi? Vậy chẳng phải là hời cho hắn quá sao?" Cô tức giận, ánh mắt căm thù nhìn Tà Phật, "Hắn hại sư phụ ta sống không được, chết không xong." sao mà xứng với kết cục thân tiêu hồn tán cắt thành tám khúc sắc thuốc luyện dược cũng chưa đủ nghe xào xào nói vậy diệp thần cười khẩy vậy cũng vẫn là quá hời cho nó ta dùng thuật pháp giam cầm hắn ở đây đồng thời còn dùng cả cấm chế nhục thân trọng chú như vậy hắn sẽ phải chịu đau đớn khi mà cơ thể tan biến và đúc lại cho đến mãi mãi xào xào nghe xong hà dạ không hổ là sư tổ còn hạ thuần lại nhìn diệp thần bằng con mắt khác thầm nghĩ chút giận là một mặt quan trọng hơn là làm như vậy tà phật vốn sẽ không có cơ hội đi ra ngũ hành tiên địa nghĩ kỹ thì từ lúc vẫn chưa bắt đầu bước vào ngũ hành cho đến khi ta dùng ngọc truyền lệnh cứu quỷ thần quẻ, Tôn giả đã sắp xếp xong tất cả các khả năng và kết quả này cũng nằm trong tính toán của ngài ấy, đây chính là cường giả sao? Thấy Hạ Thuần cứ đăm chiêu nhìn mình, Diệp Thần lên tiếng gọi, "Tướng quân." Hạ Thuần giật mình đáp lại, "Tôn giả có gì dặn dò?" Diệp Thần nhẹ nhàng nói, "Đặt A toán xuống đi." Sảo sảo nhìn sư phụ mình lo lắng hỏi, "Sư tổ, có phải tình hình của sư phụ không được lạc quan?" Diệp Thần vừa kiểm tra cơ thể cho thần toán tử vừa nói, "Cơ thể của A toán đang ở bên ngoài ngũ hành." Là vì có khí của Tà Phật, bây giờ nó đã suy bại, ta sẽ nhân lúc trước khi khí vẫn chưa tiêu tan hết, sắp xếp lại khí mạch cho A Toán. Hai người đứng cách xa ra chút. Sảo Sảo lo lắng hỏi: "Sư phụ mãi vẫn chưa tỉnh, cũng là do có liên quan tới khí sao?" Diệp Thần đáp lại: "Đúng vậy, nhưng cũng vì thể chất nhiều hơn, là vì A Toán không có hộ tâm mệnh khí, hiện tại quá yếu, mà linh căn của cô ấy nó âm tính. Ta và cô ấy tương khắc nên không thể trực tiếp, chỉ có thể ổn định sinh khí trước, quay về thế giới bên ngoài rồi lại nghĩ cách." Sảo Sảo nghe thế nghĩ thầm: "Sư phụ là vì ta nên mới" cô quyết tâm nói với diệp thần sư tổ linh căn của ta và sư phụ tương đồng lấy linh căn của ta cho sư phụ đi hạ thuần nghe vậy giật mình lấy linh căn để độ nhưng như vậy cô sẽ xào xào ánh mắt kiên quyết nhìn thần toán tử nói tướng quân cô đã nghĩ đến kết cục của cuộc đời mình chưa bái nhận ông trời nội đan trí âm của ta bị chơi thành trí âm lưu đỉnh lúc đầu ta đã cho rằng kết cục của cuộc đời ta chính là công cụ giúp người ta tu luyện người người phỉ nhổ ta chỉ vì lợi ích mà tiếp cận ta chỉ vì ta là hoại chủng trời sinh dường như lúc này cô đã hoàn toàn buông bỏ tất cả chấp nhận số phận nói thật thì ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ta có cơ hội để cứu được một ai đó mà người đó còn là người quan trọng nhất của ta kết cục như vậy đối với ta mà nói đã được gọi là đẹp rồi vậy nên xào xào cúi người chấp tay cầu xin diệp thần xin hãy thành toàn cho nghe những lời tâm tình của cô diệp thần cũng đành phải đồng ý được rồi khi thuật pháp của diệp thần bao phủ khắp người xào xào ánh mắt đầy nối tiếc nhìn sư phụ của mình còn còn có chuyện này đợi sư phụ tỉnh lại xin sư tổ hãy nói lại với người xào xào đã đến đại lục vân du rồi đi làm một tu sĩ đường đường chính chính như vậy cũng đã mãn nguyện rồi nói rồi một mảnh bóng tối đen nhịt bao trùm lấy xảo xảo thế nhưng chẳng mấy chốc cô dường như lấy lại được ý thức từ từ mở mắt nhìn người nằm bên cạnh là sư phụ xảo xảo giật mình tròn tỉnh độ xong linh căn cơ thể của ta phải tán loạn mới đúng chứ sao ta vẫn còn diệp thần thấy cô đã tỉnh lên tiếng cười nói nha đầu ngốc linh căn hỗ độ nếu là người khác giải quyết cô thực sự đã chết rồi nhưng hiện tại là ta nắm quyền toàn cục giữ lại cho cô một mạng thì có gì khó chỉ là linh căn không còn nội đan của cô cũng phế rồi sợ là không thể tu luyện nữa nghe thế xào xào mừng rớt nước mắt ôm chầm lấy diệp thần cùng sư phụ mình thút thít được được vậy không thể tốt hơn được nữa rồi sư phụ được cứu mà ta cũng không cần làm hoại trùng nữa sư tổ cảm ơn cảm ơn diệp thần bị ôm ngại ngùng đẩy xào xào ra không phải cô nói cảm ơn bằng miệng thôi là được rồi xào xào vẫn cố chấp ôm lấy vậy sao mà đủ hạ thuần nhìn một màn này cũng hiểu được thêm về con người diệp thần cô thầm cười nhẹ cường giả tim mềm như lụa sao mắt nhìn của bệ hạ quả nhiên là tốt mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong diệp thần thở phào tạo ra thuật chú di chuyển đưa mọi người về thành được rồi sự việc cũng giải quyết được kha khá rồi nên quay về thôi nghe vậy mọi người lần lượt đi lên xảo xảo tiến lên đi trước chợt nhận ra diệp thần đang đứng thẫn thờ chỗ cũ cô lên tiếng gọi sư tổ tiếng gọi kéo diệp thần về thực tại hả đến đây thế nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt viên ngọc thế hồn đang phát sáng chuyển cảnh về kinh thành loan yên nhi đã được hạ thuần kể lại toàn bộ mọi chuyện cô ngồi trên thượng vị ánh mắt sắc lạnh nhìn ba người vậy nên rốt cuộc chuyện này là sao Diệp Thần né tránh ánh mắt của Yên Nhi ấp úng nói, "Yên Nhi, nghe ta giải thích." Loan Yên Nhi tức giận nhìn hắn, "Đang nghe đây, ta phải nghe cho thật kỹ, tại sao người ra ngoài một chuyến, quay về đã đại tu sinh tử cảnh nhất trọng, a à, toán sư muội thì cũng thôi đi, tại sao cũng mang cả nữ tu kia về tông môn?" Nghe mấy lời Yên Nhi nói, Diệp Thần đổ mồ hôi đầm đìa, Loan Yên Nhi đi đến gần Diệp Thần tăng thêm bức bách, "Sư phụ nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nói, nói không được, tuân theo gia pháp." Sau khi hỏi rõ ngọn ngành tất cả mọi chuyện, Loan Yên Nhi chỉ giữ lại Diệp Thần ở lại rồi để hai người kia đi. Con thần toán tử nhanh chóng được đưa đi dưỡng thương thấy xảo xảo cứ mãi lo lắng nhìn theo sư phụ hạ thần an ủi đừng lo bệ hạ đã bảo y tu tốt nhất của tông môn đến khám chữa ta tin rất nhanh cô ấy sẽ tỉnh lại xảo xảo nghe thế cười nói trong tay bệ hạ có vô số những người lành nghề ta tin cô ấy rồi nhìn hạ thuần cảm kích nói lần này ta đã mang lại cho mọi người nhiều phiền phức đúng rồi bệ hạ và sư tổ đi đâu rồi ta muốn khấu đầu hành lễ với hai người họ bày tỏ lòng biết ơn hạ thuần nghe thế mồ hôi chảy ra đầm đìa vội đẩy xảo xảo làng tránh ta đưa cô đi thay đồ rồi ăn cơm trước hai người họ sao vẫn còn đang bận chuyển cảnh đến tẩm điện của loan yên nhi cô đưa diệp thần vào giường ánh mắt đầy mị hoặc xen lẫn tức giận nhìn hắn còn diệp thần thì bị trói cả tay chân lại sợ hãi nhìn cô yên yên nhi đang làm gì thế nếu con muốn tìm một nơi không người sư phụ hiểu nhưng tại sao lại phải trói ta lại yên nhi ngồi trên người diệp thần dùng một sợi dây đỏ trói mắt hắn lại sư phụ cứ đợi là được rồi nói nhiều vậy làm gì diệp thần bị bịt mắt lại lo sợ nghĩ thầm đại đồ đệ này của ta tức giận thật rồi xem ra lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta cứ kệ đi để bớt giận đã nhưng khi yên nhi ở đầu bên kia siết chặt dây bịt mắt của diệp thần hắn liền cảm nhận được cảm giác quen thuộc khoan đã cảm giác này là loan yên nhi tức giận nói tứ sư phụ nói cho ta thực ra là nói dối yên nhi không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa không dễ mắc lừa đâu vậy thì cứ để chân ngôn chủ thực hư lời nói của người đi chân ngôn chủ là một loại vũ khí sắc bén dùng để tra khảo nghi phạm sau khi rót linh lực vào vật này sẽ được kết nối với các giác quan của phạm nhân một bên đối phương nói sự thật một bên đối phương sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn nghe đến cái tên chân ngôn chủ diệp thần hoảng hốt hết lớn nếu làm con bị thương thì phải làm sao yên nhi nghe lời bỏ nó ra nhưng không để hắn nói hết loan yên nhi giữ lấy người diệp thần ghé sát vào tai hắn nói sư phụ người bỗng nhiên nên đến sinh tử cảnh nhất trọng là do đã làm gì với nữ tu kia sao diệp thần nghe thế nằm yên thầm nghĩ đây chắc chắn là không định cho ta cơ hội từ chối rồi hắn liền cắn răng nói đúng vậy thế nhưng chân ngôn chủ lại không đem lại cảm giác gì cho yên nhi cô hừ lạnh thuật ngôn chủ không có phản ứng là nói dối sao cũng như nhau quả nhiên sư phụ đau lòng nên mới cô ý nói dối để tránh làm ta bị thương nói dối thì chính là nói dối ta thà chịu đau đớn một chút cũng không muốn nghe lời nói dối làm trong lòng thật khó chịu dứt lời ngay lập tức diệp thần cảm nhận được cơn đau đớn xuyên qua thầm nghĩ chân ngôn chủ có phản ứng cô ấy nói đúng nhưng ta là sư phụ sao lại có thể làm đồ đệ của mình bị thương được diệp thần cất giọng yên nhi nhưng ngón tay của yên nhi đã chặn môi hắn lại rồi cô ghé sát vào người diệp thần hỏi nếu a toán sư muội thực sự là sư phụ của nữ tu kia vậy người đi cứu giúp phần nhiều là vì a toán hay là vì nữ tu nghe câu hỏi diệp thần bất lực nghĩ thầm lại nữa cho dù là tiểu nha đầu này hay là a toán ta ra tay cứu bọn họ không phải vì lý do gì khác mà chỉ là vì hai người họ là người của tông môn ta là thầy trách nhiệm sao lại liên lụy đến nữ nhi tình trường được may mà cả hai đáp án đều không được tính là nói thật chọn cái nào yên nhi cũng sẽ không bị thương vừa nghĩ diệp thần vừa xoa đầu yên nhi làm cô ngạc nhiên sư phụ diệp thần nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của yên nhi a toán thế nhưng yên nhi vẫn không cảm nhận được gì cô thầm nghĩ không đau đây là nói dối chẳng lẽ sư phụ để tâm nữ tu kia hơn sao yên nhi thất vọng lao nhanh đến ôm trầm lấy diệp thần tủi thân người che đậy đưa nữ tu kia về tông môn có phải là do đã nảy sinh tình cảm với cô ấy không diệp thần nghe thế vội từ chối không phải như vậy ta là vừa nói đến đây lập tức yên nhi đã chịu đau đớn từ chân ngôn chủ lúc này diệp thần mới nhận ra hắn lỡ lời vội thốt lên đầy lo lắng yên nhi thầm nghĩ hỏng rồi không cẩn thận nói thật mất rồi làm cô ấy bị thương không được phải mở cái này ra đã thế nhưng cơn đau này lại làm cho yên nhi thực sự hài lòng cô thở hồn hển sau cơn đau thở thào nói sư phụ yên nhi rất vui một cơn đau xoẹt qua người diệp thần hắn thầm nghĩ có cảm giác đau đây là nói thật nhưng tại sao yên nhi sẽ vì chuyện ta vô tình với tiểu nha đầu mà cảm thấy vui vẻ yên nhi tiến đến ôm sát người diệp thần bộ ngực căng tròn áp sát vào người hắn cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi vậy câu hỏi cuối cùng sư phụ người có muốn động phòng với ta không nghe thấy hai chữ động phòng thần trí của diệp thần như ngưng động hắn còn chưa lót kịp loan yên nhi thấy thế có phần tức giận đồ ngốc giả ngây giả ngốc có gì khó hiểu sao? Rồi cô ôm lấy Diệp Thần vòng chân qua eo hắn, Diệp Thần bị bịp mắt cảm giác càng trở nên nhạy cảm, bàn tay Yên Nhi lướt đến đâu thì toàn thân hắn run đền nó. Yên Nhi thấy hắn không đáp lại liền hỏi, "Sư phụ, là do Yên Nhi không đẹp sao?" Diệp Thần vội phản bác, "Sao lại thế được?" Thế nhưng hắn đã quên mất bản thân mình đang liên kết với Yên Nhi bằng chân ngôn chủ, lời nói này đã khiến Yên Nhi chịu đau đớn một phen. Diệp Thần nghe tiếng hét của cô lo lắng gọi, "Yên Nhi." Yên Nhi tuy chịu đau một chút nhưng rất hài lòng, cô thì thào đáp lại, "Ta đương nhiên biết, chỉ là nếu sư phụ không đồng ý với ta ta sẽ vẫn lừa người nói sự thật vẫn luôn chịu đau rồi cô cắn vành tay diệp thần ta ngược lại muốn xem xem người không nỡ diệp thần bị kích thích vội né tránh đừng nghịch nhưng yên nhi đã nhanh tay hơn nắm lấy cảm hắn kéo gần đến ngực mình định không trả lời cô nắm lấy tay diệp thần đặt lên đùi mình tinh nghịch nói vậy thì càng tốt ta sẽ xem như người ngầm thừa nhận đồng ý rồi tiếp đó cô luồn tay xuống hạ bộ đụng chạm nhẹ nhàng diệp thần bị đụng trúng chỗ khó nói nhanh chóng dùng con dối thế thân chạy đi hắn tự trách thật đáng chết là một sư phụ sao lại có thể có phản ứng với đồ đệ của mình được chứ ở phía bên kia yên nhi dường như cũng cảm nhận được nội tâm của diệp thần cô từ ngạc nhiên rồi chuyển sang cười mãn nguyện chẳng trách muốn chạy có loại thực lực đó là sợ làm đau yên nhi mà thôi sư phụ ngốc mếch, đành vậy ngày tháng sau này của chúng ta vẫn còn dài lắm diệp thần để làm giảm hỏa dục trong người đành phải đến con thác luyện thanh tâm quyết để nước lạnh làm tỉnh tâm trí từng lời thanh tâm quyết vang vọng khắp núi tâm thần hợp nhất khí nghi tướng tùy tướng gia nhược dư vạn biến bất kinh tâm thần hợp nhất ký nghi tướng tùy tướng gia nhược dư vạn biến thế nhưng hình ảnh yên nhi vẫn cứ hiện lên trong tâm trí làm dục hỏa trong cơ thể lại vươn lên hắn đấm vào mặt mình để tỉnh táo lại nhưng không ăn thua trăm lần thanh tâm quyết cũng vô dụng xem ra đạo hạnh của ta vẫn nông rồi hắn nhớ lại ngày xưa yên nhi con không phải là tiểu cô nương hiểu chuyện tới mức khiến ta phải đau lòng sao mặc dù miệng không bỏ qua nhưng lại mềm lòng nhất con không tranh không cướp ăn tiêu thực phẩm quần áo cũng là chăm chút cho các sư muội nhiều năm trước tông môn đại loạn ta chiến đấu ở tiền phương con là người đã âm thầm đảm nhận nhiệm vụ giữ vững ổn định ở hậu phương con đã nói rằng trong lúc loạn thế chỉ cầu xin tông môn được bình yên chỉ vì chúng ta là người nhà nếu đã là người nhà tại sao tại sao lại muốn cùng ta hắn nhìn bản thân nội tâm đầy hỗn loạn tự hỏi rốt cuộc ta lên dùng thái độ gì để đối mặt với con đây đột nhiên lúc này một giọng nói vang lên sư phụ người đang giả ngốc hay là thực sự không biết diệp thần quay đầu ra liền nhận ra đó là lạc lạc con có thể hóa hình rồi lạc lạc cười nói đúng vậy nhờ có sư phụ thu hút tàn hồn của con vào trong thiên thư con được nuôi dưỡng không tệ diệp thần nghe thế liền nhắc nhở trước mắt con chính là ngưng hình tụ khí tùy tiền hiện hình rất nguy hiểm đó hắn lấy ra ngọc truyền lệnh nói sau khi sư phụ đại chiến với tà phật đã đem phần lớn tu vi của hắn hút vào trong mảnh ngọc truyền lệnh này chỉ là bây giờ con cơ thể hư nhược không thể hấp thụ được chất bổ đợi mấy ngày nữa rồi bồi dưỡng tiếp ta sẽ từ từ đem chỗ tu vi này độ lại cho con thế như lạc lạc lại nói lảng sang chuyện vừa nãy người vẫn chưa trả lời con nữa người là không biết tâm ý của đại sư tỷ hay là người vô tình với tỷ ấy nên mới né tránh nếu như đều không phải vậy người thấy lạc lạc thế nào nghe câu hỏi của lạc lạc diệp thần sững người cái gì thế nào lạc lạc tinh nghịch nói tiếp đây không phải là rõ rồi sao nếu sư phụ không muốn động phòng cùng đại sư tỷ vậy cùng ta thì rồi cô bay đến sau lưng diệp thần thì thầm vào tai hắn mặc dù hiện tại là linh thể nhưng lạc lạc giỏi không kém gì đại sư tỷ đâu thế nào thế nhưng đối với hắn lạc lạc chỉ là một đứa trẻ chưa lớn diệp thần đánh vào đầu lạc lạc trách mắng lại đủ quái đản đừng cho rằng con là linh thể mà sư phụ không trị được con hết đứa này tới đứa khác chưa đùa sư phụ hay ho làm sao lạc lạc bị đánh trong lòng dường như hiểu ra cô đột nhiên im lặng một lúc rồi nói kết quả hiển nhiên dễ thấy sư phụ người đối xử với con như vậy chính là xem con như một đứa trẻ lời nói của trẻ con người lớn sẽ không bị ảnh hưởng sao lại phiền não được cũng chính là nói người đã xem đại sư tỷ như một nữ nhân diệp thần bị nói chúng tim đen hoảng hốt mặt đỏ như trái cà chua vội nói không không có chuyện đó yên nhi là sư tỷ của con cũng chính là đại đệ tử mà ta coi trọng nhất lạc lạc bật cười như này không phải là mâu thuẫn sao nam hoan nữ ái có liên quan gì tới thân phận cũng là nói đại sư tỷ không phải gu của người sư phụ thích nhỏ hơn chút sao diệp thần bị trêu chọc thạnh quá quát lên nói linh tinh to nhỏ cái gì vốn là nhưng lời chưa nói xong lạc lạc đã chui lại vào trong thiên tư làm diệp thần ngạc nhiên hóa ra cô đã nhận thấy sự xuất hiện của loan yên nhi yên nhi đi tới nhặt cuốn thiên tư sư phụ người đang nói chuyện với ai thế còn chọn nơi bí ẩn như này thực sự làm ta khó tìm diệp thần nhận lấy thiên tư nhưng chuyện lúc nãy làm hắn ngại không dám nhìn thẳng cảm cảm ơn thầm nghĩ trông có vẻ như vẫn chưa bị phát hiện hắn lảng sang chuyện khác Vi sư bỗng dưng nhớ là còn có chuyện. Yên Nhi nắm lấy cổ tay Diệp Thần tránh cho hắn chạy trốn lần nữa, chuyện gì mà gấp gáp như thế, vừa rồi hình như có nghe thấy cái gì đó mà loại to với nhỏ. Diệp Thần nghe thế vừa hoảng hốt vừa căng thẳng nói bừa, là đúng, theo quan sát của ta kích thước tỷ lệ thuận với khí lượng giả kim bên trong, do đó ảnh hưởng đến tốc độ đột phá cảnh giới, đây là phương hướng tu tiên mới nhất được vi sư nghiên cứu ra, tóm lại đó chính là tu tiên cảnh giới càng to càng cao. Diệp Thần nói xong cũng cảm thấy không đúng, hắn sợ hãi trong lòng, xong rồi, ta rốt cuộc đang nói gì vậy, thận miệng hót hang say như vậy nhất định sẽ bị phán định là giả tình hình bây giờ vốn là đâm lao thì phải theo lao yên nhi nhất định sẽ thế nhưng đột nhiên yên nhi bên kia bật cười vui vẻ nói cái gì vậy sư phụ lại nghĩ linh tinh gì thế nếu dọc khuôn theo lý thuyết đó há chẳng phải nam tử tu hành trong thiên hạ đều không theo đuổi được nữ tử sao diệp thần nhìn dáng vẻ động lòng người của yên nhi trước mắt không khỏi giữ người yên nhi thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình liền hỏi sư phụ đang nghĩ gì thế diệp thần bị hỏi đỏ mặt vội quay người đi không có gì chỉ là bỗng nhiên cảm thấy toàn thiên hạ chỉ có con sẽ bật cười vì những thứ giàu sức tưởng tượng của ta thôi. Yên Nhi nghe mà trong lòng cũng bất ngờ, Diệp Thần liền nói, "Yên Nhi, còn về chuyện kia mà con vừa mới nói, ta vẫn là." Thế nhưng lời chưa nói hết đã bị Yên Nhi chặn lại, "Sư phụ Vân Du ở bên ngoài lâu như vậy, chắc cũng rất mệt rồi nhỉ, hay là đi nghỉ ngơi một chút nhé?" Diệp Thần nghe thế cũng mỉm cười đồng ý, thầm nghĩ, cô ấy vẫn là Yên Nhi thấu hiểu lòng người, quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng Diệp Thần vẫn là đánh giá thấp Yên Nhi, cô vậy mà lại đưa hắn đến phòng tắm. Diệp Thần ngồi như tượng trong nhà tắm tâm trí như sắp nổ tung, mới là ấy lúc này yên nhi gọi hắn sư phụ sao còn không vào đi yên nhi bên kia quấn một chiếc khăn tắm quay mình dáng vẻ mê người làm diệp thần không khỏi gào thét lẽ nào lại vậy mẹ nó lẽ nào lại như vậy nói là nghỉ ngơi còn tưởng là ăn cơm hay là đi ngủ kết quả này là như này yên nhi thấy diệp thần cứ mãi ngồi đó liền hỏi làm sao thế ta nhớ là sư phụ thích nhất là người sạch sẽ mà sao bây giờ lại không vào tắm nước suối trong hồ nước này được gọi là ngọc lộ là thần tuyển tu dưỡng đệ nhất đại lục đó không chỉ có thể xua tan mệt mỏi mà còn có thể tăng cường gân cốt tinh hóa tu vi sư phụ vân du bên ngoài lại đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn yên nhi nghĩ đó chính là lúc cần để dưỡng khí chẳng lẽ là ta đoán sai rồi sao diệp thần sợ cô nghĩ ngợi nhiều vội quay lại biện minh sao lại vậy được đây chính là cái mà vi sư cần yên nhi chú đáo tỉ mỉ suy nghĩ cho ta như vậy ta vui còn không hết ấy chỉ là nam nữ khác nhau con chỉ cần đưa ta đến đây thôi là được rồi cái khác cứ để ta tự lo thế nhưng yên nhi lại chạy đến ôm trầm lấy diệp thần thổ lộ sư phụ ta là đồ đệ của người sư tôn giả trẻ nói gì đến giới tính chứ hơn nữa lúc mà yên nhi bị thương sư phụ chăm sóc cho ta còn hơn cả ta bây giờ lại nói ngọc lộ tuyền này chỉ tắm thôi là không đủ nếu muốn tu dưỡng hiệu quả gấp đôi thì cũng cần bổ khí nội lực lẫn nhau nữa mới tốt sư tôn đừng cố chấp lần này thuận theo đồ nhi để ta hầu hạ người rồi cô ghé sát vào tai diệp thần hỏi nhỏ có được không diệp thần vội tránh không không cần ta không có mệt vậy đâu đừng lo thế nhưng hắn không biết lạc lạc từ trong thiên thư đằng sau xuất hiện cô cười tinh nghịch đẩy diệp thần một cái diệp thần bị đẩy theo quán tính túm lấy cái gì đó để không bị ngã thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào thứ hắn túm lấy lại chính là chiếc khăn tắm của yên nhi yên nhi hai má đỏ ửng ngập ngừng nói sư phụ người làm con đau rồi diệp thần hoảng hốt vội bỏ tay ra yên nhi xin lỗi loan yên nhi nhẹ nhàng nói tiếp con không thích đau diệp thần nhẹ giọng đáp lại biết biết rồi tất cả đã bị hạ thuần và xảo xảo vô tình nghe thấy hạ thuần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hét lên hốn nhưng lời còn chưa nói xong đã bị xảo xảo ngăn lại tướng quân làm gì thế chưa từng nghe câu nói thà dỡ một ngôi miếu không phá một đôi tình nhân sao hạ thuần tức giận hét lên cái gì mà phá với trả dỡ vẫn chưa thành hôn đã dâm loan ba ngày thanh danh của bệ hạ phải để ở đâu xào xào cười nói phu tử từ đầu đã dạy chuyện giữa hai người nào đến lượt người khác nói này kia vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi sư tổ là một người thương hoa tiếc ngọc đừng lo nữa ngươi bé tiếng chút lại nói may mà tướng quân mời ta đi tắm sạch sẽ trước khi đến khấu tạ ân nếu không sao có nhãn phúc thế này ngươi nói phải không thấy hạ thuần trầm mặt không nói gì xào xào nghĩ thầm đúng nhỉ nữ đế bệ hạ đối với cô ấy là người rất quan trọng chuyện riêng tư như thế lại để cô ấy nhìn thấy trong lòng tướng quân chắc không dễ chịu nghĩ thế xào xào nói tiếp nhưng tướng quân nói cũng không sai người ngoài cũng thôi đi nhưng đó là nữ đế bệ hạ danh tiếng khắp nơi không thể để người khác tóm được sơ hở điều tiếng sau lưng tướng quân qua đây một chút chúng ta lén tìm thời cơ cắt ngang bọn họ thế nhưng khi nhìn vào trong thấy dáng vẻ quyến rũ của yên nhi xào xào không nhịn nỗi không được hạ thuần giật mình vội kéo xảo xảo lại không phải ngươi bảo ta nói nhỏ sao sao đến ngươi lại kêu lên vậy xào xào vội nói không phải thương hoa tiếc ngọc đã nói đâu sao lại còn dùng kiếm thịt còn ở trong hồ tắm nếu không sạch sẽ nhiễm phải bệnh thì sao hạ thuần nghe xong không hiểu hả à, đây là trọng điểm Xào xào gấp gáp nói không có trọng điểm gì trọng điểm hơn nữa tướng quân có điều không biết tại hạ không chỉ có một nghiệp vụ ngoài bói toán còn tính là một nửa du y những năm nay nữ tử hành sự không cẩn thận đều bị nhiễm bệnh không có 28 cũng có 30 người hơn nữa sư tổ trí dương thánh thể chủ yếu là sức lớn gạch bay nếu không cẩn thận chắc chắn bệ hạ sẽ bị thương nếu có thêm chút sở thích đặc biệt Nghe đến đây trong đầu Hạ Thuần đã hiện ra vô vàn hình ảnh, cô vội xua tay, chuyện như thế đừng mà. Sảo sảo nắm lấy tay Hạ Thuần, cho nên mới nói, cùng là nữ tử, tự nhiên hiểu rõ nỗi khổ của nữ tử. Giờ đã không chỉ liên quan đến danh tiếng bệ hạ, càng là sức khỏe của bệ hạ, chúng ta bắt buộc phải ngăn cản sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Nghe thế Hạ Thuần liền đồng ý, có lý. Nói rồi hai người núp xuống chuẩn bị tấn công. Thấy bên trong có tiếng động, thế này thì, thì sao? Yên Nhi đáp lại, sư phụ ở đó hai người hạ thuần và xảo xảo gật đầu với nhau bay ngay vào bên trong sư tổ chờ đã giơ gậy xuống khẽ thế nhưng bên trong lại hoàn toàn trống không hai người ngơ ngác người đâu hóa ra diệp thần đã dùng thuật ẩn thân giấu cả hai đi yên nhi trong bóng tối nhìn hai người bên ngoài vẫn là không thể phòng nổi nghĩ rằng khi tắm riêng tư con không tạo kết giới không ngờ may mà có sư phụ kịp thời dùng ẩn dung thuật giờ có thể yên tâm tiếp tục đúng không sư phụ nhưng khi quay lại diệp thần đã chạy mất chỉ để lại hình nhân lại thế nguy hiểm quá diệp thần hết cách đành ra chợ ngoài tông môn đi dạo lạc lạc nhìn cặp tỷ đệ đang đuổi nhau phía trước phấn khởi nói là hồ lô ngào đường không biết có sư phụ tốt bụng nào có thể mua một sâu hồ lô cho con ăn không diệp thần thở dài con ngưng hình đã tốn sức làm gì còn răng mà ăn hồ lô lạc lạc cười nói người ta không phải có sư phụ ở đây sao cho dù cơ thể mệt mỏi cũng không quên ẩn hình thiên thư khiến người khác không thấy con lạc lạc mới có thể chui ra khỏi thiên thư đi dạo diệp thần nhìn cô đầy bất lực ta thì thương con rồi nhưng con không thông cảm cho sư phụ nữa phần ban nãy khi tắm không phải con đẩy ta một cái lạc lạc liền nói nếu không phải cái đầy đó của con sư phụ đến năm khỉ thắng ngựa mới đụng đến được đại sư tỷ diệp thần thở dài chuyện của người lớn con nít đừng quản lạc lạc phụng phiệu nói có thế người bế quan đã qua trăm năm bất kể là sư tỷ hay là lạc lạc sớm đã không phải con nít người và sư tỷ rõ ràng tình đầu ý hợp bị người khác nhìn thấy thì có sao còn cố ý trốn đến đây con thực sự không hiểu đại sư tỷ có ăn người đâu một chữ tình khó viết thế sao cô đang nói hang say sau lưng diệp thần thì bất ngờ đâm dầm vào lưng hắn lạc lạc tức giận sư phụ người rốt cuộc có nghe con nói không thế nhưng khi cô nhìn trước mắt liền nhìn thấy hai cô gái mình đầy vết thương một người trong đó thấy diệp thần liền mếu máu tiền tiền bối cầu xin người cứu sư tỷ ta với diệp thần giữ người hai người là hóa ra đó là hai tỷ muội bạch tiểu hà và bạch thanh nhi của bách hoa phái diệp thần đưa hai tỷ muội vào một quán trọ rồi trị thương sư tỷ của ngươi đến đây là vì nội đang cạn kiệt thể lực không đủ sức ta đã dùng pháp thuật để bổ sung cho cô ấy nhà ngươi không cần phải lo lắng nữa bạch tiểu hà nghe vậy vô cùng cảm kích cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ nếu không có tiền bối thì sư tỷ của ta e là sẽ đột nhiên lúc này ấn ký kỳ lạ trên người cô phát ra sức mạnh khiến bạch tiểu hà đau đớn một phen diệp thần cảm nhận được ấn ký ánh mắt trở nên sắc lạnh vừa rồi trên đường ta đã cảm nhận được luồng khí tức kỳ lạ rốt cuộc đã có chuyện gì bạch tiểu hà không dám nhìn thẳng nói chẳng trách là tiền bối vậy ta không còn cách nào khác ngoài việc nói ra sự thật tiền bối người hãy nhìn này bạch tiểu hà kéo áo của mình lên cho diệp thần nhìn toàn bộ ấn ký vừa nhìn rõ diệp thần đã không giấu nổi sự ngạc nhiên ấn ký này không phải là thành ấn của huyết hà giáo mà đích thân mình đã tiêu diệt một trăm năm trước hay sao diệp thần khó hiểu hỏi tiếp các ngươi sao lại tự nguyện nhận huyết hà ấn khắc này bạch tiểu hà vội phản bác sao có thể được ta vào tỷ tỷ đến từ bách hoa phái đã hứa với tông môn không bao giờ phản bội tông môn cả diệp thần hỏi lại thế thì là vì tư thủ sao bạch tiểu hà liền phủ nhận ngay tức khắc điều đó càng không thể hơn nữa đây là lần đầu tiên ta và tỷ tỷ đi xuống núi vân du lạc lạc nghe những lời cô nói liền cất tiếng nói với diệp thần thật kỳ lạ đó đây là lần đầu tiên ta ra ngoài và gặp phải chuyện như thế này đó nếu vẫn còn ở trong địa giới của vô cực tông thì còn buồn chết đi được sư phụ à hai tỷ muội này chắc chắn không phải là gián điệp chứ nhỉ diệp thần thầm nghĩ hai người này đã nhận là người của bách hoa rồi nếu thực sự là gián điệp làm sao họ có thể quay lại vô cực tông được chứ hắn lại hỏi tiếp các đệ tử của bách hoa phái khi xuống núi vân du phải tuân theo mệnh lệnh của tông sư có phải trên đường lập phục lệnh rồi bị vướng vào chuyện của huyết hà giáo đúng không bạch tiểu hà lại phủ nhận lần nữa làm thế nào có thể sư tổ của ta yêu cầu chúng ta thế nhưng lúc này cô lại sực nhớ ra điều gì đó nhỏ giọng nói chúng ta tuân theo lệnh của sư phụ tới trung bộ đại lục để tìm thảo dược bạch tiểu hà rủ mắt kể lại mọi chuyện cho diệp thần nghe trong khi đi chúng ta đã gặp phải vô cực tông cũng may được tiền bối ra tay cứu mạng sau đó ta và tỷ tỷ đi về phía đông sau đó chúng ta tình cờ gặp những người đến từ huyết hà giáo đang truyền giảng trong một thôn trang bạch tiểu hà dừng lại một lúc rồi nói tiếp không phải thay vì nói là truyền giảng thì phải nói là tra tấn mới đúng bọn chúng dùng những hình thức tra tấn để áp bức thôn dân gia nhập giáo ép buộc bọn họ đánh dấu lên người huyết hà văn ngay cả đứa trẻ 7 tuổi mà bọn chúng cũng không tha ta và tỷ tỷ muốn trốn trước để chờ cơ hội giải cứu dân làng nhưng đã bị bọn chúng bắt lại trong nguy cơ tỷ tỷ đã kích hoạt pháp thuật cứu mạng của mình để bảo vệ ta vừa phải cố gắng để chống lại để lùi bọn chúng để có thể chạy trốn đi nơi khác thế nhưng một chuyện không hay đã xảy ra đêm đó là đêm trăng tròn ấn ký trên người bạch thanh nhi phát tác bạch tiểu hà hối lỗi nói lúc đó ta mới nhận ra rằng tỷ tỷ đã bị khắc huyết hà văn lên người từ lúc nào đêm đó chính là ngày trăng tròn tỷ tỷ đột nhiên đau đớn đến mức suýt nữa thì tự vẫn đường quay về tông còn xa còn tu vi của ta thì quá thấp sợ rằng bị người của huyết hà giáo sẽ bắt lại nên ta đã kéo tỷ tỷ về địa giới của vô cực tông muốn hy vọng dùng danh tiếng của nữ đế bệ hạ để xua đuổi kẻ thù hy vọng có thể gặp lại được ngài nói không chừng còn có thể được cứu thêm một lần nữa nên mới diệp thần nghe vậy an ủi cô không cần phải xấu hổ bước vào giang hồ thì bất cứ khi nào cũng là tiện đường mà dựa theo những gì mà ngươi nói thì chỉ có sư tỷ của ngươi là bị khắc lên huyết hà văn nhỉ vậy tại sao ngươi bạch tiểu hà kể tiếp ấn ký trên người của ta đột nhiên xuất hiện vào đêm qua có lẽ ngay từ đầu bọn chúng đã không có ý định để hai tỷ muội chúng ta chạy thoát rồi. Diệp Thần nghe toàn bộ câu chuyện nghĩ thầm, chuyện này có chút phiền phức, cái gọi là huyết hà văn là những cấm chế do giáo chủ huyết hà sử dụng với những giáo chúng. Những người bị dính huyết hà văn này, linh lực tu vi sẽ bị rút ra khỏi nhục thân mà sẽ tập trung lên cơ thể của giáo chủ. Đám giáo chúng bên dưới sẽ bị hút cạn trở thành món đồ độc chiếm, hơn nữa nếu muốn giải những ấn văn này, thì chỉ có cách là giết người thi thuật mà thôi. Diệp Thần đang đắm chìm trong suy tính thì chợt nghe thấy tiếng gọi của Bạch Tiểu Hà, "Tiền bối." Cô dùng ánh mắt cầu xin với Diệp Thần có thể đến kỳ trăng tròn tiếp theo tỷ muội chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi huyết hà văn nó lần trước là linh lực cạn kiệt lần sau có thể là nhục thai tiêu tán nếu là như vậy xin tiền bối hãy đem hải cốt của hai tỷ muội chúng ta đưa về bách khoa phái như thế cũng có thể coi là lá dụng về cội ân đức của tiền bối tiểu nữ nguyễn kiếp sau sẽ báo đáp diệp thần nghe xong không nói gì chỉ có lạc lạc là chán nản cái cảnh như này ta đã gặp biết bao nhiêu lần rồi nhỉ rồi hắn rời đi hướng về cổng thành lạc lạc hiểu ý của sư phụ mình nhưng vẫn lên tiếng hỏi sư phụ à người xuất thành thế này là trực tiếp đi giải quyết hồng y lão hay sao diệp thần đáp lại cái đó là đương nhiên rồi một trăm năm trước huyết hà giáo đã bị coi là tà giáo ta nhớ giáo chủ của bọn chúng có danh xưng là lạc lạc liền cất ngang huyết hà lão tổ diệp thần nói tiếp đúng thế nhưng mà khi tông môn đại chiến ta nhớ là mình đã giết chết hắn trên lưng ngựa rồi mà nhỉ lạc lạc nghe vậy cười nói có gì đáng ngạc nhiên đâu lục đạo của ta đã bị phá vỡ ta chẳng phải vẫn còn ở trong tiên thư sao đối với người tu chân thì chẳng nhẽ không có thủ đoạn giữ mạng sao nhưng mà sư phụ người tự mình xuất chiến như thế thật sự có sao không diệp thần đáp lại một người tu chân không có nghĩa là người đó muốn làm gì thì làm vừa rồi ngươi vừa nghe huyết hà giáo ra tay với dân thường lẽ nào ta còn có thể đứng nhìn bằng quan hay sao lạc lạc chán nản nói không phải là cái này diệp thần vẫn không hiểu hỏi lại thế thì nhà ngươi đang nói cái gì thế lạc lạc cạn lời gần từng chữ đại sư tỷ đó rồi cô gõ đầu sư phụ đây là địa giới của vô cực tông nếu những gì cô bé nói là sự thật thì chẳng phải đại sư tỷ cũng sẽ biết chuyện này sao lạc lạc nhắc làm hắn nhớ ra thầm nghĩ như thế này thì một tiểu cô nương đến từ bên ngoài có thể tìm được tung tích của huyết hà giáo hồ chi bây giờ yên nhi đã trở thành nữ đế cô ấy luôn ghét cái ác và sẽ không bỏ qua nó trừ khi là lạc lạc nhắc nhở diệp thần lần nữa chẳng phải đệ tử đã nói rồi sao chúng ta không còn là trẻ con nữa đại sư tỷ chắc chắn phải có lý do khi làm điều này đó sư phụ không cần phải chủ trì như trước điều quan trọng hơn là cứ bàn bạc mọi việc với đại sư tỷ là được đại sư tỷ nhất định đang chờ người quay trở về diệp thần nghe mấy lời của lạc lạc trầm tư giây lát rồi quyết định cũng nên quay về rồi thầm nghĩ nhưng mình làm gì còn mặt mũi mà nhìn yên nhi nữa chuyển cảnh đến hoàng cung diệp thần đứng trước cửa phòng yên nhi mà không dám gõ cửa đột nhiên cửa phòng bật tung yên nhi từ trong lao ra trên người còn mặt tạp rể thấy diệp thần cô giữ người đầy ngạc nhiên sư phụ người quay về rồi sao đệ tử vừa mới tắm xong nên mới có hơi đói vừa lúc ở trong căn phòng của đệ tử còn có một căn bếp nhỏ đó là món trứng tráng yêu thích nhất của sư phụ đó diệp thần cũng ngạc nhiên nhìn yên nhi nghĩ thầm vừa rồi nó động lớn như vậy nghĩ đến thôi cũng không dám đối mặt với yên nhi vậy mà con bé lại lo lắng mình có cảm thấy đói hay không sao nhắc mới nhớ lần trước trên đường gặp tinh mị yên nhi cũng trao đổi linh thức với hà thuần chứ chưa bao giờ ra khỏi thành tìm mình cả xem ra chắc là tông môn có chuyện quan trọng hơn chẳng lẽ lúc đó yên nhi đã phát hiện tung tích của huyết hà giáo rồi chăng diệp thần dè dặt hỏi yên nhi sư phụ có chuyện muốn thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị ngón tay của yên nhi ngăn lại chuyện mà sư phụ muốn hỏi yên nhi đều đã biết rồi cô nhớ lại những ngày diệp thần mới bế quan tu luyện ngày nào yên nhi cũng đến chỗ hắn ngồi đợi nhưng đợi mãi vẫn không thấy sư phụ của mình yên nhi nhỏ bé không khỏi tuổi thân thở dài sư phụ người thật là nói đi là đi tại sao chứ bây giờ tàn dư đã trừ còn lại đều là những ngày tốt lành tại sao không đem chúng con đi để yên hy một mình ở bên ngoài tại sao chứ năm đó sư phụ bế quan ta dường như mỗi ngày đều đi đến vách núi nơi người bế quan dọn dẹp hy vọng người đột nhiên hồi tâm chuyển ý sức quan cùng sư môn trên dưới đoàn viên nhưng ngay khi người bế quan được hơn một tháng lão tổ huyết hà của mã hạ tên đáng bị ngài chảm cư nhiên xuất hiện trước mặt của ta hắn không những không chết mà còn kích hoạt thuật pháp để gài bẫy ta muốn để lại dấu ấn huyết hà lên người ta làm độc chiếm của giáo phái hắn lúc đó ta đã là tu sĩ tố thần cảnh theo lý mà nói hẳn là sẽ không rắc rối nhưng thực tế đã bị áp chế không thể cử động lúc này ta nhận thấy trên tay hắn là một chiếc đầu lâu màu đỏ có vết máu chiếc đầu lâu này không chỉ trông đáng sợ mà còn toát ra khí vận không ngờ cô vừa ăn cơm vừa kể lại sự việc năm đó cho diệp thần nghe ta đã đoán trước rằng hộp sọ này rất bất phàm nên đã chờ cơ hội sử dụng thuật pháp để phá trừ nó không ngờ lão tặc huyết hà lại dùng đinh thai để phản công bảo vệ hộp sọ của mình cho đến chết và trốn thoát sau đó hắn biến mất khỏi thế gian mà không có tin tức gì nghe thế diệp thần nhíu lông mày lại lẩm bẩm đầu lâu màu đỏ theo lời của yên nhi đầu lâu này còn lẽ là pháp môn bảo mạng của lão tổ huyết hà lẽ nào là thánh vật của giáo phái không đúng tình báo quan trọng như này người như ta năm đó không thể nào không biết yên nhi lúc này nói tiếp ta nghĩ chuyện này có gì đó đáng nghi nhưng tiếc là lão tặc huyết hà vô lại lúc đó đã ẩn náu việc phục hưng tông môn là ưu tiên hàng đầu vì thế tạm thời gác lại chuyện lão tặc sang một bên chỉ phái gián điệp khắp đại lục bí mật thăm dò, nhưng ai biết được. Nói đến đây Yên Nhi có phần dừng lại, Diệp Thần hiểu cô đang định nói gì tiếp lời, trong Vô Cực Tông có hiện tượng hỗn loạn nổi lên trước rồi. Yên Nhi giữ người khi nghe được câu này hỏi lại, sư phụ ngài cũng biết sao? Diệp Thần đứng lên đáp, cái này không khó đoán, trong mắt lão tặc ngươi là đệ tử được yêu quý nhất, hắn nên giết ngươi nhanh chóng, nhưng hắn không làm vậy, ngược lại là muốn lưu lại cho ngươi ấn huyết hà, mà ấn này được giáo chủ sử dụng để thu thập năng lượng và tu luyện cơ thể của mình, đến một lúc nào đó, hắn cũng muốn phát triển nó trong bóng tối, nếu đã là lén lút phát triển vậy cục diện càng hỗn loạn đối với hắn càng có lợi theo tính cách độc ác của hắn lẽ ra hắn có thể thả những người theo dõi trong vô cực tông để thu hút những người mới khiến người không kịp nhìn nhưng chỉ là như vậy cũng vẫn yên nhi không để diệp thần nói hết câu liền xen vào vẫn là không đủ cô đến gần diệp thần nói tiếp gần 10 năm trôi qua lão tặc vốn dĩ bật vô âm tín bỗng xuất hiện truyền ra thông tin chiêu quân ở miền bắc cho thám tử hắn thậm chí còn giết chết một số tướng tốt ngưng thần cảnh cho thấy rõ ràng rằng sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều và sắp đạt tới sinh tử cảnh cùng với lệnh triệu tập còn có tin tức về cái chết của những người dân vô tội sống trong vô cực tông nhắc đến chuyện này ánh mắt yên nhi trùng xuống đã tận mắt xác nhận dấu vết đó chính là hoa văn trên đầu lâu màu đỏ cũng tức là hoa văn huyết hà rồi cô nắm chặt bàn tay mình lại đầy tức giận sau khi nhận ra ý định của hắn lúc đó ta đoán rằng những người huyết giáo của lão đạo tặc tu cảnh đều không tính là cao nếu sai người đi phân phát linh dược cho người dân uống vào sẽ không bị thêm ấn nhưng biểu hiện phát tác ban đầu cũng giống như bị thêm ấn để đánh lửa những con lửa hỏi kia nhưng tốc độ học tập của họ nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều sau khi nhìn thấu chiến lược trì hoãn của ta họ bắt đầu tra tấn người dân để thị uy trong lòng ta kỳ thực là đột nhiên lúc này diệp thần đi đến nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ăn ủi cô hận yên nhi có chút ngạc nhiên sư phụ diệp thần lau những giọt nước mắt trên khóe mắt ta hiểu nỗi đau của yên nhi lão tặc huyết hà rất nham hiểm và độc ác hắn không bao giờ muốn trở thành kẻ thù trực tiếp của người khác hắn muốn ẩn nấp thiên hạ kia không ai có thể tìm thấy hắn nếu một cuộc tấn công được phát động vào lúc này và ra lệnh giết chết các giáo đồ giải rác trong tông môn điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng Khiến tình trạng hỗn loạn càng trở nên tồi tệ hơn, càng không được để kẻ gian lọt lưới. Hắn tung ra tin tức nhằm thu hút sự chú ý của ngươi, đồng thời gây xáo trộn dư luận trong tông môn chỉ để khiến ngươi bận bịu xử lý. Khi ngươi gặp rắc rối hắn sẽ nhân cơ hội tấn công. Nếu tập trung vào chiến lược trực diện hắn cũng có thể tập hợp được nhiều tín đồ hơn, bên nào cũng không thiệt, chiêu này thực sự âm hiểm. Dừng lại một chút Diệp Thần nói tiếp, một chút thiếu kiên nhẫn sẽ làm hỏng việc lớn, lựa chọn yên nhi là lựa chọn tốt nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự tay giết chết lão tặc đó và dùng máu của hắn hiến tế, chúng ta bắt buộc Yên Nhi dường như cũng hiểu ý của Diệp Thần Đồng Thanh nói, phải đem sâu bọ có hại một nơi tóm gọn. Nói xong câu này Yên Nhi không khỏi bật cười thành tiếng, ta không báo trước cho sư phụ, vì sợ ngài sẽ tức giận nghiền nát với con lửa hói truyền giáo thành cho. Nhưng bọn hắn giống như châu chấu quen núp sau lưng người khuấy gió đốt lửa, giết một đàn chỉ sẽ xuất hiện càng nhiều, bây giờ biết được sư phụ và ta đồng tâm, ta không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Nói rồi cô nhào đến ôm lấy Diệp Thần, Diệp Thần cũng cười đáp lại, trong mắt ngươi, sư phụ thực sự liều lĩnh như vậy sao? Trái lại là khiến ngươi xem được chuyện đủ của ta. Ngươi đó, nếu lần này ta không tình cờ gặp được tỷ muội bách hoa còn không biết ngươi phải bao lâu mới chịu mở miệng sau này có chuyện gì nhất định phải nói với sư phụ trước nhắc đến hai người này tâm tình vui vẻ nãy giờ của yên nhi liền không còn nữa ánh mắt cô trở lên sắc lạnh khuôn mặt đen kịch gần từng chữ tỉ muội bách hoa sư phụ người không phải là ở trên người bách tính phát hiện ấn huyết hà sao bách hoa là bách hoa phải sao bạch y nữ từ năm đó thường xuyên đến đây tương trợ tông môn ta diệp thần bị dọa sợ hãi vội nói không phải bản thân nhược khi là đệ tử của cô ấy vân du tại ngoại câu này càng làm cho yên nhi ghen hơn ngay cả họ cũng không gọi ra quan hệ của hai người rất không tồi diệp thần bị dọa cuống cuồng giải thích không phải chính là do tình từng cãi nhau một lần sau khi xuất quan ta chưa từng gặp lại cô ấy ta xin thề yên nhi không tin hừ lạnh một cái thật sao diệp thần liền giơ ba ngón tay lên thề so với chân châu còn thật hơn đến đây yên nhi mới chịu tin tưởng cô chọc ngón tay lên má diệp thần hờn dỗi nói được thôi yên nhi sẽ tin người một lần ngay cả khi chúng ta hòa nhau từ giờ trở đi ta sẽ không giấu giếm người nữa sư phụ cũng không được giấu ta chuyện gì đó diệp thần liền đáp lại được đều nghe nàng hết thầm nghĩ vừa muốn khen cô ấy đã trưởng thành và biết tính toán nhưng không ngờ cô ấy vẫn còn tính khí như một đứa trẻ diệp thần liền nhanh chóng chuyển chủ đề cho nên cục diện như hiện tại yên nhi muốn làm thế nào có thể nói với sư phụ không loan yên nhi cười nói họ không phải muốn gây hỗn loạn sao điều đó sẽ giải quyết tất cả công việc khó khăn người xưa nói rất hay sóng gió càng lớn cái nhảy càng mạnh cho nên nói rồi cô ghé sát vào tai diệp thần xì xào chuyển cảnh đến một nơi nào đó trong hang động có người bẩm báo lão tổ ngài thật là liệu chuyện như thần có thể đây chính là huyết hà lão tổ và thuộc hạ của ông ta tên thuộc hạ nói tiếp người phụ nữ hung dữ của vô cực tông kia quả nhiên không dám trắng trợn thanh lý môn hộ cô ta cũng nhất định không ngờ tới chúng ta đã không ở miền bắc mà là ở chỗ cô ta tông môn nội cảnh huyết hà lão tổ thở dài một hơi nói ngươi dẫn ta vào vô cực tông môn ta đã xem ngươi thành đồng minh rồi nếu đã là người một nhà tại sao còn muốn động đao động thương lúc này người bí ẩn bịt mặt kín bịt ôm một thanh đao bên cạnh hắn mới lên tiếng chuyển cảnh về 5 năm trước, lão tổ huyết hà mai phục ở Bắc Bộ, trong các bộ đại lục âm thầm phát triển thế lực, nhưng hắn nghi kỵ thế lực Trung Vô Vô Cực Tông do nữ đế quản lý. Cho dù là huyết hà giáo lúc này đã có vay có cánh, nhưng huyết hà lão tổ vẫn không chịu công nhiên lên tiếng với nữ đế trong giang hồ, hai bên giữ cân bằng vi diệu, nhưng trong một đêm mưa nào đó, huyết hà tông nguyên đón một lần mưa bão ngoài ý muốn, một vị khách thần bí, không những làm rõ ổ do huyết hà lão tổ dùng tâm dấu, càng là chém hết toàn bộ tinh binh bên cạnh. Huyết Hà lão tổ nhìn lưỡi kiếm trong tay người thần bí sợ hãi thốt lên, ngươi là ai? người thần bí bịt kín hết mặt mũi lại chỉ để lộ mỗi con mắt lên tiếng đáp lại người mua bán đến ngay hôm nay sau 5 năm người đó lại quay trở lại bất ngờ đánh cho huyết hà lão tổ không kịp trở tay làm rơi cả đầu lâu bảo mệnh huyết hà lão tổ thở dài đứng dậy nói ngươi lại đến nữa nếu chơi ổn nói một tiếng ta sẽ cho những người khác lui ra hà tất giống năm đó giết sạch hết chứ huyết hà lão tổ bỏ áo choàng ra để lộ khuôn mặt chỉ còn lại những lớp cơ trông vô cùng đáng sợ ông ta quay lại nhìn người bí ẩn nói tiếp nhưng thanh tịnh chút cũng không phải chuyện xấu tử sĩ ta giấu trong nội cảnh vô cực tông đã có tin nữ đế định tổ chức thiên địa chi tế vào tối nay thiên địa chi tế là dùng sức mạnh thần quỷ nhân kiệt đến chúc tế bản thân chỉ cần có chút sai sót sẽ bị phản phệ không những phá cảnh thất bại còn dẫn đến kết cuộc thân tử đạo tiêu huyết hà lão tổ nhật lại trước đầu lâu nói tiếp cô ta muốn một phán định cục vĩnh kết ân oán không hổ là nữ diệm liệt nhất đại lục nhưng cô ta vẫn là quá nóng vội đại cục đã thành chỉ thiếu gió đông mong minh hữu giúp ta phá giải cấm chế trong thành vô cực để giáo đổ của ta vào thành trợ hứng cho nữ đế nghe thế người bí ẩn đáp lại người nóng vội là ngươi huyết hà lão tổ có chút không vui đáp lại nữ đế không biết bọn ta đã cắm trại ở vô cực tông chỉ cần đại quân xông vào trường tế thì có thể để cô ta đoạn chừng mực bây giờ là thời cơ tốt nhất vội từ đâu đến người bí ẩn chỉ vào đầu mình nói ra hai chữ ngắn gọn dương mưu huyết hà lão tổ chợt ngỡ ra chẳng lẽ nữ đế dự tính được đại quân ta sẽ xông vào đàn tế tin này là cô ấy cố ý buông ra cho tử sĩ người bí ẩn đáp lại không ngốc huyết hà lão tổ trong lòng nổi lên lửa giận thì ra là vậy cô ta biết rõ nội cảnh tông môn có giáo đồ ta làm loạn sao có thể dễ dàng để ta nhận được tin tổ chức thiên địa chi tế nếu đại quân không vào trường tế thì ta có thể an ổn phá cảnh ngược lại ta dẫn đại quân đột nhập vậy cô ta nhất định sẽ mai phục trên đường phải đi qua huyết hà lão tổ nở một nụ cười đầy toan tính mời người vào ổ cũng tốt vậy thì ta để các môn đồ đóng quân doanh địa công đạo chủ phá cảnh đại hỷ do lão nạp đích thân đến trợ hướng cho cô ta đi chờ cô ấy phá cảnh linh thai nhục thể giây phút không thể thống nhất ngay lão nạp sẽ hạ huyết hà văn cho cô ấy để cô ấy trở thành cẩm noãn của giáo phái ta lúc đó ta quản lý cả vô cực tông mới dưng là không tốn chút sức nào mà ngươi cũng có thể từ chỗ nữ đế lấy được cựu vật tạ địch diệp xúc như vậy mua bán đại thành thấy người thần bí không đáp lại câu nào huyết hà lão tổ nói tiếp cứ yên tâm lão nạp tuyệt không phải là người vong ơn bội nghĩa sau khi việc thành trừ cựu vật của diệp xúc lão nạp còn tặng cho ngươi nói xong ông ta cười lớn đầy đắc ý người thần bí cũng không nói gì ngay chỉ nhẹ nhàng thu đao lại ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn ta thốt lên một chữ thối bị nhìn huyết hà lão tổ sợ hãi ngậm miệng lại là ta đừng đùa rồi thầm tức giận tiện nhân cho mặt mũi không muốn vậy thì đừng trách ta vô tình chờ ta thu nữ đế sinh tử cảnh làm cấm nõa sẽ lập tức thao túng cô ta đối chiến với người. ta lại ngồi ngư ông đắc lợi hút luôn cả ngươi vào trong huyết hà giáo ta để báo hận năm đó ngươi huyết rửa danh ta thấy người bí ẩn đứng lên huyết hà giáo liền nói đại kế đã định khi nào chúng ta xuất phát người bí ẩn lấy ra trong mình một quyển trục vàng nói ngắn gọn bây giờ chuyển cảnh đến ngọn núi nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh nội cảnh vô cực tông huyết hà lão tổ và người bí ẩn đã đến ông ta cười lớn đầy khoái chí không khổ là ngươi tất cả đều như dự tính nữ đế quả nhiên đã đặt mai phục trên đường chúng ta đi qua nhưng điều mà ngay cả ta cũng không ngờ là năm năm trước ngươi đã lập mật đạo trong vô cực tông đến thẳng chủ cung bây giờ chị chờ kịch hay mở màn người bí ẩn đứng đằng sau hắn ánh mắt không giấu nổi vài tia toan tính đáp lại nói nhảm thật đấy chuyển cảnh đến nội môn vô cực tông yên nhi bây giờ đã khoác lên bộ đồ lễ tế trang điểm xinh đẹp bóng ảnh diệp thần bên ngoài chiếu vào thúc giục cô yên nhi chuẩn bị xong chưa yên nhi đặt giấy son xuống bàn đáp lại đi thôi dường như sau buổi tế lễ này là hàng loạt âm mưu đang được diễn ra yên nhi bước lên trên bục cao hô lớn giờ lành đã đến lời này như đánh dấu trận chiến sắp bắt đầu mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em một nghìn đấy nhé trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donate càng yêu